Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 85. Bạch Lộc Thư Viện, Dương Diệp ta đến. 1. Nghe được Dương Diệp nói thế, Hư Vô Thần biến sắc, nói. Như vậy, có phải quá kiêu ngạo hay không? Ta muốn hung hăng càn quấy. Dương Diệp nói, hắn không phải một người không có đầu óc, tự nhiên sẽ không làm việc vô nghĩa. Hắn đã không có khả năng hòa giải với pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện, cho dù hắn muốn hòa giải cũng tự rước lấy nhục mà thôi. Mà pháp phái thực lực vượt xa Vân Hải Thư Viện, nếu như khai chiến toàn diện, Vân Hải Thư Viện không có chút phần thắng nào. Loại tình huống này, hắn chỉ có thể tìm ngoại viện. Mà ngoại viện là ai? Tự nhiên là Nho Phái. Nho Phái cùng pháp phái không hợp, hắn chỉ có liên hợp Nho Phái mới có thể đối kháng pháp phái. Mà Vân Hải Thư Viện thế yếu, có tư cách gì liên thủ với Nho Phái? Không có tư cách, mà bây giờ, hắn cần sáng tạo tư cách. Thương Vân vốn là người Nho Phái, bởi vậy, trong mắt những người Nho Phái, Vân Hải Thư Viện xem như một phân chi của Nho Phái, cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này, những năm gần đây, Nho Phái vẫn giữ gìn Vân Hải Thư Viện. Cho nên, người Pháp Phái bị hắn giết, nói cho cùng, xem như là chuyện bên trong Bạch Lộc Thư Viện. Bởi vậy, hắn chỉ chọc giận Pháp Phái mà không chọc giận Nho Phái, thậm chí hắn tin tưởng, bên trong Nho Phái có rất nhiều người đang vui vẻ nhìn Pháp Phái ăn thua thiệt. Nói ngắn lại, hắn càng mạnh, giá trị càng lớn, Nho Phái sẽ không để cho hắn và Vân Hải Thư Viện chết. Thế giới này chính là như vậy, chỉ cần ngươi thể hiện ra giá trị bản thân sẽ có người đầu tư vào ngươi. Sự thật tàn không tàn khốc, quyết định bởi chính năng lực của ngươi. Hư Vô Thần liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Đi theo ngươi, ta cảm thấy lá gan của ta càng lớn. Nói xong, hắn quay người rời đi, chỉ chốc lát, 20 đầu người bị cột vào một sợi dây thừng. Pháp phái, các ngươi không phải ác sao? Chúng ta xem ai ác hơn ai? Dương Diệp không có lựa chọn phi hành, hắn dẫn theo Hư Vô Thần đi tới truyền tống đài. Đại tiểu thư, người này là một tên điên. Sau lưng Mỹ Phụ, lão giả áo xám run rẩy nói ra. Giết pháp phái cũng bỏ đi, còn chơi như vậy, đó là muốn chọc giận cả pháp phái. Hơn nữa, lịch sử đến nay, pháp phái chưa từng bị sỉ nhục như thế. Mỹ Phụ nhìn bóng lưng Dương Diệp, hồi lâu, nàng nói. Kỳ lão, người bảo người đi tới Thanh Châu một chuyến, cũng thu thập tất cả tư liệu liên quan tới người này cho ta. Chúng ta hiểu quá ít về hắn. Lão giả áo xám khẽ gật đầu, nói. Việc này ta sẽ xử lý tốt, nhưng chuyện đặt cược, có mở hay không? Mở, càng nhanh càng tốt. Về phần tài chính, ta có thể điều động 10 vạn tử tinh thạch, chỉ sợ còn không đủ, lại cho người truyền tin cho nhị tiểu thư, nói ta cần nàng trợ giúp, còn có phụ thân của ta, tài chính thương hội không cách nào điều động, chúng ta cần tuyên chuyển tài chính của mình. Lần này nếu thắng, chức hội trưởng của phụ thân, ít nhất có thể kéo dài thêm 20 năm. Mỹ Phụ trầm giọng nói. Nhưng nếu như thất bại, Kỳ lão muốn nói lại thôi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Mỹ Phụ nói. Người nơi này chết, trợ cấp gia đình mỗi người 500 năng lượng thạch siêu phẩm. Hơn nữa, ngày sau phàm là thương hội của chúng ta, tất cả không chào đón đệ tử pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện. Còn nữa, việc này phải báo cho phụ thân ta biết, bảo hắn tổ chức trưởng lão hội, yêu cầu tạo áp lực với pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện, tốt nhất phải toàn diện cấm đệ tử pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện tiến vào Vân Minh Thương Hội của chúng ta. Ta lập tức đi làm. Kỳ lão nói xong, hắn quay người rời đi. Mỹ Phụ nhìn bóng lưng Dương Diệp, thấp giọng nói. Ngươi thắng, gia tộc ta hưng thịnh, ta tặng ngươi một phần đại lễ. Chấm chấm. An Nam Tĩnh đi theo bên cạnh Dương Diệp, mặt không biểu tình. Mà Hư Vô Thần bên phải Dương Diệp lại run rẩy, bởi vì trong tay hắn là đầu của 20 người. Trên đường đi, ánh mắt vô số người không ngừng đánh giá hắn, hắn cảm thấy thân thể không được tự nhiên. Đó là đệ tử Bạch Lộc Thư Viện. Đúng lúc này, trong đám người vây xem có người hô lên. Ngay sau đó là từng tiếng xôn xao vang lên. Sau đó có một người nói. Đúng là đệ tử Bạch Lộc Thư Viện, đầu người đầu tiên chính là đệ tử ngoại viện Bạch Lộc Thư Viện Thanh Phong, ta nhận ra hắn, trước kia ta và hắn cùng tham gia thí luyện Bạch Lộc Thư Viện. Đầu của hắn lại bị cắt bỏ. Đầu người thứ ba là Minh Quan, ta từng đi tới Bạch Lộ Giới, đã nhìn thấy hắn, tại sao hắn? Những đệ tử này đều là pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện. Trong tràng, tiếng nói kinh hãi không ngừng vang lên. Rất nhanh,
ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lên người Dương Diệp. Ba người này là thần thánh phương nào, lại dám sỉ nhục pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện, chẳng lẽ bọn họ không muốn sống sao? Ngu xuẩn, người ta dám làm như thế, tự nhiên là có lực lượng. Cũng không biết ba người này là thế lực nào. U Minh Điện, Võ Tông, Ma Đạo, Tà Phái, mấy thế lực này có thể xem thường thực lực của Bạch Lộc Thư Viện, nhưng ba người này không giống mấy thế lực đó. Chẳng lẽ là người của tứ đại thế gia? Đoán mò cái gì, xem bộ dạng bọn họ như vậy, hiển nhiên là muốn đi bạch lộ giới, chúng ta đi theo nhìn chẳng phải sẽ biết. Đi lên. Cứ như vậy, người sau lưng ba người Dương Diệp càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, đám người Dương Diệp đi tới truyền tống đài, lúc này không có xảy ra vấn đề gì. Ba người tiến vào truyền tống trận, rất nhanh, truyền tống trận tuôn ra một đạo ánh sáng màu lam bao phủ ba người. Ngay sau đó ba người liên biến mất. Bạch lộ giới. Bạch lộ giới là thế giới độc lập do cường giả Bạch lộ thư viện mở ra, thế giới này tương đương Thanh Châu, bên trong có vài tỷ nhân khẩu. Trừ số ít thế lực cấp kim cương ra, thế lực cấp kim cương đều mở thế giới độc lập, sau đó lại mang người vào ở. Mục đích và bồi dưỡng nhân tài. Bất cứ một thế lực nào đều cần nhân tài, chỉ cần nhân tài liên tục không ngừng, mới có thể cam đoan một thế lực hưng thịnh, không đến mức xuống dốc. Bởi vậy, tại linh giới, tất cả thế lực lớn trừ muốn tranh đoạt tài nguyên ra, còn muốn tranh đoạt nhân tài. Mà nếu như đều tranh đoạt nhân tài tại Trung Thổ Thần Châu, không hề nghi ngờ, Trung Thổ Thần Châu nhất định sẽ đại loạn. Bởi vậy, rất nhiều thế lực cấp kim cương mở thế giới độc lập, sau đó bồi dưỡng nhân tài ở trong đó. Kể từ đó, tránh tranh đoạt với người khác, cũng có thể bồi dưỡng lòng trung thành của nhân. Tài. Không biết qua bao lâu. Dương Diệp chậm rãi mở to mắt, lúc này, bọn họ đã xuất hiện tại một tòa truyền tống đài, ở trước mặt bọn họ là một tòa thành. Bạch Lộ Thành, thế lực thuộc về Bạch Lộc Thư Viện. Bên cạnh Dương Diệp, Hư Vô Thần nói. Chúng ta muốn tới Bạch Lộc Thư Viện, đầu tiên phải đi qua tòa thành này, sau đó trải qua Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Sơn là con đường thí luyện, là nơi Bạch Lộc Thư Viện dùng để khảo thí. Chỉ cần là cư dân của Bạch Lộ Giới. Xuyên Thanh Vân Sơn này sẽ có cơ hội gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Có thể nói, núi này là nơi cư dân nơi đây lên trời, bởi vì chỉ cần xuyên qua, vận mệnh của bọn họ sẽ bị cải biến. Dương Diệp liếc mắt nhìn Hư Vô Thần, nói. Ngươi rất hiểu về Bạch Lộc Thư Viện. Hư Vô Thần lắc đầu, nói. Nếu đã quyết định tới đây, ta sao có thể không chuẩn bị gì? Đúng rồi, tòa thành này có đế giả bố trí trận pháp, cho dù là thánh giả cũng không thể phi hành. Phải nói, cả bạch lộ giới đều không thể phi hành, cho nên, chúng ta chỉ có thể đi tới. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Đi thôi, chúng ta nên xem thiên tài nơi này là thế nào. Dương Diệp vừa dứt lời, 4-5 bóng người xuất hiện, tốc độ mấy bóng người này cực nhanh, khoảng cách ngàn trượng, không đến 2 giây đã tới trước mặt ba người Dương Diệp. 3 nam 2 nữ, trong đó một nữ tử chính là nữ tử mà Dương Diệp không giết tại Thiên Đô Thành. Năm người nhìn ba người Dương Diệp, cuối cùng ánh mắt nhìn sợi dây trên tay Hư Vô Thần, ánh mắt mấy người nhìn về phía sau, sau lưng Hư Vô Thần là 20 cái đầu người đầm đìa máu tươi, sắc mặt năm người biến thành âm trầm. Nam tử cầm đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp đúng không? Không thể không nói, chúng ta thật sự đánh giá thấp ngươi. Không chỉ có đánh giá thấp thực lực của ngươi, cũng đánh giá thấp can đảm của ngươi. Sau đó thì sao? Dương Diệp nhìn về phía nam tử cầm đầu. Ngươi sẽ trả giá vì hành vi này thật nhiều. Nam tử cầm đầu nhìn sang Dương Diệp, nói. Pháp phái chúng ta đã phái cường giả tiến về Thanh Châu, ngươi yên tâm, trước khi ngươi chết, bọn họ sẽ không động thủ với Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện. Nhưng sau khi ngươi chết, chúng ta sẽ cho người Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện bồi táng theo ngươi. Thế nào, chúng ta rất tốt với ngươi đúng không? Ha ha, chúng ta chờ ngươi tại Thư Viện. Nói xong, bọn họ muốn rời đi. Ta cho ngươi đi sao? Lúc này, Dương Diệp lên tiếng. Dương Diệp vừa dứt lời, An Nam Tĩnh cầm liệt thiên đâm tới, trường thương đâm xuyên qua ngực nam tử cầm đầu, nam tử kia tới chết cũng không dám tin mình sẽ chết. Hắn không nghĩ tới, mình chỉ nói vài lời thì bị giết chết. Hư Vô Thần lắc đầu, nói. Ngươi trang bức làm gì? 4 người còn lại kinh hãi, muốn trốn, mà lúc này... Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đã tiến lên phía trước một bước, trong người bọn họ bộc phát 2 cỗ ý cảnh, lập tức bao phủ 4 người kia.
bị ý cảnh áp chế, bốn người kia ngã xuống đất. Mà lúc này, mấy đạo kiếm quang xuất hiện. Xuy 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 xuy. Đầu của bốn người bay ra ngoài. Buộc lại. Dương Diệp nhìn về phía hư vô thần. Hư vô thần liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Hai người các ngươi cộng lại là muốn nghịch thiên. Nói xong, hắn bắt đầu đi buộc đầu người. Dương Diệp không có để ý hư vô thần, hắn nhìn sang hư không, nói. Bạch Lộc Thư Viện, Dương Diệp ta đến đây. Âm thanh được huyền khí gia trì nên vang vọng như sấm. Yên lặng một lát. Siêu 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 siêu. Phía chân trời xuất hiện mấy trăm tia sáng, những tia sáng này lao tới gần ba người bọn họ. Đùa thật. Sắc mặt hư vô thần ngưng trọng. Rất nhanh, mấy trăm tên huyền giả mặc trường bào màu xám xuất hiện dưới Bạch Lộ Thành. Ánh mắt ba người Dương Diệp nhìn nam tử cầm trường đao cầm đầu, bởi vì người này là thánh giả. Trời sinh thánh nhân. Thánh nhân, cũng phải, nếu như đang tiếp tục phái các đệ tử ngoại viện tới, chỉ sợ cao tầng pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện quá ngu xuẩn. Ngươi chính là Dương Diệp. Ánh mắt nam tử cầm đầu nhìn Dương Diệp, nói. Ta là Tả Thương, ngoại viện thủ tịch pháp phái. Trước kia, đệ tử ngoại viện nói các ngươi phái người tới Thanh Châu. Ta muốn hỏi, đây là thật. Dương Diệp nói. Là thật. Tả Thương nói. Nhưng đã bị chúng ta thu hồi. Nếu pháp phái đáp ứng tỉ thí với Vân Hải Thư Viện, tự nhiên sẽ không lật lọng. Đương nhiên, nếu như ngươi chết, Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành, chúng ta sẽ không bỏ qua. Cho nên, ngươi đừng chết, nhưng ta thấy việc này không hiện thực. Dương Diệp liếc mắt nhìn bọn người Tả Thương, nói. Các ngươi cùng tiến lên hay từng người tiến lên? Xôn xao. Hắn tính toán là cái gì? Tả Thương, chớ nói nhảm cùng hắn, trực tiếp giết chết hắn đi. Ngươi không làm, ta sẽ làm. Đúng là trò cười lớn nhất trên đời, ba người đánh toàn bộ chúng ta. Hắn cho rằng hắn là ai? Cường giả võ bảng top 10 sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Không cần chờ đến ngày mai, chúng ta giải quyết hắn trong hôm nay đi. Giết ngoại viện chúng ta, nếu như không làm hắn trả giá thật nhiều, đám gia hỏa nho phái sẽ cười nhạo chúng ta. Giết! Sau lưng Tả Thương, vô số người kêu gào. Nhưng mà Tả Thương lại không nói gì, ánh mắt của hắn không ngừng dò xét Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Đến trình độ như hắn có thể dùng bản năng cảm ứng người uy hiếp tới mình. Mà lúc này, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cho hắn cảm giác phi thường nguy hiểm. Hắn biết rõ, tin tức truyền từ Thanh Châu không sai. Dương Diệp cũng không yếu, không chỉ không yếu, hắn còn rất mạnh. Dương Diệp cười khẽ, hắn tiến lên một bước, nói. Các ngươi muốn giết ta sao? Dương Diệp ta muốn xem các ngươi mạnh cỡ nào đấy. Đến, cho ta xem pháp phái các ngươi là mặt hàng gì. Dương Diệp nói lời này, những đệ tử pháp phái kia chịu nổi hay sao? Lập tức mặc kệ Tả Thương, toàn bộ nổi điên xông về phía Dương Diệp. Tĩnh Nhi, ngăn cản Tả Thương. Dương Diệp dứt lời, An Nam Tĩnh đã lao về phía trước, đôi mắt Tả Thương híp lại, hắn cầm búa bổ tới. Keng! Thương búa tương giao, tiếng nổ như sấm vang vọng không gian, sau đó Tả Thương lui về phía sau 10 bước, mà An Nam Tĩnh không lui nửa bước, không chỉ có như thế, vào lúc Tả Thương lui lại, An Nam Tĩnh đã lao tới trước mặt Tả Thương. Sắc mặt Tả Thương biến thành dữ tợn, quát. Đến đây đi. Nói xong, hắn lao nhanh về phía trước chiến đấu với An Nam Tĩnh. Bên cạnh, các đệ tử ngoại viện vọt tới, trong mắt Dương Diệp sinh ra hàn quang, trên lưng hắn xuất hiện hộp kiếm. Sau một khắc, ông, một tiếng kiếm minh xé rách thiên địa. Sau đó có hơn 3.000 đạo kiếm quang bay ra khỏi hộp kiếm của Dương Diệp, cũng chui vào trong mấy trăm người. Xuy xuy xuy, trong tràng, kiếm khí tràn ngập, vô số đạo kiếm quang quét qua không gian. Trong chốc lát, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Nhưng vẫn có người lao ra khỏi sát trận, sau đó cùng lao về phía Dương Diệp. Bên cạnh Dương Diệp. Tay phải của hư vô thần nắm chặt trường thương, sau đó hắn xông thẳng vào đám người kia. Dương Diệp không có để ý tới đối phương, hắn tiếp tục thao túng huyền kiếm chém giết. Không đến 3 giây, đã có hơn 100 người chết đi. Dừng tay. Đúng lúc này, phía chân trời có tiếng giống giận dữ vang lên, một lão giả xuất hiện, lão giả vẫy tay một cái, huyền kiếm của Dương Diệp cứng lại và nổ tung. Dương Diệp ngưng trọng, lão giả này ít nhất là thánh giả cao cấp. Nhưng lại không phải thánh giả cao cấp. Lão giả lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó hắn vỗ một cái,
An Nam Tĩnh đang giao thủ với Tả Thương biến sắc, Liệt Thiên sắp đâm thủng người Tả Thương lại ngăn cản phía bên phải của nàng. Bành! Một tiếng trầm đục vang lên, Liệt Thiên run lên kịch liệt, An Nam Tĩnh lui nhanh về phía sau, nàng đã lui mấy trăm trượng. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, cổ tay khẽ động, cổ sao xuất hiện trong tay hắn, sau một khắc, ý kiếm ngưng tụ thành hình, kiếm vào vỏ, sau đó rót ra. Ông! Một đạo kiếm khí bay ra khỏi vỏ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 70 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điện ra. Nhìn thấy Dương Diệp rút kiếm, sắc mặt lão giả kia trầm xuống, lúc nhìn thấy kiếm khí, trong mắt của hắn sinh ra một tia kinh ngạc, nói. Đúng là có tài, nhưng không tự lượng sức. Âm thanh rơi xuống, lão giả tay phải hướng phía trước bắn ra, sau đó hắn lao nhanh về phía trước. Lập tức, kiếm quang của Dương Diệp vỡ vụn, nhưng dự uy cường đại ép lão giả lui lại vài chục bước. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện trước mặt lão giả kia, Liệt Thiên trong tay đâm nhanh, lão giả tức giận, nói. Cút! Vừa dứt lời, hắn xuất ra một trường. Bành! Liệt Thiên trong tay An Nam Tĩnh run lên kịch liệt, An Nam Tĩnh bị đẩy lui hơn 10 trượng, mà lòng bàn tay của lão giả kia vỡ ra một khe hở, máu tươi chảy ra ngoài. Muốn chết! Nhìn thấy chính mình bị tổn thương, sắc mặt lão giả đầy dữ tợn, hắn đang muốn ra tay, mà lúc này, hắn lại mở to mắt, bởi vì chẳng biết Dương Diệp xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào, một thanh kiếm đâm ngay gáy của hắn. Lão giả phản ứng không chậm, thân thể hơi nghiêng tránh thoát mũi kiếm, sau đó hắn lật tay vỗ vào bụng của Dương Diệp. Dương Diệp lui về phía sau 10 bước, sau một khắc, hắn lại lao tới, sau đó đổi thành kiếm trong tay thành man thần kiếm, hắn chém mạnh vào lão giả. Uy lực của kiếm này phá vỡ không gian. Lão giả vô cùng khiếp sợ, thân thể Dương Diệp khủng bố như thế. Ngạnh kháng một trường của mình mà không có việc gì. Kinh thường trong mắt lão giả giảm đi vài phần, nhiều thêm mấy phần ngưng trọng. Không dám khinh thường, đôi tay hắn xoay tròn, sau đó hắn vỗ mạnh một cái. Sau đó hai đạo khí lãng đánh vào man thần kiếm của Dương Diệp. Oanh! Tiếng nổ lớn sinh ra, không gian vỡ nát. Ngay sau đó tất cả khôi phục lại như thường. Mà lúc này, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đã giao chiến với lão giả. Ba người chiến đấu tốc độ quá nhanh, nơi này trừ Tả Thương, cơ bản không ai có thể thấy rõ, bọn họ chỉ thấy mấy bóng dáng biến ảo không ngừng. Việc này ý nghĩa thế nào? Ý nghĩa thực lực hai người Dương Diệp vượt xa bọn họ. Ý nghĩa người ta đến Bạch Lộc Thư Viện không phải đi tìm cái chết, mà là thực sự có thực lực. Oanh! Xa xa, không gian sụp xuống, sau đó Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh và lão giả kia tách ra. Lúc này, sắc mặt lão giả hung ác, trên người hắn có vết thương do thương, còn có kiếm thương. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị hai bán thánh nho nhỏ gây thương tích. Hai người các ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn các ngươi. Lão giả gầm lên, lúc hắn muốn ra tay, mà lúc này, Dương Diệp rút kiếm, một đạo kiếm khí bay ra khỏi cổ sao phóng lên trời. Sau đó chém vào người lão giả kia. 80 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật, trảm thiên bạt kiếm thuật ra chỉ kiếm ý hư vô cảnh. Kiếm khí phá vỡ không gian, lão giả kia biến sắc, bởi vì uy lực của đạo kiếm khí này mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần, hắn không dám khinh thường, hai tay của hắn hội tụ vô số linh khí, sau đó hắn xuất trưởng đánh vào kiếm khí của Dương Diệp. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, cả đại địa và không gian rạn nứt. Lão giả kia lui lại cực nhanh, mà lúc này, Dương Diệp quỷ dị xuất hiện tại sau lưng lão giả, sau đó hắn xuất quyền đánh vào lưng lão giả. Phát giác nắm đấm sau lưng, đồng tử lão giả co rút tại, thân thể hắn hơi uốn éo, sau đó hắn xuất quyền ngăn cản Dương Diệp tấn công. Bành! Nắm đấm chạm vào nhau, lão giả bị đẩy tui lần nữa, mà lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện sau lưng hắn, Liệt Thiên lại đâm vào lưng lão giả. Lão giả căn bản không cách nào trốn tránh. Vào thời khắc mấu chốt, thân thể của hắn tại uốn éo, cho nên Liệt Thiên vốn đâm vào tim hắn tại đâm vào lưng trái. Bành! Lão giả bị Liệt Thiên đâm bay ra ngoài, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện trước mặt lão giả kia, sau đó hắn đạp một cước vào bụng lão giả. Phốc! Lão giả phun máu tươi, sau đó lão giả rơi xuống đất. Dương Diệp đáp xuống đất, thân hình khẽ động, hắn đi tới trước mặt lão giả, sau đó hắn lại đạp một cước vào đầu đối phương. Mà đúng lúc này, không gian phía chân trời vỡ ra, một tia sáng đánh vào ngực Dương Diệp. Bành! Dương Diệp lập tức bay ra ngoài.
Sắc mặt An Nam Tĩnh biến hóa, thân hình khẽ động, nàng xuất hiện sau lưng Dương Diệp, nàng thò tay ngăn cản Dương Diệp, nhưng lực lượng cường đại vẫn đẩy bọn họ lui lại 10 trượng mới biến mất. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, hắn ngẩng đầu nhìn không trung, dữ tợn nói. Như thế nào, thua không nổi sao? Tiếng nói được huyền khí gia trì, âm thanh như sấm vang vọng toàn bộ Bạch Lộ giới. Pháp phái ta tự nhiên thua được. Phía chân trời, một giọng nói vang lên. Thua được. Dương Diệp cười lớn. Ngươi cười cái gì? Giọng nói kia lại vang lên. Ta cười lời ngươi nói buồn cười. Dương Diệp nhìn lên trời, hắn quát. Pháp phái các ngươi thua nổi. Lời này của ngươi không phải rất buồn cười sao? Khi chúng ta tới Trung Thổ Thần Châu, pháp phái các ngươi không ngừng phái người tới gây phiền toái cho chúng ta. Vốn tới ít, ít chết đi thì nhiều lại tới, sau đó là già tới, già không được sẽ có già hơn. Đây chính là thua nổi đó sao? Mặt đâu, các ngươi còn muốn mặt không? Làm càn. Phía chân trời, tiếng quát như sấm làm cho người ta sợ hãi. Làm càn. Dương Diệp cười khẽ cười, nói. Pháp phái các ngươi có một đống lớn thánh giả cao cấp. Vân Hải Thư Viện chúng ta không có cái gì, chúng ta đắc tội không nổi. Nếu không như vậy đi, tỉ thí lần này cũng đừng so nữa. Vân Hải Thư Viện chúng ta trực tiếp nhận thua được không? Tính toán pháp phái các ngươi thắng, thực, tính toán các ngươi thắng, chúng ta đừng lãng phí thời gian, như thế nào? Nghe được Dương Diệp nói thế, sắc mặt đệ tử pháp phái rất khó nhìn. Sắc mặt giáo tập ngoại viện cũng khó coi. Trước kia, nếu như không phải cường giả trong thư viện ra tay, hắn suýt nữa đã chết. Hắn mất mặt trước nhiều đệ tử ngoại viện như vậy, đây là sỉ nhục lớn nhất đời hắn. Trọng yếu nhất là, sau ngày hôm nay, hắn đừng làm giáo tập ngoại viện nữa. Hồi lâu, phía chân trời lại có tiếng nói vang lên. Pháp phái ta tự nhiên thua nổi, hình như ngươi quên, ngươi tỉ thí cùng chúng ta khi nào. Nếu là từ bây giờ trở đi, vì sao ngươi hôm nay tới giết đệ tử pháp phái ta? Ngươi cũng biết. Nếu không phải vì tỉ thí với ngươi, trước kia ta đã đánh chết ngươi. Ngươi nên cảm ơn mới đúng. Rốt cuộc ta cũng nhìn thấy kẻ vô sỉ. Bên cạnh Dương Diệp, hư vô thần lắc lắc đầu nói. Dương Diệp cười lạnh, nói. Thì ra các ngươi cũng biết ngày mai tỉ thí. Ta không rõ, vì sao đám đệ tử pháp phái các ngươi hôm nay tới giết ta. Được rồi, hai chúng ta vốn đối địch, bọn họ tới giết ta, cũng không gì đáng trách. Nhưng ta muốn nói, các ngươi có thể phái những kẻ lợi hại hơn hay không? Đừng dẫn một ít rác rưởi tới lãng phí thời gian của ta chứ. Nghe được Dương Diệp nói lời này, những đệ tử ngoại viện kia đã bùng nổ. Dương Diệp, người hung hăng càn quấy cái gì? Nơi này là Bạch Lộc Thư Viện, không phải Thanh Châu Thâm Sơn cùng cốc của ngươi, đừng cho rằng mình có vài phần thực lực thì rất mạnh, pháp phái ta có người có thể trị ngươi. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ta chưa bao giờ thấy ai cuồng vọng như vậy, Dương Diệp, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là cường giả võ bảng. Đừng nói võ bảng, ngươi còn không bằng thủ tịch của chúng ta. Tu luyện tới hiện tại còn chưa phải thánh giả, ngươi có gì mà cuồng? Chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ hay sao? Chấm chấm chấm. Dương Diệp cười khẽ, hắn nhìn sang đám đệ tử ngoại viện, nói. Các ngươi không phải rác rưởi, đi ra đánh một trận chứ? Những đệ tử ngoại viện kia im lặng, lúc này, Dương Diệp lại nói. Nếu như các ngươi không dám đơn đấu với ta, vậy cùng tiến lên được chứ? Chúng ta có ba người đấu với tất cả các ngươi, có dám không? Lúc này, sắc mặt Tả Thương càng khó coi. Hắn không biết rõ thực lực của Dương Diệp, nhưng cạnh hắn lại vô cùng rõ ràng thực lực của An Nam Tĩnh bên cạnh Dương Diệp. Tuy hắn cao hơn An Nam Tĩnh một giai, nhưng hắn không có nắm chắc đánh thắng An Nam Tĩnh. Vừa rồi chỉ giao thủ một hồi, nhưng hắn phi thường rõ ràng sự khủng bố của An Nam Tĩnh. Một khi hắn bị kiềm chế, ngoại viện không có ai chống lại Dương Diệp, khi đó sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Nếu lúc trước không có giáo tập ra tay, chỉ sợ ngoại viện đã không còn. Như thế nào, không nói gì. Dương Diệp nhìn người ngoại viện, nói. Các ngươi không phải rác rưởi, chứng minh đi. Nói đến đây, đột nhiên Dương Diệp cười cười, nói. Kỳ thật, các ngươi căn bản không cần sợ, bởi vì cho dù các ngươi là rác rưởi, sau lưng các ngươi còn có giáo tập, còn có trưởng lão lợi hại hơn cả giáo tập, có bọn họ, các ngươi còn có thể chết sao? Sẽ không, có bọn họ, các ngươi sẽ không có chút việc gì, đúng không? Bị người ta sỉ nhục ngay tại mặt như thế,
chỉ cần là người có chút huyết tính sẽ nhịn không được. Lúc này có đệ tử giận dữ hét lớn. Con mẹ nó, ta liều với ngươi. Nói xong, hắn lao về phía Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp bắn ra hàn mang, thân hình khẽ động, hắn biến mất tại chỗ. Phanh! Một bóng người bay về phía sau. Người này không phải đệ tử ngoại viện, mà là Dương Diệp. Dương Diệp lui gần trăm bước mới dừng lại, trước ngực hắn xuất hiện dấu trưởng ấn. An Nam Tĩnh xuất hiện bên cạnh Dương Diệp, trong mắt nàng bắn ra sát ý không chút che giấu. Lão phu nhìn không được. Đúng lúc này, một lão giả mặc ma bào mang giày rơm xuất hiện. Lão giả nhìn về phía chân trời nói. Ta nói đám gia hỏa pháp phái, các ngươi quảng thật rộng, hiện tại có một ít thế lực trung thổ thần châu đang đến xem cuộc chiến, chẳng lẽ tới xem các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Đương nhiên, chuyện này không liên quan tới ta, nếu như các ngươi bảo ta tới đây xem lấy lớn hiếp nhỏ lão phu sẽ trở về. Phía chân trời im lặng nửa ngày, giọng nói kia lại vang lên. Tất cả đệ tử ngoại viện trở lại thư viện, không có mệnh lệnh của thư viện, không cho phép kẻ nào rời khỏi thư viện. Dương Diệp, pháp phái ta sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, từ nay trở đi, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi cứ việc giết. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi khẳng định không có cơ hội đó. Chúng ta đi. Tả Thương liếc mắt nhìn ba người Dương Diệp, sau đó hắn xoay người rời đi. Đám đệ tử ngoại viện sau lưng hắn cũng rời đi. Đa tạ tiền bối. Dương Diệp nhìn về phía lão giả, hắn ôm quyền, nói. Lão giả ma bào dò xét Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, cuối cùng nói. Không thể không nói, khó có thể tưởng tượng các ngươi lại đến từ Thanh Châu. Hai người các ngươi không tệ. Nói đến đây, đột nhiên hắn lại nhìn về phía Hư Vô Thần, hắn nhìn Hư Vô Thần một lúc, hắn lại nói. Ngươi cũng không tệ. Hư Vô Thần liếc mắt nhìn lão giả, không nói gì. Lúc này, lão giả lại nói. Đáng tiếc, mạng các ngươi không dài. Chỉ giáo cho. Dương Diệp cau mày nói. Lão giả nhìn Dương Diệp, nói. Pháp phái phái người mới vô số người đến đây xem lễ, mục đích là cái gì? Lão phu không biết mục đích chính thức, nhưng ta biết là, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thắng, càng không cho phép các ngươi còn sống. Bằng không, chẳng phải bọn họ dùng đá nện chân kình hay sao? Dương Diệp trầm mặc, kỳ thật, hắn biết pháp phái mời rất nhiều người tới xem lễ, hắn nghĩ đến điểm này. Nhưng hắn không có lựa chọn, Bạch Lộc Thư Viện có là núi đao biển lửa thì hắn cũng đến. Bạch Lộc Thư Viện a hát, đúng là tự tìm đường chết. Lão giả lắc đầu, nói. Năm đó Bạch Lộc Thư Viện phong quang cỡ nào, nhưng mà bởi vì xung đột, nội đấu, những năm gần đây một năm không bằng một năm. Tốt, không nói nhảm. Nói xong, lão giả biến mất khỏi nơi này. Sau khi lão giả rời đi, nơi này chỉ có ba người Dương Diệp. Sau nửa ngày, Dương Diệp nhìn về phía Hư Vô Thần nói. Kỳ thật, ngươi không cần tham gia vào việc này. Hư Vô Thần cười khổ, nói. Ngươi cái tên này, không phải cảm thấy ta vướng víu đấy chứ. Ngươi yên tâm, thực sự đánh nhau, ngươi không cần quan tâm tới ta, ta sẽ tự mình đối kháng. Dương Diệp lắc đầu, hắn nói. Nói thực ra, đối với thi đấu kế tiếp, ta cũng không có tin tưởng. Ngươi cũng nghe lão giả kia nói, lão gia hỏa kia sẽ không tuân thủ quy tắc cơ với chúng ta. Hư Vô Thần trầm ngâm một lát, nói. Trên tay của ta đã dính máu đệ tử Bạch Lộc Thư Viện, hiện tại, cũng chỉ có đi theo các ngươi. Bằng không, ta vừa rời khỏi nơi này, chỉ sợ sẽ bị đối phương kiếm cớ đánh chết. Dương Diệp nhìn Hư Vô Thần nửa ngày, nói. Ta không biết lão gia tử của ngươi xuất phát từ mục đích gì, nhưng chúng ta đã là một đoàn thể, như vậy chỉ có thể hợp tác. Ngươi yên tâm, chúng ta không có ác ý với ngươi, điểm ấy, ta có thể dùng linh hồn thể cam đoan. Hư Vô Thần nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp nói, ta không biết các ngươi có ác ý với ta hay không, ta cảm thấy, nếu như ngươi tiếp tục đi theo ta, ngươi có khả năng sẽ chết tại nơi này. Hư Vô Thần cười cười, nói, ngươi biết không? Trước kia khi đi vào trung thổ thần châu, ta giống như cháu trai, không dám chọc người nào, không dám đụng vào việc nào, vì cái gì? Bởi vì ta sợ, sợ gây chuyện, khi đó sống thật biệt khuất, hiện tại đi theo ngươi, tuy mỗi ngày đều sống trong lo lắng, nhưng ít nhất ta không biệt khuất. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi chết thật, ta nhất định sẽ bao chôn. Hư Vô Thần. Đúng lúc này,
một bóng người bay ra khỏi Bạch Lộ Thành, rất nhanh, bóng người xuất hiện trước mặt ba người. Phương Vân, thấy rõ người tới, trong mắt Dương Diệp có một tia kinh ngạc, người này chính là Phương Vân Nho phái phái tới Vân Hải Thành. Ngươi thật đến. Phương Vân nhìn Dương Diệp, nói. Bằng không thì sao? Dương Diệp nói. Phương Vân nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó nói. Đi thôi, cùng ta vào thành. Dương Diệp gật đầu, mang theo An Nam Tĩnh cùng Hư Vô Thần đi theo Phương Vân tiến vào Bạch Lộ Thành. Phương Vân mang theo ba người Dương Diệp tới một lầu các Tiên Vân Cư, tiến vào trong lầu các, lập tức, hai gã nam tử mặc trường bào màu trắng chào đón. Hắn chính là Dương Diệp. Một nam tử hỏi. Phương Vân gật đầu, nói. Đêm nay mọi người cũng đừng ngủ, đều trông coi. Hai người liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó gật đầu, đi ra ngoài. Dương Diệp phát hiện, chung quanh lầu các có hơn 100 người, hơn nữa khí tức đều cực kỳ hùng hậu, rõ ràng không phải kẻ yếu. Phương Vân quay người nhìn Dương Diệp, nói. Hai ngày này, ngươi an tâm dưỡng thương, không có người nào tới quấy rầy ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Người Thiên Vũ Tông đang ở trong tòa thành này hay ở tại Bạch Lộc Thư Viện? Dương Diệp hỏi. Phương Vân dừng bước lại, nói. Hương Tạ Lâu phía nam tòa thành, người quen các nàng. Dương Diệp gật đầu. Phương Vân liếc mắt nhìn Dương Diệp, nhưng sau đó xoay người rời đi. Bạch Lộc Thư Viện rất không đúng, khẳng định đã xảy ra đại sự gì đó. Hư Vô Thần trầm giọng nói. Dương Diệp gật đầu, hắn cũng cảm giác được hào khí có chút không đúng. Sau nửa ngày, hắn lắc đầu, nói. Mặc kệ những việc này, hảo hảo tĩnh dưỡng đi, ngày sau còn đánh một trận ác chiến đấy. An Nam Tĩnh à Hư Vô Thần gật đầu. Đêm khuya, Dương Diệp rời khỏi Tiên Vân Cư, được kiếm vực cùng hắc ám pháp tắc che giấu, tất cả rất thuận lợi, không làm kinh động bất cứ kẻ nào. Dương Diệp đi vào Hương Tạ Lâu tại thành Nam, thần thức bao phủ chung quanh, hắn biến mất tại chỗ. Hương Tạ Lâu, trong một gian phòng, Hiểu Vũ Tịch đang ngồi trên giường, hai mắt khép hờ. Lúc này nàng mở mắt ra, trong phòng nàng có thêm một người. Hiểu Vũ Tịch đang muốn động thủ, lúc này người nọ nói. Dưới ngực của ngươi có một nốt ruồi, vài tấc dưới bụng dưới của ngươi có một vết sẹo lớn như ngón trỏ, đó là vì ngươi từng tu luyện không chuyên cần nên bị thương, vì để chính mình ngày sau không bị sơ sẩy, ngươi không có xóa đi vết sẹo này. Mà bên đùi của ngươi có. Câm miệng, Hiểu Vũ Tịch gầm lên, trong mắt nàng có khiếp sợ và khó hiểu. Hiểu Vũ Tịch nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong tay nàng cầm một thanh đao. Dương Diệp cũng đang nhìn Hiểu Vũ Tịch, hắn không nói gì. Hai người đối mặt một lát, Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Ngươi là ai? Ngươi là thê tử của ta, ngươi nói ta là ai? Dương Diệp nói. Ngươi muốn chết phải không? Hiểu Vũ Tịch cầm chặt chuôi đao. Dương Diệp hít sâu một hơi, đi đến trước mặt Hiểu Vũ Tịch, nói. Ngươi còn nhớ rõ chuyện quá khứ hay không? Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không nhớ rõ. Trong mắt Dương Diệp sinh ra một tia thống khổ, nói. Trên người của ngươi khẳng định phát sinh chuyện gì? Vũ Tịch, thật có lỗi, lúc trước ta không nên để các ngươi rời đi. Xíu, yêu yêu. Lúc này, đao trong tay Hiểu Vũ Tịch ra khỏi vỏ. Yết hầu Dương Diệp đã có thanh đao đặt ngang. Hiểu Vũ Tịch lạnh lùng nhìn Dương Diệp, nói. Ta nói một lần, ta không biết ngươi. Vậy ngươi nói một chút, vì sao ta biết những tư mật trên người của ngươi? Dương Diệp nhìn thẳng Hiểu Vũ Tịch. Đây cũng là việc ta muốn biết. Trong mắt Hiểu Vũ Tịch có sát ý. Ngươi nói ngươi không nhớ chuyện trước kia, ta nói cho ngươi biết, trước kia ngươi chính là thê tử của ta. Dương Diệp nói xong. Bàn tay như ngọc của Hiểu Vũ Tịch đánh tới. Keng! Dương Diệp lui về phía sau vài bước, yết hầu của hắn có vết đao màu đỏ. Nhìn thấy đao của mình không phá được làn da của Dương Diệp, trong mắt Hiểu Vũ Tịch hiện ra một tia kinh ngạc cùng khiếp sợ. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới phòng ngự của Dương Diệp lại mạnh như vậy. Dương Diệp sờ sờ yết hầu, sau đó nói. Ta theo không nghĩ tới có một ngày ngươi sẽ giết ta, nhưng ta sẽ không trách ngươi. Ngươi yên tâm. Ta sẽ làm cho ngươi khôi phục trí nhớ. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Dương Diệp quen thuộc giọng nói này, chính là trưởng lão Lâm Nguyệt Âm. Dương Diệp ra khỏi phòng, lúc này, Lâm Nguyệt Âm lạnh lùng nhìn hắn, bên cạnh Lâm Nguyệt Âm còn có ba nữ tử.
Lá gan của ngươi lớn hơn ta tưởng tượng, không nghĩ tới lại từ Thiên Đô Thành đuổi đến nơi đây. Lâm Nguyệt Âm lạnh lùng nói. Có thể nói chuyện hay không? Dương Diệp nói. Ngươi xứng sao? Lâm Nguyệt Âm khinh thường nói. Ta cho ngươi biết, Vu Tịch đã có người theo đuổi, đó chính là Mạc Vân Thiên, biết rõ Mạc Vân Thiên không? Đó là tuyệt thế thiên tài võ bảng bài danh thứ 35. Mà ngươi thì sao? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi có tư cách gì theo đuổi Vũ Tịch? Làm người, có thể tự hiểu lấy mình được không? Dương Diệp nói. Thật cao hứng ngươi giữ gìn Vũ Tịch như thế, nhưng đây là chuyện của ta và Vũ Tịch, có thể do ta và nàng xử lý hay không? Chuyện của Vũ Tịch là chuyện của Thiên Vũ Tông. Lâm Nguyệt Âm lạnh lùng nói. Nàng sẽ là nữ nhân của Mạc Vân Thiên, điểm ấy, không ai cải biến được. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, nói. Lời này của ngươi làm ta không thích nghe. Thì tính sao? Lâm Nguyệt Âm khinh thường nói. Chính là một gã bán thánh, ngươi. Lâm trưởng lão. Đúng lúc này, Hiểu Vũ Tịch cắt lời của Lâm Nguyệt Âm, nói. Việc này là việc giữa ta và hắn, để cho tự chúng ta xử lý. Dương Diệp liếc mắt nhìn Hiểu Vũ Tịch, tay hắn chậm rãi buông xuống. Vũ Tịch. Lâm Nguyệt Âm nói. Ta không biết người kia là ai. Cũng không muốn biết hắn là ai. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, chuyện giữa ngươi cùng Mạc Vân Thiên không phải do ngươi quyết định, đó là chuyện của cả Thiên Vũ Tông. Còn nữa, Mạc công tử si tình với ngươi như vậy, nếu để cho hắn biết ngươi thông đồng với nam tử khác, chẳng phải sẽ tổn thương lòng hắn. Tổn thương lòng hắn? Dương Diệp cười một tiếng, nói. Chuyện giữa ta và Vũ Tịch liên quan gì tới hắn? Ta không biết ngươi có lực lượng gì mà dám cuồng ngôn như thế. Lâm Nguyệt Âm nhìn Dương Diệp, nói. Nhưng ngươi phải hiểu, ở trước mặt hắn, ngươi còn không bằng con sâu cái kiến. Lúc này, đột nhiên Hiểu Vũ Tịch nhìn Lâm Nguyệt Âm, nói. Lâm trưởng lão, ta nói, đây là chuyện của ta. Chẳng lẽ ta không có quyền lợi xử lý việc của ta hay sao? Lâm Nguyệt Âm liếc mắt nhìn Hiểu Vũ Tịch, hừ lạnh một tiếng, nói. Hy vọng ngươi tự trọng. Nàng lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Sau đó mang theo ba người quay người rời đi. Nếu là lúc trước, nàng nói với ta như vậy, người nhất định sẽ lấy đao chém nàng. Lâm Nguyệt Âm đi rồi, Dương Diệp nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói. Ta thật sự không biết ngươi. Hiểu Vũ Tịch nói. Đó là bởi vì ngươi mất đi trí nhớ. Dương Diệp nói. Chờ ta xử lý xong việc tại Bạch Lộc Thư Viện, ta sẽ nghĩ biện pháp khôi phục trí nhớ cho ngươi. Còn nữa. Người ở trong Thiên Vũ Tông cũng không tốt lắm. Đây là chuyện của ta. Hiểu Vũ Tịch nói. Đột nhiên Dương Diệp biến mất, xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch đang muốn ra tay, mà lúc này, đột nhiên hai tay Dương Diệp đặt lên hai vai Hiểu Vũ Tịch. Lập tức, Hiểu Vũ Tịch không thể nhúc nhích. Dương Diệp nhìn Hiểu Vũ Tịch, nói. Vũ Tịch, người nhớ kỹ, chuyện của ngươi là chuyện của ta. Ta biết rõ, hiện tại ta nói thì ngươi cũng không biết có ý nghĩa gì. Nhưng người phải nhớ kỹ, mặc kệ lúc nào, ta cũng là hậu thuẫn của ngươi. Nói xong, Dương Diệp buông vai Hiểu Vũ Tịch ra, hắn biến mất tại chỗ. Sau khi rời khỏi Hương Tạ Lâu, Dương Diệp còn chưa đi bao lâu, đột nhiên, một người ngăn cản ở trước mặt hắn. Người này không phải người khác, chính là Lâm Nguyệt Âm. Tại Thiên Đô Thành ta nên giết ngươi. Lâm Nguyệt Âm lạnh lùng nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn Lâm Nguyệt Âm, không để ý tới đối phương. Trực tiếp vượt qua đối phương, mà lúc này, Lâm Nguyệt Âm đã ngăn cản trước mặt hắn, nói. Không nên. Lâm Nguyệt Âm im lặng, bởi vì Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, sắc mặt Lâm Nguyệt Âm biến hóa, đang muốn ra tay. Lúc này, một cổ ý cảnh kinh khủng đột nhiên ép lên người nàng, làm cho thân thể Lâm Nguyệt Âm cứng đờ, một bàn tay đã tát vào má phải của nàng. 3. Tiếng tát thanh thúy vang vọng đêm đen. Sau đó Lâm Nguyệt Âm trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng vừa mới bay ra xa, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt nàng lần nữa, sau đó lại tát vào mặt của Lâm Nguyệt Âm lần nữa. 3. Lâm Nguyệt Âm lại bay đi, sau khi bay khoảng trăm trượng, Lâm Nguyệt Âm dừng lại, nhưng nàng vừa dừng lại, Dương Diệp vẫn xuất hiện trước mặt nàng, lúc này đây, Lâm Nguyệt Âm không còn giật mình nữa. Dương Diệp mới xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng đã xuất trưởng tấn công Dương Diệp. Dương Diệp lại không có ý né tránh, tùy ý cho nàng đánh vào trước ngực. Phanh! Lâm Nguyệt Âm đánh vào ngực Dương Diệp, tay nàng run lên, mà Dương Diệp lại không chút sức mẻ. Lâm Nguyệt Âm giật mình,
tuy nàng vội vàng ra tay, không có phát huy ra thực lực chân chánh, nhưng cũng không thể không gây ra tổn thương. Thân thể ra hỏa trước mắt là long sao. Vào thời điểm Lâm Nguyệt Âm ngây người, Dương Diệp đã nâng tay phải lên tát vào mặt nàng. Phốc! Lâm Nguyệt Âm phun ra một ngụm máu, sau đó bay ra ngoài, cuối cùng cũng nện lên mặt đất. Nàng vừa đứng lên, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó đạp vào bụng nàng. Lúc này Lâm Nguyệt Âm phun ra một ngụm máu. Lâm Nguyệt Âm kinh hãi nhìn Dương Diệp, chính mình đường đường thánh giả, lại bị một gã bán thánh hành hạ. Dương Diệp nhìn Lâm Nguyệt Âm, tay phải nâng lên, Lâm Nguyệt Âm biến sắc, đầu hơi nghiêng, nhưng sau một lát, bàn tay của Dương Diệp lại không đánh xuống. Sau nửa ngày, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, cả giận nói. Ngươi đùa bỡn ta. Ba. Dương Diệp tát vào mặt Lâm Nguyệt Âm, nói. Không đánh ngươi, ngươi nói ta đùa giỡn ngươi, đã như vậy, ta chỉ có thể đánh ngươi, tránh ngươi nói ta đùa giỡn. Phốc. Lâm Nguyệt Âm phun máu tươi, lúc này, không biết nàng tức hay bị tổn thương. Dương Diệp nhìn Lâm Nguyệt Âm, nói. Nữ nhân, trước kia ta muốn nói chuyện với ngươi, nhưng hình như ngươi cũng chẳng phải cam tâm tình nguyện. Hiện tại, ta muốn nói chuyện, có thể chứ? Lâm Nguyệt Âm nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, không nói gì. Có thể chứ? Đột nhiên Dương Diệp gầm lên giận dữ, thân thể Lâm Nguyệt Âm lập tức run rẩy, nhìn gương mặt hung ác của Dương Diệp, Lâm Nguyệt Âm hơi gật đầu theo bản năng. Như vậy không phải tốt hơn sao? Dương Diệp nói. Ta muốn nói với ngươi, ngươi không muốn, không nên ép ta dùng phương thức này với ngươi. Được rồi, chỉ cần ngươi ưa thích là tốt rồi. Hiện tại, ta hỏi mấy vấn đề, ta hy vọng ngươi trả lời ta trung thực. Nếu như ngươi dám gạt ta, ta sẽ lột sạch quần áo của ngươi, cũng trói ngươi lên cửa thành, ân, ta sẽ cho ngươi còn sống, nhưng ngươi khi đó sẽ muốn chết. Sắc mặt của Lâm Nguyệt Âm thay đổi, trong mắt còn có hoảng sợ. Dương Diệp nói. Hiểu vũ tịch tới Thiên Vũ Tông như thế nào? Lâm Nguyệt Âm chần chờ, sau đó nói. Là Đinh Lâm sư thúc mang nàng đến. Về phần khác, ta không biết. Vì sao nàng mất trí nhớ, ngươi cũng biết không? Dương Diệp lại hỏi. Lâm Nguyệt Âm lắc đầu, nói. Đinh Lâm sư thúc biết, ngươi về sau có thể đi hỏi nàng. Dương Diệp trầm mặc, có lẽ Lâm Nguyệt Âm không biết gì, cũng không có gan nói dối. Đinh Lâm, Dương Diệp híp mắt lại. Nếu muốn biết vì sao Hiểu Vũ Tịch lại mất đi trí nhớ, chỉ có thể đi tìm Đinh Lâm này. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt Âm, nói. Về sau, chuyện của Vũ Tịch do nàng xử lý, người ít xen vào việc của người khác, có thể làm được không? Lâm Nguyệt Âm nhìn Dương Diệp, không nói gì. Có nghe hay không? Dương Diệp quát lớn, Lâm Nguyệt Âm vội vàng gật đầu. Dương Diệp vỗ vỗ đôi má sưng đỏ của Lâm Nguyệt Âm. Sau đó quay đầu nhìn sang một bên, nói. Ta cho ngươi mặt mũi. Nói xong, Dương Diệp buông Lâm Nguyệt Âm ra, sau đó xoay người rời đi. Giết Lâm Nguyệt Âm, tình cảnh của Hiểu Vũ Tịch khẳng định đáng lo, mà hắn hiện tại cấp bách nhất phải xử lý chuyện Bạch Lộc Thư Viện. Dương Diệp đi rồi, Hiểu Vũ Tịch xuất hiện trước mặt Lâm Nguyệt Âm, Hiểu Vũ Tịch liếc mắt nhìn Lâm Nguyệt Âm, sau đó xoay người rời đi. Lâm Nguyệt Âm vươn tay sờ đôi má của mình, sắc mặt dữ tợn. Trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Không cần biết ngươi là ai, ta tất. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt nàng, nhìn Lâm Nguyệt Âm, Dương Diệp nói. Ngươi tất như thế nào? Lâm Nguyệt Âm. Lâm Nguyệt Âm lúc này rất biệt khuất. Hiểu Vũ Tịch chuẩn bị rời đi lại dừng lại, sau đó xoay người nhìn Dương Diệp. Dương Diệp vươn tay vỗ lên má trái của Lâm Nguyệt Âm, cười nói. Kỳ thật người muốn báo thù ta. Việc này rất bình thường, cho dù là ta thì ta sẽ làm như vậy. Ân, đừng nhìn ta như thế, người không biết người còn tưởng rằng ta đang khi dễ người đấy. Lúc này, thân thể Lâm Nguyệt Âm khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, tăng thêm gò má sưng phù rất đáng thương. Dương Diệp nhìn Lâm Nguyệt Âm lắc đầu, nói. Trước kia, thánh giả trong mắt ta là tồn tại cao cao tại thượng, nhưng sau khi ta có đủ thực lực, ta phát hiện, kỳ thật bọn họ không khác gì người bình thường. Đều có hỉ nộ ái ố, cũng đều sợ chết. Đến lúc này, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói. Ta giết nàng, người có bị ảnh hưởng hay không? Sẽ. Hiểu Vũ Tịch trả lời không chút do dự. Nếu là lúc trước, người sẽ nói không? Dương Diệp nói xong, hắn quay người rời đi, đi hai bước, hắn lại nhìn sang Lâm Nguyệt Âm, nói.
nếu để cho ta biết rõ ngươi lại can thiệp tự do của Vũ Tịch, ta nhất định sẽ lột sạch ngươi treo lên Thiên Đô Thành, ân, ta sẽ cho ngươi sống sót. Dương Diệp lại nhìn lên không trung, khóe miệng còn nở nụ cười, sau đó hắn biến mất trong bóng tối. Hắn là ai? Dương Diệp đi rồi, Lâm Nguyệt Âm nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch. Nàng không ngu xuẩn, dùng thực lực bán thánh có thể đánh nàng không có lực hoàn thủ, loại người này tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Không biết. Hiểu Vũ Tịch liếc mắt nhìn Lâm Nguyệt Âm, nói. Người tốt nhất không nên chọc hắn, bởi vì ta cảm thấy, hắn không nói đùa. Hiểu Vũ Tịch quay người rời đi. Tại chỗ, Lâm Nguyệt Âm siết chặt nắm đấm, hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp trở lại Thiên Vân Cư. Kỳ thật nếu như có thể, hắn muốn trực tiếp giải quyết Lâm Nguyệt Âm, bởi vì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nữ nhân kia ngày sau sẽ trả thù. Nhưng nếu như vừa rồi giết Lâm Nguyệt Âm, Hiểu Vũ Tịch tất nhiên sẽ có phiền toái, bởi vì lúc trước nhìn thấy hắn ở cùng một chỗ với Hiểu Vũ Tịch không chỉ có Lâm Nguyệt Âm. Hơn nữa, Bạch Lộc Thư Viện cũng không cho hắn giết. Trước kia hắn không có sát ý, đó là vì hắn biết có người ẩn nấp khí tức đang ở bên cạnh, hắn không có quản, bởi vì đối phương không có ác ý. Nhưng hắn biết rõ, nếu như hắn động thủ giết người, đối phương nhất định sẽ nhúng tay. Nơi này tốt xấu gì cũng là địa bàn của Bạch Lộc Thư Viện, nếu như người Thiên Vũ Tông chết ở chỗ này, Bạch Lộc Thư Viện đặt mặt mũi ở đâu? Đương nhiên, nếu hắn thật muốn giết, loại tình huống lúc ấy, cường giả Bạch Lộc Thư Viện khẳng định không cách nào ngăn cản hắn, nhưng không cần làm thế. Bởi vì người ta không có ác ý, hiển nhiên là nho phái. Nếu vì Lâm Nguyệt Âm mà trở mặt với nho phái thì quá ngu xuẩn. Dù sao, muốn giết Lâm Nguyệt Âm, đối với hắn đến, tùy thời đều có thể. Ngồi lên giường, Dương Diệp thở nhẹ một hơi, sau đó hắn nhớ lại những chuyện xảy ra. Hôm nay hắn liên thủ với An Nam Tĩnh đối phó lão giả giáo tập ngoại viện, đối phương là một gã thánh giả cao cấp, mà lão giả của Vân Minh Thương Hội cũng là thánh giả cao cấp, nhưng thực lực hai người lại cách biệt một trời một vực. Việc này nói rõ cái gì? Nói rõ cảnh giới không phải tiêu chuẩn duy nhất phán định thực lực một người. Ví dụ đơn giản nhất là hắn cùng An Nam Tĩnh, bọn họ chỉ là bán thánh cao cấp, nhưng thực lực hai người bọn họ không kém gì thánh giả cao cấp. Bằng vào cái gì, có rất nhiều, ví dụ như huyền kỹ, ví dụ như ý cảnh, ví dụ như ý thức chiến đấu, ví dụ như thân thể. Đơn giản chính là, thực lực một người không thể chỉ nhìn cảnh giới đơn thuần, cần phải xem các phương diện. Điều này cũng làm cho hắn nhớ rõ, cho dù là lúc nào cũng không thể xem thường người có cảnh giới thấp hơn mình. Ví dụ như Minh Nữ lúc trước còn thấp hơn hắn một cảnh giới, nhưng thực lực không yếu hơn hắn. Mà tại Trung Thổ Thần Châu, loại người này, tuyệt đối sẽ không ít. Hắn chưa gặp qua nhưng chắc chắn sẽ gặp được. Trên giường, trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lấy một quả trái cây màu vàng ra. Kim cương quả. Trong thế giới dã nhân, hắn nhớ rõ người kia từng nói qua, thứ này có trợ giúp lớn với yêu thú, có hại với nhân loại, bởi vì thân thể nhân loại ngay từ đầu không thể tiếp nhận lực lượng của kim cương quả. Cưỡng ép phục dụng sẽ tiêu hao thân thể, bởi vậy, cho dù thân thể thành thánh cũng sống không lâu. Do dự, Dương Diệp trực tiếp nuốt kim cương quả. Thân thể hắn không yếu hơn yêu thú, kim cương quả có tác dụng phụ sẽ không có hiệu quả với hắn. Sở dĩ nhớ tới kim cương quả này, chủ yếu là bởi vì dùng thân thể của hắn hiện tại, tinh thần lực cắn chả không có bao nhiêu hiệu quả. Mà thân thể lại phi thường trọng yếu với hắn, bởi vì bất kể thi triển giới hạn lực lượng hay vẫn thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật, đều cần lực lượng thân thể cường đại hơn. Không có lực lượng thân thể, thực lực của hắn sẽ giảm ít nhất vài cấp bậc. Cho nên, hắn quyết định thử phục dụng kim cương quả, dù sao hắn có hơn 100 quả. Kim cương quả vào bụng. Dương Diệp lập tức cảm giác trong cơ thể sinh ra một đám hỏa diễm, thân thể nóng bừng bừng nhưng không có gì đặc biệt. Không có hiệu quả. Dương Diệp nhíu mày, mà đúng lúc này, hắn mở to mắt ra, bởi vì thân thể của hắn rất nóng, đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là hắn cảm giác kinh mạch và xương cốt trong người đang bốc cháy giống như lúc hắn dùng U Minh Quỷ Hỏa thối thể. Bất đồng là, ngọn lửa này còn khủng bố hơn U Minh Quỷ Hỏa nhiều, tuy nhiên, nó vẫn kém xa tinh thần chi lực rèn luyện thân thể. Dần dần, Dương Diệp phát hiện kinh mạch và xương cốt trong cơ thể biến hóa. Phát hiện điểm này, Dương Diệp vui mừng, bởi vì việc này chứng minh kim cương quả có hiệu quả với hắn. Qua chừng nửa canh giờ, hỏa diễm trong người hắn biến mất, cảm giác thân thể lột xác cũng biến mất. Dương Diệp cau mày, qua một lúc,
hắn lại phục dụng một viên kim cương quả. Cứ như vậy, mỗi khi một viên kim cương quả sắp hết hiệu lực, hắn lại lấy một viên kim cương quả ra nuốt vào. Cứ như vậy, đảo mắt sang ngày thứ hai, ngày hôm sau vẫn chưa chấm dứt, hắn vẫn còn tiếp tục phục dụng kim cương quả. Mà lúc này, quần áo trên người hắn biến mất, làn da trần trụi của hắn chóc ra. Nếu như đám người An Nam Tĩnh ở nơi này, bọn họ nhất định sẽ bị kinh ngạc đến ngây người, bởi vì thân thể Dương Diệp khủng bố cỡ nào. Đừng nói chóc ra, cho dù một tên thánh giả cầm một thanh đao thần giai thượng phẩm cắt cũng chưa chắc cắt được làn da của hắn. Qua ba canh giờ sau, một nửa làn da trên người Dương Diệp đã cởi sạch, trên làn da hắn có một tầng màu vàng mỏng bao phủ. Thời gian trôi qua, làn da nửa người dưới của Dương Diệp bắt đầu lột ra, hắn vẫn chưa đình chỉ phục dụng kim cương quả. Hơn một ngày sau, hắn đã phục dụng hơn 50 viên kim cương quả. Nếu để cho người ngoài biết hắn có kim cương quả để ăn, đặc biệt là những yêu thú, chúng nhất định sẽ giết hắn. Bởi vì kim cương quả không phải dùng như vậy. Trong đại sảnh, An Nam Tĩnh ngồi trên ghế, hai mắt khép hờ. Trước mặt nàng, hư vô thần không ngừng đi qua đi lại, trên mặt tràn đầy ưu sầu cùng lo lắng. Một lát sau, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Còn có nửa canh giờ là tới Hừng Đông, tên kia đang làm cái gì? Hắn đừng có xảy ra chuyện gì mới tốt, bằng không thì, chúng ta sẽ mất mặt lớn lắm. An Nam Tĩnh nhìn hư vô thần, nói. Đang tu luyện. Tu luyện. Hư vô thần vỗ vỗ trán của mình, nói. Lúc này còn tu luyện. Lúc này vẫn tu luyện. Hắn có biết hôm nay chúng ta làm gì không? Hôm nay chúng ta phải đi đánh nhau với đám pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện. Có rất nhiều người nhìn đấy. Lần này chúng ta đại biểu không chỉ có Vân Hải Thư Viện, còn có cả Thanh Châu. Nếu lần này mất mặt, về sau người Thanh Châu đi ra ngoài không thể ngẩng đầu lên được. Không phải còn ngươi và ta sao? An Nam Tĩnh nói. Ta. Hư vô thần khóe miệng quất thẳng tới. Sau nửa ngày, hắn cười khổ cười, nói. Có thể bảo hắn tạm thời dừng tu luyện được không? Lúc này, Phương Vân cũng đi vào đại sảnh. Phương Vân liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh cùng hư vô thần, sau đó nói. Dương Diệp đâu? Đang tu luyện. Hư vô thần nói. Phương Vân nhướng mày, sau đó nói. Hiện tại có nhiều người đang chờ các ngươi. An Nam Tĩnh trầm ngâm một lát, nhưng sau đó xoay người đi lên lầu. Rất nhanh, nàng đi vào gian phòng Dương Diệp. Lúc này, nửa người dưới Dương Diệp vẫn còn lột ra, chỉ còn lại hai chân. Nhìn Dương Diệp hồi lâu. An Nam Tĩnh quay người rời đi, rất nhanh, nàng đến đại sảnh. Dương Diệp đâu? Hư vô thần hỏi. Cổ tay An Nam khẽ nhúc nhích, liệt thiên xuất hiện trong tay nàng, sau đó nàng đi ra ngoài. Hư vô thần sững sờ, liền hỏi. Ngươi đi đâu? Bạch Lộc Thư Viện. An Nam Tĩnh nói. Hư vô thần biến sắc, ngăn cản An Nam Tĩnh, nói. Ngươi muốn tự mình đi. Dương Diệp đâu? Hắn sẽ tới nhanh thôi. An Nam Tĩnh nói xong liền vượt qua hư vô thần, cũng đi ra ngoài. Hư vô thần đứng do dự hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi, đuổi kịp An Nam Tĩnh. Mà An Nam Tĩnh lại nhìn hắn, nói. Ngươi đừng đến. Ta không sợ chết. Hư vô thần nói. Ta sợ ngươi cản trở. An Nam Tĩnh lập tức biến mất. Hư vô thần. Bạch Lộc Thư Viện. Bạch Lộc Thư Viện nằm trên ngọn núi cao vút trong mây, từ dưới chân núi nhìn lên. Mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được lầu các, ở biên giới ngọn núi có thác nước đổ xuống như chân long gầm thét, giống như ngân hà chảy xuống cửu thiên, cực kỳ đồ sộ. Ở giữa ngọn núi có một cầu thang dài thẳng tắp, dài mấy vạn trường từ chân núi lên tới đỉnh núi. Bậc thang này tên là Thanh Vân Thê. Chân núi, Phương Vân bên cạnh An Nam Tĩnh nói. Đây là cửa khẩu cuối cùng, cũng là khảo thí cuối cùng của thư viện với cư dân Bạch Lộ giới. Leo lên bậc thang này. Từ nay về sau một bước lên mây. Ân, không thể mượn nhờ ngoại vật, càng không thể vận dụng huyền khí, đương nhiên, ngươi cũng không cách nào vận dụng huyền khí, bởi vì trên đó có trận pháp áp chế huyền khí. Cửa ải này khảo thi nghị lực, võ đạo là con đường vô tận, nếu như không có nghị lực, làm sao có thể trở thành một tên cường giả. Còn biến thái hơn cả khảo hạch của vô cực ma tông nhiều. Bên cạnh, thần sắc hư vô thần ngưng trọng nói, con đường đá này không phải thẳng tắp. Nó không cho người ta sử dụng huyền khí, sao có thể không biến thái? Trọng yếu nhất chính là không vận dụng huyền khí, nếu leo đến một nửa té xuống, khi đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
đối với hai người các ngươi, có lẽ không có khó khăn nhỉ? Phương Vân nói. Hư Vô Thần nhếch miệng cười, trên nói. Ứng, có lẽ không có vấn đề quá lớn. Phương Vân nói. Ngươi cảm thấy không có vấn đề, An cô nương khẳng định càng không có vấn đề. Hư Vô Thần tức giận, hắn lườm Phương Vân, nói. Lão Phương, ngươi nói thế, về sau sẽ không có bằng hữu. Vui đùa thôi. Phương Vân cười cười, sau đó nói. Bậc thang này có một người của Bạch Lộc Thư Viện chỉ dùng thời gian 100 giây là lên tới đỉnh. 100 giây, đó là thành tích tốt nhất của Thư Viện từ xưa tới nay. 100 giây. Hư Vô Thần trợn mắt, nói. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? An Nam Tính cũng nhìn về phía Phương Vân, trong mắt mang theo một tia khiếp sợ. 100 giây, đó là khái niệm gì? Có ý nghĩa đối phương xem đây là đất bằng. Phương Vân nhìn Hư Vô Thần, nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói đùa với ngươi sao? Hư Vô Thần nghiêm trọng, nói. Đó là người Nho Phái hay Pháp Phái? Nho Phái. Phương Vân nói, Hư Vô Thần lập tức thở ra một hơi, mà lúc này, Phương Vân lại nói. Người thứ hai là 109 giây, mà hắn là người Pháp Phái. Đáng giá để nói chính là, tên thứ hai chính là đệ nhất cường giả trong thế hệ trẻ của Pháp Phái. Chờ lát nữa các ngươi sẽ gặp hắn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi đầy đủ mạnh mới có tư cách nhìn thấy hắn, bằng không hắn sẽ không quan tâm tới các ngươi. Vẻ mặt của Hư Vô Thần cứng đờ, hắn đang muốn nói gì đó, lúc này An Nam Tĩnh lại đi về hướng bậc thang. Nhìn thấy An Nam Tĩnh đi sang, sắc mặt của Phương Vân ngưng trọng. Sau khi An Nam Tĩnh đạp vào bậc thang đầu tiên, bậc thang như sống lại, nàng khẽ run lên, sau đó xuất hiện chữ một. Bắt đầu. Đôi tay Phương Vân chậm rãi nắm chặt. Trên núi, trước một tòa lầu các, đó là quảng trường to lớn dài mấy vạn trượng. Trên quảng trường có võ đài rộng gần ngàn trượng. Phía sau võ đài có hai nhóm người không đứng chung với nhau, bên trái mặc trường bào màu trắng, mà bên phải mặc áo bào xám. Trên bệ đá bên phải có người do Pháp Phái Vân Hải Thư Viện mời tới xem lễ. Khi nhìn thấy phía chân trời có chữ, một có người nói. Có người trèo lên bậc thang. Ánh mắt mọi người nhìn sang bậc thang. Trên đài xem lễ, một lão giả áo đen nói với lão giả mặc ma bào. Không nghĩ tới võ tông các ngươi cũng tới, thật sự là không nghĩ tới. Ta cũng không nghĩ tới ma tông các ngươi cũng tới. Lão giả ma bào nói. Lão giả áo đen nhìn đám người Nho Phái và Pháp Phái của Bạch Lộc Thư Viện, sau đó nói. Lần này ỷ thí là giả, sắp nội loạn mới là thật. À, năm đó Tiêu Vô Tình còn tỏa chấn thì Bạch Lộc Thư Viện phong quang cỡ nào, khi đó Bạch Lộc Thư Viện, cho dù là người võ tông hay ma tông, cho dù là U Minh Điện và Tà Phái cũng phải cho Bạch Lộc Thư Viện mặt mũi, nhưng mà hiện tại, chậc chậc. Có hưng thịnh thì có xuống dốc. Lão giả ma bào nói. Lão giả áo đen cười hắc hắc, nói. Không quản bọn họ làm gì, dù sao đối với chúng ta mà nói, chúng ta không có tổn thất, thậm chí còn có lợi. Lão giả ma bào gật đầu. Đúng, nghe nói Thương Vân Tịch của Vân Hải Thư Viện đã chết. Lần này người tới gọi là Dương Diệp. Lão giả áo đen bỗng nhiên nói. Lão giả ma bào gật đầu, nói. Lúc đến, ta gặp được hắn, lần này, bọn họ chỉ 3 người. Đi tìm cái chết sao? Lão giả áo đen lắc đầu, nói. Thuần túy là lãng phí thời gian, dứt khoát để cho Nho Phái cùng Pháp Phái trực tiếp ngả bài còn hơn. 3 gia hỏa này không có yếu như vậy. Lão giả ma bào nói. A hát. Trong mắt lão giả áo đen sinh ra một tia hứng thú, nói. Người có thể lọt vào mắt Vũ Nguyên ngươi cũng không nhiều, chẳng lẽ trong 3 người có trời sinh thánh nhân? Thế thì chưa. Lão giả ma bào nói. Ta không biết thực lực chân thật của bọn họ, nhưng từ bọn họ ra tay mà nhìn, 3 người này đúng là bất phàm, đặc biệt là nữ tử cầm thương. Đáng tiếc lúc ấy bị lão phu ngăn cản, cho nên không nhìn ra thực lực chân chính của nàng. Ngươi như vậy, ta càng cảm thấy hứng thú. Lão giả áo đen nói. Nếu không chúng ta tới đánh cuộc một keo. Cược cái gì? Lão giả ma bào liếc mắt nhìn lão giả áo đen nói. Lão giả áo đen nói. Hiện tại đã qua 50 giây, ta cược người leo lên bậc thang này cần 300 giây. Hơn 300 giây thì ta thắng, dưới 300 giây thì ngươi thắng, như thế nào? Tiền đặt cược. Lão giả ma bào hỏi. 1.000 viên tử tinh thạch, có dám hay không?
Lão giả áo đen cười hắc hắc nói. 300 giây đã tính toán là siêu cấp thiên tài. Hắn không cho rằng Thanh Châu có loại thiên tài này. Vũ Nguyên nhìn về phía chân trời, đã qua 90 giây. Trầm ngâm một lúc, hắn nói. Đánh cược. Tốt, ha ha. Đột nhiên, lão giả áo đen dừng cười, bởi vì con số phía chân trời đã dừng lại. Cùng lúc đó, một nữ tử đứng trên vách núi. 100 giây. 100 giây. Sắc mặt người ở nơi đây thay đổi, kể cả hai lão giả cầm đầu Nho phái cùng Pháp phái. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn nữ tử cầm trường thương màu vàng kia. Lão giả áo đen ma tông giật mình, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, lão giả ma bào cách hắn không xa đứng lên, trong mắt hắn cũng đầy khiếp sợ. 100 giây. Đó là khái niệm gì? Bạch Lộc Thư Viện từ trước tới nay, thành tích tốt nhất là 100 giây, mà nữ tử trước mắt lại đạt tới thành tích tốt nhất của Bạch Lộc Thư Viện từ trước tới nay. Mà đúng lúc này, đột nhiên con số phía trên quay về không, sau đó lại bắt đầu nhảy lên. Lại có người leo lên bậc thang. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang thang đá, hiện tại mọi người rất im lặng. Hàn Việt lão ma, có muốn đánh bạc một lần hay không? Đột nhiên Vũ Nguyên nhìn sang lão giả áo đen nói. Khóe miệng của lão giả áo đen tên Hàn Việt co giật, hắn liếc mắt nhìn An Nam Tính, sau đó vung tay phải lên, một quả nạp giới xuất hiện trước mặt Vũ Nguyên, nói. Ta nguyện đánh bạc chịu thua. Vũ Nguyên cười hắc hắc thu hồi nạp giới, sau đó nói. Còn muốn tiếp tục đánh cược hay không? Hàn Việt hừ lạnh một tiếng, hắn không nói gì. Vũ Nguyên cười cười, sau đó hắn càng sinh ra hứng thú với thềm đá. Rất nhanh, dưới ánh mắt của mọi người, con số phía chân trời đã lên tới 100 giây, nhưng lại không có người xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, đám người Bạch Lộc Thư Viện thở ra một hơi, đặc biệt là đám người Pháp phái này. Nếu như người Vân Hải Thư Viện tới đều có thể đạt tới hạn mức cao nhất, bọn họ sẽ bị vẽ mặt. Bởi vì bọn họ lúc trước muốn tiêu diệt Vân Hải Thư Viện, trừ bởi vì là Thương Vân Tịch phản viện ra, cũng bởi vì cảm thấy Vân Hải Thư Viện tồn tại là sỉ nhục Bạch Lộc Thư Viện. Mà Thương Vân Tịch lần nào cũng đến tham gia Bạch Lộc Thư Viện thi đấu, dĩ nhiên hắn muốn chứng minh thiên tài Vân Hải Thư Viện không kém gì Bạch Lộc Thư Viện. Nếu như người Vân Hải Thư Viện tới đều có thể phá ghi chép, mặt mũi của bọn họ đặt ở nơi nào? Có lẽ, bọn họ hiện tại mặt đã không có nơi đặt mặt mũi. Thành tích tốt nhất Pháp phái từ trước tới nay là 109 giây, nữ tử của Vân Hải Thư Viện lại là 100 giây. Sắc mặt nhiều người trong Pháp phái trầm xuống. Trái lại, rất nhiều người Nho phái nhìn về phía An Nam Tĩnh với ánh mắt vui vẻ. Thương Vân Tịch là người Nho phái đi ra ngoài, bọn họ cho rằng An Nam Tĩnh đã là người Nho phái. 200 giây qua đi, nhưng vẫn không có người đi lên. Rất nhanh, 300 giây qua đi. Sau khi qua 300 giây vẫn chưa có ai lên, sắc mặt Ma Tông Hàn Việt càng khó nhìn. Vũ Nguyên khoát tay, nói. Hàn Việt, không thể trách ta, là chính ngươi không đánh bạc. Sắc mặt Hàn Việt càng khó coi. Lúc tới 309 giây, một người bò lên thềm đá. Người này chính là Hư Vô Thần. Sau khi Hư Vô Thần bò lên, hắn trực tiếp nằm trên mặt đất thở hổn hển giống như đống bùn nhão. Mà đúng lúc này, con số trên không trung lại về không. Lại có người trèo lên bậc thang. Bởi vì Hư Vô Thần, lúc này mọi người không còn khẩn trương. Vũ Nguyên, còn đánh bạc không? Lần này chúng ta đánh bạc 3.000 viên tử tinh thạch. Trên đài xem lễ, đột nhiên Hàn Việt nói với Vũ Nguyên. Người có 3.000 viên tử tinh thạch hay không? Vũ Nguyên nói. Không có ta lấy đổ thế chấp cho ngươi được không? Hàn Việt nôn nóng nói. Ngươi không dám sao? Vẫn quy củ cũ. Vũ Nguyên nói. Hàn Việt do dự, sau đó nói. 200 giây, dưới 200 giây thì ngươi thắng, ngoài 200 giây thì ta thắng. Vũ Nguyên trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói. Đánh bạc. Tốt, Vũ Nguyên, ngươi có gan, Hàn Việt ta kính nể ngươi. Hàn Việt cười nói. Mà đúng lúc này, con số trên khung trung dừng lại ở con số 61. Mọi người sững sờ. Mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện trên thềm đá. 61 giây. Tất cả mọi người hóa đá. Hàn Việt mở to mắt nhìn, ngón tay hắn bám chặt vào áo của hắn, hắn như bị người ta điểm huyệt. Vũ Nguyên cũng sững sờ tại chỗ, giống như hóa đá. Làm càn, lại dám ăn gian trước mặt Bạch Lộc Thư Viện, lão phu đánh chết ngươi. Đúng lúc này,
Đột nhiên lão giả cầm đầu pháp phái gầm lên một tiếng, sau đó tay phải của hắn cách không đánh thẳng về phía Dương Diệp, một đạo trưởng ấn hiện ra còn mang theo uy áp khủng bố hủy thiên diệt địa đánh thẳng về phía Dương Diệp. Dương Diệp không nghĩ tới có người ra tay với hắn. Nhìn xem lão giả áo xám kia, trong mắt Dương Diệp sinh ra một tia lệ khí, bởi vì người này chính là lão giả thần bí đã ra tay với ở hắn cùng An Nam Tĩnh bên ngoài Bạch Lộ Thành. Hắn không quên khí tức này. Dương Diệp đấm thẳng về phía trước. Toái diệt thần quyền. Âm thanh rơi xuống, quyền ra, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia lão giả áo xám bàn tay kịch liệt run lên, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Mà Dương Diệp nhưng lại hướng về sau rút lui, mấy chục bước. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử tất cả mọi người co rụt lại, đặc biệt là người của Bạch Lộc Thư Viện, bởi vì bọn họ biết rõ thực lực của lão giả áo xám, bởi vì biết rõ nên mới khiếp sợ. Hai người Vũ Nguyên cùng Hàn Việt nhìn nhau, trong mắt của hai người đều lộ ra một tia sợ hãi. Thiên Vũ Tông Lâm Nguyệt Âm ngây người, vào lúc nhìn thấy Dương Diệp thì nàng đã khiếp sợ. Bởi vì nàng không nghĩ tới người sỉ nhục nàng ngày hôm trước lại là Dương Diệp ở Thanh Châu khiêu chiến Bạch Lộ Thư Viện. Bên cạnh nàng, trong mắt Hiểu Vũ Tịch cũng mang theo một tia khiếp sợ, đồng thời, nàng cũng không nghĩ tới bảo nàng là thê tử lại là Dương Diệp tại Thanh Châu khiêu chiến Bạch Lộc Thư Viện. Lão giả áo xám ra tay nhìn thấy trưởng ấn của mình bị đánh nát, hắn lập tức sửng sốt, rất nhanh, trong mắt của hắn sinh ra một tia khiếp sợ, tuy hắn chỉ xuất ra chưa tới ba thành thực lực, nhưng cũng không phải là một gã bán thánh giai có thể ngăn cản A Hát. Rất nhanh, khiếp sợ trong mắt của hắn đã biến thành sát ý không cách nào che giấu. Lão giả áo xám vừa muốn ra tay, mà lúc này, Dương Diệp lại nhìn sang đám người pháp phái, nói. Pháp phái các ngươi cần thể diện không? Mặt mũi của các ngươi đâu? Mặt mũi là dùng nắm đấm kiếm được. Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, hắn muốn ra tay, lúc này Dương Diệp ngưng tụ một thanh ý kiếm. Sau đó chỉ vào lão giả áo xám, nói. Có phải ngươi đại biểu khiêu chiến Vân Hải Thư Viện chúng ta không? Nếu như ngươi nói đúng, ta không nói nhảm thêm lời nào, chúng ta bắt đầu chiến, sinh tử do trời định. Thú vị! Xa xa, khóe miệng Vũ Nguyên lộ ra nụ cười, nói. Tính tình này thật là thẳng thắn. Đúng là có tính tình, nhưng không biết thực lực như thế nào. Hàn Việt nói. Ánh mắt Vũ Nguyên nhìn lên người lão giả áo xám, nói. Ta thật muốn biết da mặt của La Sâm này dày tới mức nào. Lão giả áo xám tên là La Sâm âm trầm đến cực điểm, hắn tự nhiên sẽ không nói người tỉ thí với Vân Hải Thư là hắn càng không khả năng đi tỉ thí với Dương Diệp. Nói đùa, hắn đường đường thủ tịch trưởng lão pháp phái, đi đánh nhau với một tên bán thánh, bất kể hắn thắng hay thua, hắn cũng bị người đời chế giễu. La Sâm nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Một lát sau, hắn nói. Sở dĩ ta ra tay là vì ngươi ăn gian với Bạch Lộc Thư Viện, hành vi như thế là đang sỉ nhục Bạch Lộc Thư Viện, đáng giết. Ăn gian. Dương Diệp nói. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi còn giả vờ. La Sâm phẫn nộ quát. Ta lại hỏi ngươi, ngươi lên thềm đá thế nào? Ngươi không phải nhìn thấy sao? Dương Diệp nói. Vì sao ngươi lại có thể dùng thời gian ngắn như thế lên núi? La Sâm chất vấn. Dương Diệp cau mày, hắn không rõ La Sâm đang giở trò quỷ gì, lúc này, hư vô thần đi đến trước mặt hắn, sau đó nói chuyện thềm đá với hắn. Nói xong, hư vô thần tới gần Dương Diệp, nói khẽ. Ngươi thật không có ăn gian. Nghe hư vô thần nói chuyện, Dương Diệp lập tức hiểu ra. Dương Diệp bỏ qua hư vô thần, hắn nhìn về phía La Sâm, khẽ cười nói. Thì ra ta sử dụng thời gian quá ngắn nên ngươi nói ta ăn gian. Nói đến đây, đột nhiên Dương Diệp cười lạnh. Thật sự buồn cười, pháp phái các ngươi bò lên cầu thang này cũng cần hơn 100 giây, chính mình vô năng cũng bỏ đi, còn không cho người khác đi nhanh hơn, mặt mũi các ngươi ở đâu? Làm càn, ngươi! La Sâm gầm lên, hắn đang muốn nói cái gì, đột nhiên Dương Diệp cắt lời hắn, quát. Ngươi mới làm càn, nếu ngươi cảm thấy ta ăn gian, có cần ta leo lên lại trước mặt mọi người hay không? Nếu như ta không có ăn gian, ngươi phải ở trước mặt mọi người nói pháp phái vô năng, ngươi dám hay không dám? Nếu như ta ăn gian, ta tự vận ở chỗ này, có dám hay không? Sắc mặt La Sâm khó nhìn tới cực điểm, trên người hắn bộc phát sát ý khủng bố. Lúc này, Dương Diệp nhìn chung quanh, nói. Vân Hải Thư Viện ta chỉ là tiểu thế lực, nói cho cùng, chúng ta và Bạch Lộc Thư Viện vẫn cùng thuộc một mạch.
Tâm nguyện suốt đời của thương viện trưởng là có thể mang theo người Vân Hải Thư Viện trở lại Bạch Lộc Thư Viện. Nhưng bất đắc dĩ bị người Pháp phái không cho phép, không chỉ không cho phép, còn lại nhiều lần phái người đi Thanh Châu chúng ta đối phó chúng ta. Thương viện trưởng vì bảo vệ Vân Hải Thư Viện, bị cường giả Pháp phái bức tự bạo đồng quy vu tận. Nói đến đây, Dương Diệp lại nói. Được rồi, thực lực chúng ta yếu, không thể trách các ngươi. Hiện tại, ta đại biểu Vân Hải Thư Viện ứng ước, nếu như trong chiến đấu công bằng, Dương Diệp ta bại, bị các ngươi giết, ta chết không cầu oán hận nào. Nhưng người Pháp phái các ngươi chiến đấu không công bằng, mà lại nhiều lần muốn dùng thủ đoạn bất chính đưa ta vào chỗ chết. Ta nói cho các ngươi biết, hành vi của các ngươi, ta xem thường các ngươi, xem thường các ngươi. Hắn nói to như sấm. Nghe được Dương Diệp nói thế, đám người Pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện giận không thể nuốt nổi, một tên đệ tử trong đó thả người nhảy lên, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp, nói. Dương Diệp, ngươi không phải muốn đánh một trận công bằng sao? Ta sẽ đánh một trận công bằng với ngươi. Nói xong, hắn muốn động thủ, nhưng hắn còn chưa động thủ, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, sau đó đầu hắn bay lên cao. Miểu sát. Làm càn. La Sâm tức giận, hắn vừa muốn ra tay, lúc này Dương Diệp lại cười nói. Ngươi nhìn xem, nhỏ đánh không lại, già muốn ra tay, pháp phái, các ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy hay sao? Còn có thể diện nữa không? Ta nói hai câu. Đúng lúc này, lão giả áo trắng cầm đầu nho phái đứng ra. Ánh mắt của hắn dò xét Dương Diệp, sau đó hắn nói với La Sâm. Lão La, đứa nhỏ này trước khi có ăn gian hay không, người biết rõ hơn ai khác, người đang ngồi ở đây đều hiểu chuyện, cần gì giày vò tiếp như thế chứ? La Sâm cười lạnh, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Lão Phu cảm thấy hắn không tệ, bởi vậy muốn ra tay chỉ điểm một chút, đáng tiếc a hát, người ta không lĩnh tình. Lão gia hỏa này ra mặt dày hơn tường thành. Bên cạnh Dương Diệp, Hư Vô Thần bĩu môi, trong mắt tràn đầy khinh thường. Lão giả áo trắng gật đầu, nói. Thì ra là như vậy, ta nói rồi, La Sâm ngươi cũng không giống một người vô liêm sỉ, làm sao có thể làm ra loại chuyện lấy lớn hiếp nhỏ cơ chứ. Gương mặt La Sâm hơi tái lại, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn lão giả áo trắng, nói. Vân Tinh Tử, ngươi cũng đừng âm dương quái khí. Dương Diệp hắn không phải muốn chiến đấu công bằng sao? Tốt, ta sẽ cho hắn chiến đấu công bằng, bằng không thì, hắn còn tưởng rằng pháp phái ta không có người. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp, nếu các ngươi tới tham gia Bạch Lộc Thư Viện thi đấu, vậy thì phải dựa theo quy củ của Bạch Lộc Thư Viện, không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên không có vấn đề. Dương Diệp cười nói. Dù sao ta đã gặp chuyện vô sỉ lấy lớn hiếp nhỏ. Có gặp càng vô sỉ hơn cũng không sao cả. La Sâm cười lạnh, nói. Dựa theo quy củ thi đấu của thư viện, trận đầu là đấu vòng loại, chính là chém giết tự do, thẳng đến một phương chết hết, hoặc là nhận thua mới thôi. Thế nào, có vấn đề không? Không có vấn đề. Dương Diệp nói. La Sâm nói. Đã không có vấn đề, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, hắn vung tay phải lên, 10 bóng người xuất hiện trên đài. Là 8 nam 2 nữ. Toàn bộ đều là thánh giả. 10 tên thánh giả. Quá không biết xấu hổ. Hư Vô Thần lập tức mắng, bên bọn họ có 3 người, hơn nữa đều là bán thánh, mà pháp phái lại phái ra 10 người, mà lại đều là thánh giả, đúng là không quan tâm mặt mũi. Không biết xấu hổ. La Sâm cười lạnh nói. Vân Hải Thư Viện các ngươi vô năng, 3 người các ngươi vô năng, trách chúng ta sao? Ánh mắt Dương Diệp nhìn 10 tên thánh giả, khí tức 10 người này sâu như biển, không hề nghi ngờ, đây không phải thánh giả bình thường. Nhưng cũng phải, pháp phái cũng biết thực lực của hắn và An Nam Tĩnh, làm sao có thể phái kẻ yếu ra tìm cái chết. Đối phương cũng muốn giết 3 người bọn họ trong cuộc tranh tài lần này. Dương Diệp liếc mắt nhìn lão giả nho phái, đối phương trầm mặc, không nói gì. Dương Diệp, nếu ngươi sợ, không có sao, pháp phái chúng ta cũng giảng nhân tình. Chỉ cần ngươi quỳ gối dưới võ đài, sau đó dập đầu xin lỗi tất cả người pháp phái, ta để sẽ cho ngươi con đường sống, thế nào? La Sâm cười nói. Khích tướng làm gì? Dương Diệp nói. Nếu các ngươi muốn chết, cứ tới đi. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn bay lên võ đài, An Nam Tĩnh cùng Hư Vô Thần theo sát phía sau. Tốt! La Sâm cười lạnh nói. Dương Diệp ngươi có gan, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ lưu cho ngươi toàn thây.
Ngươi nói nhảm nhiều thế sao? Dương Diệp nhìn thẳng La Sâm nói. Đừng lãng phí thời gian được không? La Sâm tức giận, nói. Nếu ngươi muốn chết như thế, ta thành toàn ngươi. Nói xong, La Sâm vung tay phải lên, võ đài bộc phát ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ võ đài. Cùng lúc đó, trên võ đài, đám người Dương Diệp nhìn thấy hoàn cảnh vặn vẹo, rất nhanh, mọi người xuất hiện trên một bình nguyên hoang vu. Đây là chiến trường hư không? Bên cạnh Dương Diệp, Hư Vô Thần trầm giọng nói. Nhưng chúng ta vẫn đang ở trên võ đài, người bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy. Võ đài có trận pháp đặc thù, cho nên, Hư Vô Thần còn chưa có nói xong, đột nhiên, 10 tên thánh giả xông về phía bọn họ. Chiến đi! Dương Diệp nói xong, hắn và An Nam Tĩnh biến mất tại chỗ. Hư Vô Thần cũng không có đi theo tiến lên, tại chỗ, hắn do dự thoáng một phát, nhưng sau đó xoay người hướng phía xa xa thiểm lược mà đi, chỉ chốc lát, tự biến mất tại phía chân trời. Lâm Trận bỏ chạy. Người trên luận võ đài nhìn thấy việc này liền sững sờ. Một lát sau, pháp phái Bạch Lộc Thư Viện bắt đầu cười lạnh. Đây là tinh anh của Vân Hải Thư Viện hay sao? Vân Hải Thư Viện là không có người sao? Thậm chí phải loại mất mặt này tới. Nơi rác rưởi thì có người nào? Hắn lại không tự biết việc đó, ha ha. Trên đài xem lễ, Hàn Việt cùng Vũ Nguyên nhìn nhau, trong mắt hai người đều mang ý cười. Hàn Việt nói, gia hỏa này rất thú vị. Rõ chính mình sẽ bị cản trở, cho nên lập tức rời đi. Vũ Nguyên liếc mắt nhìn đám người Bạch Lộc Thư Viện xa xa, nói. Người phát hiện chưa, bất kể là nho phái hay pháp phái, một đời tuổi trẻ nổi danh đều không ở nơi này. Xem ra, hôm nay thật sự xảy ra chuyện gì đó. Chờ giải quyết ba gia hỏa này, chúng ta sẽ biết Bạch Lộc Thư Viện muốn làm cái gì. Hàn Việt nói đến đây, nhìn về phía Vũ Nguyên, nói. Muốn đánh bạc lần nữa hay không? Ta cược ba người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Nguyên ngẩng đầu nhìn sang võ đài, trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu. Hàn Việt cười hắc hắc, nói. Xem ra ngươi cũng nhìn ra, 10 người này không chỉ là thánh giả, khẳng định còn tu luyện hợp kích kỹ, bọn họ 10 người liên thủ, đừng nói hai tiểu gia hỏa kia cho dù ta và ngươi tiến vào, chỉ sợ cũng không làm gì được bọn họ trong thời gian ngắn. Nhưng La Sâm này lại là đồ da mặt dày, nhưng làm người lại không ngốc, không có khinh địch phái người đi chịu chết. Nho phái rõ ràng đang bảo vệ hai người kia, vì sao bọn họ không ngăn cản? Vũ Nguyên tò mò nói. Đơn giản chỉ có hai loại khả năng. Hàn Việt nói. Thứ nhất, bọn họ căn bản không thèm để ý tới hai gia hỏa này chết sống thế nào. Thứ hai, bọn họ muốn nhìn cực hạn của hai người bọn họ ở đâu. Vũ Nguyên gật gật đầu, nói. Ta cũng muốn nhìn cực hạn của bọn họ ở đâu. Chấm chấm chấm. Trong chiến trường hư không. Đến chiến trường nửa khắc đồng hồ, sắc mặt Dương Diệp đầy ngưng trọng. Pháp phái không chỉ phái 10 thánh giả, mỗi một người đều có thực lực rất mạnh. Hơn nữa, 10 người phối hợp rất khủng bố, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào, cho dù hắn có kiếm tâm thông minh, lúc này cũng vô dụng. Kiếm tâm thông minh, có thể tìm sơ hở, nhưng là cũng phải xem đối tượng. Có người luyện tới mức không có sơ hở. Mà 10 người trước mắt này, nếu như chỉ một người, mỗi một người đều có sơ hở, nhưng bọn họ liên hợp, công thủ hỗ trợ, sơ hở của mỗi người lập tức được bù đắp, biến thành không có sơ hở. Tăng thêm cảnh giới 10 người đều cao hơn hắn cùng An Nam Tĩnh một đại cảnh giới, bởi vậy, chiến một hồi, hắn và An Nam Tĩnh đều có dấu hiệu bị áp chế. Phải nói, nếu như hắn không phải ỷ vào ưu thế thân thể, hắn đã sớm bại. Mà An Nam Tĩnh, nếu như không phải ỷ vào ý thức chiến đấu siêu cường, bọn họ cũng sớm thua rồi. Trầm ngâm một chớp mắt, Dương Diệp quát. Tĩnh Nhi. Nghe được Dương Diệp nói, khóe mắt An Nam Tĩnh hơi nhảy lên, sau một khắc, trong cơ thể nàng sinh ra ý cảnh kinh khủng. Cùng lúc đó, kiếm ý hư vô cảnh trong cơ thể Dương Diệp cũng bạo phát ra, hai cổ ý cảnh xuất hiện ở giữa sân, 10 tên thánh giả cảm giác như có vô số ngọn núi lớn đè bọn họ, 10 người liên thủ cũng không thể làm gì. Nhưng sau một khắc, trong cơ thể 10 người này đều tuôn ra khí thế khủng bố. Khí thế của cường giả thánh giả. 10 cổ khí thế lập tức kết hợp cùng một chỗ, ngăn cản ý cảnh của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Mà lúc này, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đã thoát ly khỏi vòng chiến đấu, bọn họ xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Chạm! Dương Diệp gầm lên một tiếng, tay phải cắm ý kiếm vào cổ sau và rút mạnh ra. Ông!
Nương theo tiếng kiếm ngâm vang vọng, một tia kiếm khí bay ra ngoài, kiếm khí như sao băng xẹt qua chiến trường. 90 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Giờ khắc này, cả hư không đều chấn động. Xa xa, 10 người biến sắc, một người trong đó vội vàng quát. Hợp. Vừa dứt lời, 10 người lập tức tạo thành một con đường, dưới chân 10 người xuất hiện một khe hở, lúc kiếm khí của Dương Diệp xuất hiện trước mặt bọn họ, một tầng bình chướng màu xanh da trời mở ra và ngăn cản kiếm khí của Dương Diệp. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, bình chướng màu xanh da trời run lên kịch liệt, nhưng cũng không bị đánh nát. Dương Diệp híp mắt lại, ánh mắt mang theo ngưng trọng. Đúng lúc này, 10 người quát lớn. Công! Khe hở dưới chân 10 người bắn ra một tia sáng màu lam, sau một khắc, một cột sáng màu lam bắn ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Trong mắt An Nam Tĩnh bắn ra một tia hàn quang, nàng nắm chặt Liệt Thiên, sau đó đâm mạnh về phía trước một cái. Oanh! Liệt Thiên va chạm với cột sáng liền run lên kịch liệt, ngay sau đó, ánh sáng màu xanh ra trời rạn nứt, nhưng sắc mặt đám người An Nam Tĩnh lại tái nhợt. Lúc này, một đạo kiếm khí chém lên cột sáng màu xanh kia, kiếm khí chém cột sáng thành hai nửa, khí lãng khủng bố khuếch tán ra chung quanh, muốn bao phủ Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh vào trong nhưng đều bị ý cảnh của hai người ngăn cản. Sát! Xa xa, trong 10 người lại có tiếng quát vang lên, vô số đạo tia sáng màu xanh ra trời bắn ra khỏi khe hở, chúng giống như hạt mưa bắn vào người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Dương Diệp nhắm mắt lại, hắn vung trường kiếm lên. Mấy đạo kiếm khí bắn vào những tia sáng màu xanh ra trời kia, thân thế An Nam Tĩnh hơi lắc lư, sau đó lao tới ngăn cản 10 tia sáng bay tới. Bên ngoài võ đài, sắc mặt tất cả mọi người đều ngưng trọng, kể cả đám người pháp phái La Sâm. Hai gã bán thánh chiến 10 tên thánh giả, nhưng vẫn đánh lực lượng ngang nhau, giờ phút này, nội tâm bọn họ rung động. Phải biết rằng, 10 tên thánh giả của pháp phái không phải thánh giả bình thường. Những người này đều là tinh anh của pháp phái. Hơn nữa, bọn họ còn tu luyện hợp kích kỹ cường đại, có thể nói, cho dù 10 người đối mặt 20 tên thánh giả cũng có thể chiến thắng. Nhưng hiện tại, 10 người lại bị hai gã bán thánh đánh khó phân thắng bại. Sắc mặt La Sâm âm trầm, trong mắt hắn sinh ra sát ý. Trên lễ đài, Lâm Nguyệt Âm hoàn toàn ngây người, nàng không nghĩ tới thực lực của Dương Diệp lại khủng bố tới mức này. Nghĩ đến những lời Dương Diệp nói lúc trước. Lâm Nguyệt Âm cảm giác gương mặt mình nóng bỏng. Ánh mắt Hiểu Vũ Tịch nhìn lên người Dương Diệp và suy nghĩ, rất nhanh, nàng chau mày, trong mắt có một tia đau đớn. Hai người này, thật đến từ Thanh Châu. Bên cạnh, đột nhiên Hàn Việt hỏi. Vũ Nguyên nói, nếu như không phải bọn họ cuốn vào trong vòng xoáy của Bạch Lộc Thư Viện này, ta thu bọn họ vào võ tông, ngược lại cũng không phải không thể được. Nhưng thật đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc. Hàn Việt gật gật đầu, đồng ý nói. Trong chiến trường hư không, hai người Dương Diệp đại chiến 10 tên thánh giả tới hồi gay cấn. Song phương ngươi tới ta đi, nhưng không ai làm gì được ai. Vào lúc Dương Diệp đang do dự có nên dùng át chủ bài hay không, lúc này, phía chân trời xuất hiện tia sáng đỏ. Tia sáng đỏ như sao băng máu bay tới, những nơi đi qua, không gian hư không đều sinh ra rung động, Dương Diệp cũng sợ hãi khí tức khủng bố ẩn chứa trong đó. Huyền kỹ đế cấp. Ít nhất là huyền kỹ đế cấp. Vào lúc này, đám người Dương Diệp trong hư không sửng sốt, người xem lễ cũng sửng sốt, tại sao đột nhiên xuất hiện huyền kỹ đế cấp? Là gia hỏa chạy trốn kia. Trong tràng, không biết ai nói câu này. Mọi người lập tức nhớ tới hư vô thần chạy trốn lúc trước, bởi vì hai người Dương Diệp chiến đấu với cường giả pháp phái quá kịch liệt, bởi vậy, rất nhiều người trong tiềm thức bỏ qua hư vô thần. Mà bọn họ không nghĩ tới, gia hỏa này chạy trở về còn phóng thích đại chiêu. Hiện tại, sắc mặt đám người pháp phái khó coi tới cực điểm. Oanh! Trong hư không, tia sáng đỏ chui vào trong 10 tên thánh giả, cả hư không rung động, vô số tia sáng đỏ bộc phát đánh tan trận hình của 10 người, trong đó một gã thánh giả bị đánh gục tại chỗ, bởi vì những người khác không có phóng bị nên bị đánh không kịp trở tay, mặc dù không chết ngay nhưng đều bị thương nặng. Sát! Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh sẽ không bỏ qua cơ hội này, thân hình khẽ động, bọn họ lao thẳng vào những tên thánh giả bị trọng thương kia. Dừng tay, trận này chúng ta nhận thua. Bên ngoài võ đài, nhìn thấy cảnh tượng trong hư không, sắc mặt La Sâm thay đổi, hắn vội vàng quát lớn. Đồng thời, tay phải hắn điểm về phía trước, hư không vặn vẹo, rất nhanh,
ba người Dương Diệp xuất hiện trên võ đài, nhưng lại không có người pháp phái. Nhìn thấy cảnh này, La Sâm sững sờ, sau đó hắn giận dữ gào lên. Ngươi giết bọn họ. Dương Diệp khoát tay, nói. Ngươi hô quá chậm, không thể trách ta được. Ngươi căn bản là cố ý. La Sâm hung dữ nói. Chết đi cho ta. Nói xong, tay phải La Sâm vươn lên phía trước, một bàn tay khổng lồ xuất hiện bắt lấy ba người Dương Diệp. Lão cẩu, ta nhịn ngươi lâu rồi. Dương Diệp gào lên, trong cơ thể tủa ơ một cột máu tươi, bầu trời bị máu tươi bao phủ. Cột máu bắn lên trời mang theo lệ khí và huyết khí, còn có kiếm ý hư vô cảnh. Vô số người còn chưa khôi phục tinh thần, bàn tay của La Sâm bị chém thành hư vô, sau đó một tia máu tươi chui vào cơ thể La Sâm. Đôi mắt La Sâm mở to, thân thể hắn cứng ngắc. Mà tia kiếm khí đỏ rực kia không biến mất, nó còn bay thẳng vào lầu các phía sau La Sâm, vào lúc sắp đánh vào lầu các liền bị bàn tay xé rách không gian phá tan kiếm khí. Oanh! Kiếm khí biến mất, bàn tay khổng lồ phất một cái, tất cả xung kích do kiếm khí kia tạo ra cũng biến mất, rất nhanh, bàn tay khổng lồ biến mất, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó có một lão già tóc bạc xuất hiện ở giữa sân. Lão già liếc mắt nhìn La Sâm lúc này cũng nhìn về phía lão già tóc bạc, trong mắt hắn tràn đầy vẻ mặt cầu xin. Nhưng lão già tóc bạc lại khẽ lắc đầu. Oanh! Thân thể La Sâm nổ tung, vô số huyền khí tuôn ra khỏi cơ thể hắn. Thánh giả chết! Một gã thánh giả cao cấp lại vẫn lạc như thế. Tất cả mọi người đều ngưng trọng, kể cả nho phái Vân Tinh Tử và Vũ Nguyên cùng Hàn Dũ cũng vậy. Một kiếm vừa rồi của Dương Diệp quá kinh khủng. Vội vàng không kịp chuẩn bị, đừng nói La Sâm, cho dù là bọn họ cũng có thể vẫn lạc. Vào lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn vào Dương Diệp như huyết nhân. Lúc này, trong cơ thể Dương Diệp tỏa ra lệ khí và sát ý vô tận, sát ý kinh khủng kia làm cho mọi người khôn rét mà run, đặc biệt là những thế lực khá thấp đều run rẩy. Trong tay trái của Dương Diệp là một thanh huyết kiếm hiện tại đang điên cuồng hấp thu máu tươi của La Sâm. Đối với Táng Thiên mà nói, máu của người càng mạnh càng mỹ vị. Dương Diệp híp mắt lại, thân thể không ngừng run rẩy, ở bên cạnh hắn là An Nam Tĩnh. Ánh mắt An Nam Tĩnh nhìn lão giả tóc bạc vừa xuất hiện, liệt thiên trong tay xoay tròn thật nhanh, nàng đề phòng lão giả. Lão giả tóc bạc liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh, sau đó đi về phía Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt nho phái Vân Tinh Tử híp lại, sau đó tay phải xoay tròn, một tấm phù lục vỡ ra. Rất nhanh, lão già tóc bạc đi tới cách Dương Diệp 10 trượng. Xuy, An Nam Tĩnh cầm trường thương đâm về phía lão già tóc bạc. Lão già tóc bạc vung tay điểm lên liệt thiên của An Nam Tĩnh, liệt thiên rung động bay ngược về phía sau, mà ngón tay của lão già tóc bạc hơi co giật. Trong mắt lão già tóc bạc hiện ra một tia kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Vũ khí không tệ, người càng không tệ, ngươi là đệ tử Vân Hải Thư Viện. An Nam Tĩnh nắm chặt liệt thiên. Hiện tại tay nàng đang run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là khi nàng tiếp lấy liệt thiên, bên trong liệt thiên ẩn chứa lực lượng rất cường đại. Mặc dù không tệ, nhưng vẫn còn quá yếu. Lão già tóc bạc vừa dứt lời, tay phải bắn ra uy áp cường đại về phía An Nam Tĩnh. Oanh! Đúng lúc này, đột nhiên trong cơ thể An Nam Tĩnh tuôn ra ý cảnh kinh khủng áp chế lão giả. Quyền ý, không tệ, nhưng vẫn chưa đủ. Lão già tóc bạc khẽ lắc đầu. Mà đúng lúc này, oanh, trong người An Nam Tĩnh lại sinh ra ý cảnh khác, hai cổ ý cảnh lập tức dung hợp ngăn cản uy áp của lão giả. Chiến ý, trong mắt lão già tóc bạc hiện ra một tia kinh ngạc. Lão già tóc bạc vừa dứt lời, rầm rầm rầm, lại có mấy đạo ý cảnh sinh ra trong người An Nam Tĩnh, tất cả ý cảnh này dung hợp với nhau tạo thành ý cảnh mới, lúc này, uy áp của lão già tóc bạc không có hiệu quả với An Nam Tĩnh. Vào lúc này mọi người giật mình không nhỏ, Vũ Nguyên trực tiếp đứng lên, ánh mắt của hắn không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Chiến ý, quyền ý, thương ý. Lão già tóc bạc trong mắt cũng khiếp sợ, nói. Người vậy mà có được 6 ý cảnh, tất cả đều là hư vô cảnh, càng khó được ngươi lại càng dung hợp chúng vào một chỗ, trở thành một loại ý cảnh mới, tốt, rất tốt, không nghĩ tới Thanh Châu lại xuất hiện thiên tài như ngươi. Ta vốn có ý mến tài, nhưng nhìn sắc mặt của ngươi. Ta biết ngươi không hàng pháp phái. Đã như vậy, ngươi đi chết đi. Lão già tóc bạc đang muốn ra tay, lúc này, Dương Diệp mở mắt ra, hai cột máu bắn về phía lão già tóc bạc.
Lão già tóc bạc mặt không biểu tình, tay phải đánh tan hai cột máu. Hung kiếm, khát máu, Lưu ngươi chính là một tai họa, chết đi. Nói xong hắn muốn động thủ, mà lúc này, một lão giả áo bào tím đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Lão giả áo bào tím không quan tâm tới lão già tóc bạc, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp, An Nam Tĩnh muốn động thủ, lão giả áo bào tím mỉm cười nhìn An Nam Tĩnh, nói. Ta không có ác ý với hắn. Nói xong bấm tay điểm vào mi tâm của Dương Diệp, một tia huyền khí màu xanh ra trời chui vào mi tâm của Dương Diệp. Oanh! Đột nhiên, mi tâm Dương Diệp tuôn ra một tia máu, ngón tay của lão giả áo bào tím bắn ra, lão giả áo tím cũng lui lại. Hung kiếm thật mạnh, ngay cả ta cũng trấn không được. Lão giả áo tím kinh ngạc. Mà lúc này, Dương Diệp mở mắt ra, sau một lúc, thân thể của hắn bắt đầu khôi phục bình thường. Rất nhanh, Dương Diệp hoàn toàn khôi phục bình thường. Dương Diệp thở dài, trong nội tâm hắn hoảng sợ. Trước kia, hắn thiếu chút nữa đã không ép được lệ khí và sát khí của hung kiếm. Nếu như không phải kiếm ý hư vô cảnh của hắn tăng lên rất nhiều, hắn sẽ không dám dùng tới táng thiên. Trước kia hắn lợi dụng kiếm ý hư vô cảnh áp chế sát ý, cho nên hắn không bị sát ý ăn mòn. Nếu là lúc trước, kiếm ý hư vô cảnh không thể ép nổi sát ý. Kiếm ý của hắn đạt tới hư vô cảnh đã không phải kiếm ý hư vô cảnh lúc trước, trải qua hắn áp xúc vô số lần, hắn không chỉ học được giới hạn kiếm ý, còn làm cho kiếm ý hư vô cảnh đạt được lột xác, bởi vậy, kiếm ý hư vô cảnh lúc này đã không kém gì sát ý hư vô cảnh. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn lão giả áo tím, trong nội tâm thở ra. Hắn đột nhiên vận dụng táng thiên, trừ vì chém giết La Sâm ra, còn muốn chứng minh giá trị của mình. Nho phái từ bắt đầu đến khi La Sâm lấy lớn hiếp nhỏ vẫn không có ra tay, hắn xem ra, chỉ có lưỡng loại khả năng. Một là triệt để buông tha Vân Hải Thư Viện, hai là muốn nhìn giá trị của hắn, có đáng giá để nho phái liều với pháp phái hay không. Hắn không dám cam đoan là thứ hai, nhưng hắn nhất định phải liều một lần, bởi vì La Sâm đã nói rõ không biết xấu hổ. Hiện tại nhìn thấy lão giả áo tím, hắn biết rõ, là thứ hai. Nhiều năm như vậy. Thương Vân Tịch lại đào tạo ra hai người không tệ. Lão giả áo tím nhìn Dương Diệp, khẽ gật đầu, nói. Thương Vân Tịch là học trò của ta, đã từng rất không tồi, đáng tiếc tính khí quá cứng nhắc, cũng giống như ngươi. Dương Diệp không nói gì, cũng không có nói lại. Tô Sĩ Hà, người muốn bảo vệ hai người này. Đúng lúc này, lão già tóc bạc nói. Lão giả áo tím Tô Sĩ Hà nhìn sang lão giả áo trắng, nói. Tử Phạm. Pháp phái quá lắm rồi. Quá lắm rồi. Lão giả Từ Phạm cười khẽ, nói. Người này giết vô số đệ tử pháp phái của ta, vừa rồi còn giết thủ tịch trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Vì sao hắn giết đệ tử pháp phái, ngươi rất rõ ràng. Tô Sĩ Hà nói. Ta không rõ. Từ Phạm nói. Ta chỉ biết là, kẻ giết người phải đền mạng. Ta và ngươi không giao thủ nhiều năm như thế, muốn đánh hai chiêu không? Tô Sĩ Hà nói. Từ Phạm híp mắt lại, hắn muốn lên tiếng, lúc này, Dương Diệp nói. Ta có thể nói hai câu không? Nói xem. Tô Sĩ Hà nói. Dương Diệp nhìn bốn phía, nói. Ở đây có Bạch Lộc Thư Viện, cũng có các thế lực khác trong Trung Thổ Thần Châu. Tất cả những gì xảy ra lúc trước, chắc hẳn các vị đều nhìn rõ, trong nội tâm cũng hiểu. Đương nhiên, ta không nói các vị ai đúng ai sai, bởi vì, nắm tay người nào lớn. Người đó là đúng. Pháp phái hiện tại có nắm đấm lớn hơn ta, bọn họ nói gì cũng đúng. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Từ Phạm, nói. Vân Hải Thư Viện ta chỉ là tiểu thế lực, chịu không được pháp phái giày vò, cũng đắc tội không nổi các ngươi. Pháp phái, tỉ thí lần này, Vân Hải Thư Viện ta nhận thua được hay không? Bởi vì ta sợ cứ đánh tiếp sẽ có cường giả đế giả đi ra. Nghe được Dương Diệp nói thế. Ánh mắt người nơi đây đều nhìn sang pháp phái. Vũ Nguyên nhìn đám người pháp phái, hắn bĩu môi, trong mắt còn mang theo một tia khinh thường. Pháp phái lần này cố ý lấy lớn hiếp nhỏ, lấy thế đè người, loại hành vi này, không nên xuất hiện trong thế lực kim cương. Nếu như nói La Sâm ra tay mấy lần, trực tiếp diệt sát Dương Diệp, việc này bỏ đi, kể từ đó, chuyện gì cũng không có gì. Nhưng buồn cười là lấy lớn hiếp nhỏ không có khi dễ người khác, chính mình còn bị giết. Đủ mất mặt a hát. Buồn cười nhất là, hiện tại lại có một lão quái vật đi ra muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Sắc mặt nhiều đệ tử pháp phái lúng túng, việc này truyền đi,
pháp phái thật sự mất mặt lớn rồi. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Thực, chư vị pháp phái, xin các ngươi giơ cao đánh khẽ thả Vân Hải Thư Viện một con ngựa, Dương Diệp ta dù tự tin, nhưng còn không có tự tin tới mức đánh nhau với đế giả. Thực, chúng ta nhận thua, chúng ta không đánh nổi. Sắc mặt người pháp phái càng khó coi, Dương Diệp nói lời này như bạt tai vào mặt bọn họ. Tử Phạm nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó gật đầu, nói. Ngươi muốn một trận chiến công bằng, ta cho ngươi một trận chiến công bình. Nói xong, hắn quay người điểm vào không gian, hắn vung tay kéo một nam tử đi ra. Quân Hoa Lạc. Nhìn thấy nam tử này, Tô Sĩ Hà biến sắc, không chỉ có Tô Sĩ Hà, ngay cả Vũ Nguyên cùng Hàn Dũ cũng biến sắc. Quân Hoa Lạc. Cường giả võ bảng thứ 39. Từ sư. Nam tử khó hiểu nhìn về phía Hàn Dũ. Giải quyết ba người này. Tử Phạm nói. Quân Hoa Lạc nao nao, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía ba người Dương Diệp, dò xét ba người Dương Diệp, sau đó nói. Đừng lãng phí thời gian, cùng lên đi. Cùng tiến lên. Cùng tiến lên. Tất cả mọi người ngây người. Mọi người biết rõ thực lực của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh như ban ngày, có thể nói, hai người tuy là bán thánh, nhưng thực lực lại không thua kém gì thánh giả, phải nói đã vượt xa thánh giả. Mà Quân Hoa Lạc lại bảo hai người này cùng tiến lên. Mọi người vốn khiếp sợ, sau khi phục hồi tinh thần lại, mọi người cũng không cười nhạo, càng không cảm thấy Quân Hoa Lạc không biết tự lượng sức mình. Võ bảng. Chỉ bằng vào hai chữ này, Quân Hoa Lạc đã có vốn liếng cuồng vọng. Võ bảng không cần người. Những lời này, tuyệt đối không phải câu nói đùa. Tử Phạm, tại sao? Tô Sĩ Hà nhìn về phía Tử Phạm, nói. Chỉ là một trận tỷ võ của tiểu bối, ngươi còn gọi người võ bảng đi ra. Tử Phạm cười lạnh nói. Không phải bọn họ muốn chiến đấu công bằng sao? Ta cho bọn họ công bằng. Về phần võ bảng, ha ha, Hoa Lạc có thể lên võ bảng, bọn họ không thể lên, chẳng lẽ còn có thể trách Hoa Lạc? Sắc mặt Tô Sĩ Hà trầm xuống, lúc này, Từ Phạm lại nói. Còn nữa, Hoa Lạc không phải nói sao, ba người bọn họ cùng tiến lên sao, nói cho cùng, bọn họ còn chiếm tiện nghi. Đương nhiên, nếu như bọn họ không dám, cũng không phải là không thể được, chỉ cần ba người bọn họ dập đầu một vạn cái trước mặt người pháp phái, sau đó tự phế hai tay, ta có thể cân nhắc thả bọn họ một con ngựa. Tô Sĩ Hà liếc mắt nhìn Từ Phạm, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Võ bảng không cần người, người tự lựa chọn. Dương Diệp nhìn thẳng Tô Sĩ Hà, nói. Chiến, chúng ta không sợ, chúng ta sợ một lúc nữa có đồ không biết xấu hổ nhúng tay vào. Thậm chí còn có gia hỏa già hơn vô sỉ hơn xuất hiện. Ta cam đoan với ngươi, tỉ thí tuyệt đối công bằng. Tô Sĩ Hà nhìn Dương Diệp, nói. Nếu như ngươi giết hắn, ta cam đoan với ngươi, cho dù đế giả hàng lâm cũng không thể giết ngươi. Nếu như ba người Dương Diệp giết Quân Hoa Lạc, từ đó đại biểu ba người có thực lực lên võ bảng, phải biết rằng, Quân Hoa Lạc là thánh giả, mà ba người Dương Diệp mới bán thánh. Thiên tài có thể lên võ bảng, đáng giá Nho Phái không tiếc giá nào cũng phải bảo vệ bọn họ. Lúc này, Từ Phạm cười lạnh nói. Ngươi yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chiến đấu của các ngươi, chỉ cần các ngươi có bản lãnh đó, cứ việc giết, ta cam đoan không ra tay. Ra tay là cháu trai, đúng không? Dương Diệp nhìn về phía Tử Phạm. Tử Phạm híp mắt lại, một lát sau, hắn liếc mắt nhìn Tô Sĩ Hà, nói. Đi, đợi tí nữa nếu ai ra tay, người đó là cháu trai. Tô Sĩ Hà, người nhớ kỹ, đừng chờ lát nữa biến thành cháu trai đấy. Tô Sĩ Hà khẽ lắc đầu, Dương Diệp nói lời này, chẳng khác gì gì muốn chết. Dương Diệp không có nói nhảm, hắn muốn lên võ đài, mà lúc này, An Nam Tĩnh lại ngăn cản trước mặt hắn, nói. Ta đến. Dương Diệp liếc mắt nhìn Quân Hoa Lạc trên võ đài, nói. Hắn rất mạnh. Tin ta. An Nam Tĩnh nói. Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh hồi lâu, sau đó gật đầu, nói. Cẩn thận. Hắn biết rõ, An Nam Tĩnh muốn hắn bảo tồn thực lực. Bởi vì trận chiến này còn chưa kết thúc, mà là mới bắt đầu. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Sau đó xoay người tiến lên võ đài. Nàng muốn đánh với Quân Hoa Lạc. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người sững sờ. An Nam Tĩnh chỉ là bán thánh, mà Quân Hoa Lạc đã là thánh giả, hơn nữa còn là cường giả trên võ bảng. Nàng muốn vượt cấp khiêu chiến võ bảng Quân Hoa Lạc. Mọi người xôn xao.
Đầu óc của nữ tử này có vấn đề. Quân Hoa Lạc chính là cường giả võ bảng đấy. Nàng còn muốn vượt cấp khiêu chiến. Nàng có bị ngốc hay không? Không hề nghi ngờ, nữ tử này là thiên tài, mà thiên tài đều rất tự tin, nhưng tự tin cũng không nên biến thành tự phụ. Nữ nhân này, hiện tại quá tự phụ rồi. Nếu nàng vượt cấp đánh bại Quân Hoa Lạc học trưởng, ta sẽ tự sát tại nơi này. Vượt cấp khiêu chiến cường giả, võ bảng trước kia cũng xuất hiện vấn đề này, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy. Thú vị! Chấm chấm chấm. Trên lễ đài, Vũ Nguyên cùng Hàn Dũ nhìn nhau, trong mắt hai người đều mang theo hứng thú nồng đậm. Ta càng ngày càng hiếu kỳ về nữ hài này. Vũ Nguyên cười nói. Quả thật thú vị. Hàn Dũ khẽ gật đầu, nói. Dưới võ đài, Tô Sĩ Hà nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi xác định chỉ một mình nàng. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta tin nàng. Tô Sĩ Hà nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó không nói chuyện. Từ Phạm cười lạnh nói. Cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, ta xem như mở mang kiến thức. Dương Diệp không có để ý tới Từ Phạm, hắn nhìn An Nam Tĩnh, lúc này, An Nam Tĩnh và Quân Hoa Lạc đã xuất hiện trên chiến trường hư không. Trong chiến trường hư không, ánh mắt Quân Hoa Lạc dò xét An Nam Tĩnh, sau đó lắc đầu, nói. Dũng khí đáng khen, đáng tiếc lại không biết lượng sức, ta cho ngươi một cơ hội, bảo hai người kia cùng lên đi. Nói thực ra, ta không có hứng thú gì với các ngươi, cho nên, ta không muốn lãng phí thời gian cùng các ngươi. An Nam Tĩnh không nói gì, chân phải đạp mạnh, nàng cầm liệt thiên hóa thành một tia sáng vàng lao lên. Quân Hoa Lạc mặt không đổi sắc, cổ tay khẽ nhúc nhích, một cây quạt màu bạc xuất hiện trong tay hắn, mà lúc này, liệt thiên trong tay An Nam Tĩnh đã đi tới trước mặt hắn. Quân Hoa Lạc cầm quạt điểm một cái, điểm vào mũi liệt thiên. Bành! Một tiếng vang thật lớn, liệt thiên và quạt xếp rung động mạnh, An Nam Tĩnh lui về phía sau vài chục bước. Mà Quân Hoa Lạc lại không chút sứt mẻ, nhưng quạt xếp của hắn hơi rạn nứt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Hư Vô Thần bên ngoài võ đài ngưng trọng. Hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, nhưng thấy Dương Diệp rất bình tĩnh, hắn hỏi. Ngươi không lo lắng. Nàng bảo ta tin nàng. Dương Diệp nói. Cho nên, nàng nhất định sẽ thắng. Hư Vô Thần sững sờ, sau đó nằm trên mặt đất. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía hắn, nói. Không có sao chứ. Lúc trước khi Hư Vô Thần thi triển huyền kỹ đế cấp, dường như hắn bệnh nặng một hồi, giống như không đứng dậy nổi. Hư Vô Thần khẽ lắc đầu, nói. Ta cảm thấy thoát lực, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người nhìn sang võ đài. Trong chiến trường hư không, Quân Hoa Lạc nhìn An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, nói. Thương không tệ, thực lực cũng không tệ, nhưng còn chưa đủ. Quân Hoa Lạc vừa dứt lời, hắn tiến lên một bước, hắn xuất hiện trước mặt An Nam Tĩnh, sau đó quạt xếp trong tay điểm về phía trước một cái, trong chốc lát, hơn 10 tia sáng màu bạc bao phủ An Nam Tĩnh. Chân phải của An Nam Tĩnh lui về phía sau, mũi chân chống đỡ lên mặt đất, nắm chặt liệt thiên trong tay, sau đó nàng quát. Quán Nguyệt! Vừa dứt lời, An Nam Tĩnh hóa thành tia sáng màu vàng bay lên phía trước, những nơi đi qua, hư không rung động rất mạnh. Những tia sáng bạc của Quân Hoa Lạc thi triển hóa thành hư vô, trường thương của nàng đâm thẳng về phía Quân Hoa Lạc. Muốn tránh cũng không được. Quân Hoa Lạc đạp nhẹ lên mặt đất, hắn hóa thành tia sáng bạc tránh đi, quạt xếp lại điểm vào mũi thương của An Nam Tĩnh. Oanh! Thương quạt va chạm với nhau, không gian chung quanh hai người rung động rất mạnh. Lúc này, hai người không ai lui lại. Chảm hư! Đúng lúc này, An Nam Tĩnh quát lớn. Liệt thiên đâm tới mạnh hơn trước. Nhìn thấy một chiêu này, sắc mặt người ngoài võ đài thay đổi. Bởi vì những nơi An Nam Tĩnh đi qua hư không bắt đầu xuất hiện khe hở. Trong mắt Quân Hoa Lạc sinh ra một tia ngưng trọng, huyền khí trong cơ thể hắn tuôn ra, tay phải của hắn hơi nhúc nhích, quạt xếp trong tay hắn biến thành cột sáng màu bạc đánh lên mũi thương của An Nam Tĩnh. Oanh! Cột sáng màu bạc vỡ nát, An Nam Tĩnh mang thương đâm tới, cũng đâm thẳng vào đầu Quân Hoa Lạc. Đối phương biến sắc, vội vàng dùng quạt xếp đón đỡ. Oanh! Hai chân Quân Hoa Lạc hơi chùn xuống, rất nhanh, hắn gầm lên, cột sáng màu bạc bộc phát đánh An Nam Tĩnh lui về phía sau 10 trượng. Liệt thiên! Đúng lúc này, An Nam Tĩnh quát lớn, An Nam Tĩnh cầm liệt thiên ném mạnh về phía Quân Hoa Lạc. Trường thương phá không, những nơi đi qua,
không gian hư không bị xé nứt. Vào lúc này, sắc mặt người ngoài võ đài rất ngưng trọng. Trình độ chắc chắn của chiến trường hư không rất mạnh, cho dù hơn 10 tên thánh giả liên thủ một kích cũng khó có thể chấn vỡ không gian hư không. Nhưng An Nam Tĩnh lại có thể dùng sức của mình phá vỡ không gian. Giờ phút này, sắc mặt Từ Phạm càng khó coi. Chiến trường hư không, tốc độ của trường thương cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Quân Hoa Lạc, hắn dùng quạt xếp ngăn cản. Phanh! Quạt xếp vừa tiếp xúc với trường thương liền vỡ vụn, hóa thành hư vô. Liệt thiên của An Nam Tĩnh cũng bị Quân Hoa Lạc cầm chặt, nhưng lực lượng cường đại trong đó đánh Quân Hoa Lạc lui về phía sau. Sau khi lui lại ngàn trượng, Quân Hoa Lạc dừng lại, mà lúc này, liệt thiên đã đâm vào ngực của hắn, tuy không sâu, chỉ đâm vào vài tấc. Tốt! Đúng lúc này, Vũ Nguyên hưng phấn nói. Nữ hài không tệ, ba thức vừa rồi không kém gì huyền kỹ thần giai thượng phẩm, ba thức hợp nhất có thể so sánh với đế cấp. Mà khó khăn nhất rất lớn, nàng có thể thi triển ba thức dễ dàng, hơn nữa không hề có sơ hở. Tốt! Bên cạnh Vũ Nguyên, Hàn Dũ cũng gật đầu, nói. Đúng là khó lường. Lúc này, Từ Phạm nhìn sang Vũ Nguyên cùng Hàn Dũ, nói. Hai vị gấp cái gì? Chẳng phải tỉ thí chưa kết thúc hay sao? Vũ Nguyên cười nói. Từ huynh, ta không có ý gì khác, chỉ cảm khái, ha ha. Từ Phạm liếc mắt nhìn Vũ Nguyên, sau đó lại nhìn về phía võ đài, sắc mặt của hắn hiện tại rất khó nhìn. Trong chiến trường hư không, An Nam Tĩnh khẽ vẫy tay, liệt thiên bay trở về trong tay nàng, nàng đang muốn ra tay lần nữa, lúc này, Quân Hoa Lạc cười nói. Không nghĩ tới ta lại bị một bán thánh làm bị thương, tốt, người đáng giá ta nghiêm túc. Nói xong, tay phải Quân Hoa Lạc xoay tròn, trong chốc lát, một tia sáng màu bạc như nắm đấm bay ra ngoài, sau đó cả hư không biến thành màu bạc. Ta dùng chiêu này để lên võ bảng, hôm nay, người rất vinh hạnh khi chết dưới chiêu này. Quân Hoa Lạc nói. Mà lúc này, An Nam Tĩnh lại nhìn về phía chân trời, nói. Có lẽ ngươi rất muốn biết thực lực chân thật của ta. Ánh mắt Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh, hắn biết rõ, An Nam Tĩnh đang nói với hắn. Lúc này, An Nam Tĩnh lại nói. Võ thần đời thứ nhất nói với ta, võ thần không có vũ khí mới thật sự là võ thần. Vừa dứt lời, An Nam Tĩnh buông liệt thiên ra, sau đó nàng tiến lên phía trước, nói. Dùng danh tiếng võ thần. Dùng danh tiếng võ thần, gọi thiên địa chi linh, tụ. An Nam Tĩnh dứt lời, trong trang dị biến nổi lên, vô số năng lượng màu xanh đột nhiên xuất hiện trong chiến trường hư không, năng lượng màu xanh không ngừng tiến vào trong cơ thể An Nam Tĩnh, khi năng lượng màu xanh không ngừng rót vào, thân thể An Nam Tĩnh bắt đầu biến lớn, không đến 2 giây, An Nam Tĩnh đã cao tới gần 10 trượng, nàng giống như một cự nhân. Thiên địa chi linh, bên ngoài võ đài, đột nhiên thân thể Vũ Nguyên run rẩy đứng lên, hắn rung giọng nói. Nàng là võ thần thể, nàng biết chiêu này, nàng vậy mà biết chiêu này, làm sao có thể. Hàn Dũ cũng đứng lên, trong mắt hắn tràn đầy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Trừ hai người, Tô Sĩ Hà cùng Từ Phạm cũng khiếp sợ nhìn An Nam Tĩnh. Võ thần thể, trong tất cả thể chất đặc thù, xếp hạng thứ hai. Trong lịch sử linh giới đến nay chỉ xuất hiện qua một lần, chính là đệ nhất cường giả linh giới năm xưa, Tổ sư Võ Tông. Dương Diệp cùng Hư Vô Thần ngây người, cái gì võ thần thể, hai người bọn họ hoàn toàn không rõ ràng lắm. Trong chiến trường hư không, lúc này An Nam Tĩnh đã đạt cao gần 20 trượng, nàng nhìn Quân Hoa Lạc đang ngây người, cũng không nói lời nào, nàng xuất ra một quyền. Dừng tay. Bên ngoài võ đài, sắc mặt Từ Phạm thay đổi, hắn vẫy tay phải, lúc này Tô Sĩ Hà đã ngăn cản trước mặt hắn, nói. Như thế nào, muốn làm cháu trai? Cút ngay. Từ Phạm giận dữ, hắn muốn ra tay, mà lúc này, trong võ đài xuất hiện tiếng nổ lớn, sau đó cả võ đài rung động mạnh. Ánh mắt mọi người nhìn võ đài, lúc này, Quân Hoa Lạc đã bị một quyền của An Nam Tĩnh đánh thành hư vô. Đồng thời, dường như cả chiến trường không chịu nổi một quyền của An Nam Tĩnh nên vỡ nát, rất nhanh, cả võ đài nát vụn trong ánh mắt của mọi người, sau đó An Nam Tĩnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này, An Nam Tĩnh vẫn giữ hình dạng cự nhân. Ngươi giết Hoa Lạc. Trong mắt Từ Phạm sắp nứt ra, cổ tay khẽ đảo, hắn xuất trưởng tấn công An Nam Tĩnh, trưởng ra, một bàn tay khổng lồ đánh thẳng về phía An Nam Tĩnh. Sắc mặt Tô Sĩ Hà cùng Dương Diệp trầm xuống,
hai người muốn động thủ, lúc này, An Nam Tĩnh nói. Ta đến. Không gian trước mặt nàng vỡ ra. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, An Nam Tĩnh tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó mạnh mà một quyền oanh ra. Oanh! Bàn tay khổng lồ của Tử Phạm lập tức hóa thành hư vô, sau đó nắm đấm của An Nam Tĩnh đánh thẳng vào mặt Tử Phạm, sắc mặt Tử Phạm thay đổi, hắn vội vàng ngăn cản. Oanh! Sau tiếng nổ lớn, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Tử Phạm bay ra ngoài, bay thẳng vào một tòa lầu to lớn, tòa lầu chỉ rung động chứ không hao tổn gì. Nhìn thấy cảnh này, không chỉ những người khác, ngay cả Dương Diệp cũng ngây người, An Nam Tĩnh lợi hại như vậy. An Nam Tĩnh tiến lên một bước, nàng muốn ra tay, mà lúc này, nàng cau mày, vô số năng lượng màu xanh thoát ra khỏi cơ thể nàng, cuối cùng tiêu tán trong trời đất, thân thể của An Nam Tĩnh cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Sau khi khôi phục bình thường, An Nam Tĩnh vô cùng suy yếu, sắc mặt nàng trắng bệch không có chút máu, ngay cả đứng cũng không vững. Dương Diệp vội vàng đi tới ôm nàng vào ngực. Không có sao chứ? Dương Diệp vội vàng xuất ra một viên tử tinh thạch cho nàng ăn vào, ôn nhu nói. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu, sau đó nói. Ta lợi hại chứ? Dương Diệp mỉm cười, nói. Rất lợi hại, nếu như ngươi biến thân đánh với ta, ta nhất định sẽ bị ngươi đánh bay. Hắn nói không sai, An Nam Tĩnh vừa rồi, cho dù hắn thi triển giới hạn lực lượng cũng bị đánh bay. An Nam Tĩnh tươi cười, Dương Diệp nói. Lực lượng vừa rồi không phải lực lượng của ngươi, nhưng nó còn mạnh hơn cả lực lượng thân thể. Đó là thiên địa chi linh, một chiêu do võ thần đời thứ nhất sáng chế ra, tụ tập năng lượng che giấu trong thiên địa cho mình sử dụng. Ví dụ như phong linh, thủy linh, mộc linh, thổ linh. Tóm lại, phàm là năng lượng thiên địa có tồn tại, ta đều có thể mượn. An Nam Tĩnh nói khẽ. Ta vừa rồi mượn tất cả năng lượng thiên địa có thể mượn. Thì ra là thế. Dương Diệp gật đầu, sau đó lại nói. Ta có thể dùng chứ? An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu, nói. Chỉ có thể chất đặc thù như ta mới có thể dung nạp năng lượng kia. Dương Diệp nói thầm thật đáng tiếc, đột nhiên Từ Phạm gào to. Các ngươi vậy mà giết Hoa Lạc, chết đi cho ta. Vừa dứt lời, Dương Diệp quay đầu nhìn lại, bàn tay khổng lồ xé rách không gian đánh tới trước mặt hắn. Tô Sĩ Hà đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên. Lão giả ma bào xuất hiện trước mặt An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp, sau đó lão giả đánh một quyền vào bàn tay. Oanh! Bàn tay khổng lồ biến mất trên không gian. Vũ Nguyên! Trong mắt Tô Sĩ Hà sinh ra một tia kinh ngạc, rất nhanh, hắn nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt biến thành khó coi. Vũ Nguyên! Xa xa, sắc mặt Từ Phạm dữ tợn nói. Đây là chuyện của Bạch Lộc Thư Viện, không liên quan tới võ tông các ngươi. Không có vấn đề gì. Vũ Nguyên cười lạnh một tiếng, nói. Trước kia đúng là không có, nhưng từ giờ trở đi, có. Từ Phạm, ta cho ngươi biết, ta đã thu được mệnh lệnh của tông chủ, từ giờ trở đi, nếu ai dám động tới nữ hài này, hắn chính là kẻ thù của võ tông. Đến này, Vũ Nguyên lại nói. Từ Phạm, lão phu không có cố ý khó xử pháp phái các ngươi, kính xin cho lão phu một chút tình mọn, đừng gây khó dễ với nữ hài này. Chẳng lẽ Hoa Lạc chết vô ích hay sao? Từ Phạm gào to. Vũ Nguyên, đây là chuyện của Bạch Lộc Thư Viện, không phải chuyện của Võ Tông. Đã như vậy, ngươi ra tay đi. Vũ Nguyên nói. Từ Phạm siết chặt hai đấm, hắn đang muốn ra tay, đúng lúc này, Tô Sĩ Hà nói. Vũ Nguyên, đây đúng là chuyện của Bạch Lộc Thư Viện chúng ta, an toàn của nữ hài này sẽ do nho phái ta phụ trách, ngươi cũng đừng quan tâm loạn. Nhìn thấy cảnh này. Ba người Dương Diệp sững sờ, bọn họ không rõ xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, đột nhiên Hàn Dã xuất hiện bên cạnh Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, ánh mắt Hàn Dù nhìn vào An Nam Tĩnh trong ngực Dương Diệp, cười nói. Tự giới thiệu một chút, ta là Hàn Dũ, trưởng lão ngoại môn Ma Tông. Ân, đây không phải việc quan trọng là, vừa rồi ta nhận được tông chủ truyền lời, chỉ cần ngươi nguyện ý, hắn sẽ thu người làm đồ đệ, chỉ cần người gật đầu. Hiện tại không ai dám động tới ngươi, chỉ câm miệng. Lúc này, Tô Sĩ Hà cùng Vũ Nguyên đồng thời phẫn nộ quát. Tô Sĩ Hà liếc mắt nhìn Vũ Nguyên cùng Hàn Dũ, sau đó nói. Hai vị, nữ hài này là người của Bạch Lộc Thư Viện chúng ta. Tô Sĩ Hà, người cũng không biết xấu hổ nha. Vũ Nguyên cười lạnh một tiếng, nói. Nữ hài này là người của Vân Hải Thư Viện, lúc nào biến thành người của Bạch Lộc Thư Viện.
Vân Hải Thư Viện chính là nho phái của Bạch Lộc Thức Viện. Tô Sĩ Hà trầm giọng nói. Nàng chính là đệ tử của Bạch Lộc Thư Viện. Ngươi ít nói xàm. Vũ Nguyên quát. Theo cách nói của ngươi, chẳng phải người học võ trong thiên hạ đều là đệ tử của võ tông. Ta không nói nhảm với các ngươi, cường giả võ tông ta đã chạy đến, tối đa 30 giây nữa sẽ xuất hiện, đến lúc đó mọi người dùng thực lực nói chuyện. Tốt, ta tán thành. Hàn Du âm thanh lạnh lùng nói. Dù sao người ma tông ta cũng đang trên đường chạy đến. Dường như các ngươi quên đây là Bạch Lộc Thư Viện. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong hư không, một lão giả chống quải trượng đi tới. Nhìn thấy lão giả này, sắc mặt Vũ Nguyên cùng Hàn Dũ cùng Tô Sĩ Hà thay đổi. Sắc mặt Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Lão giả này cho hắn cảm giác như đối mặt với Lâu Thiên Vân. Tô Sĩ Hà đang muốn nói chuyện, lão giả quải trượng nhìn hắn, nói. Tô, nói nhiều thì không cần nói. Nếu như muốn ngăn cản ta, hiện tại ngươi nên đánh thức tên kia đi. Nhưng ta cảm thấy, cho dù ngươi đánh thức hắn cũng không kịp. Sắc mặt Tô Sĩ Hà vô cùng khó coi. Lão giả quải trượng bỏ qua hai người Tô Sĩ Hà cùng Vũ Nguyên, ánh mắt nhìn lên người An Nam Tĩnh, nói. Nếu như người nguyện ý gia nhập pháp phái ta, chuyện lúc trước, xóa bỏ. Ta thà chết đứng cũng không sống quỳ. Lúc này An Nam Tĩnh trả lời. Lão giả quải trượng nhìn An Nam Tĩnh nửa ngày, sau đó gật đầu, nói. Không hổ là võ thần thể, thực lực không tệ, tâm tính càng không tệ. Đã như vậy, người đi chết đi. Lão giả quải trượng đang muốn động thủ, lúc này, đột nhiên phía chân trời có tiếng cười to vang lên. Tốt, tốt một câu thà chết đứng còn hơn sống quỳ, không hổ là đồ đệ của Hạo Thiên ta, ha ha. Vừa dứt lời, một lão giả áo xanh xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy lão giả này, sắc mặt lão giả quải trượng trầm xuống. Sư thúc tổ, Vũ Nguyên vội vàng nghênh đón, cung kính nói. Hạo Thiên phẫn nộ quát. Ta hỏi ngươi. Phát hiện võ thần thể, vì sao ngươi không báo cho ta biết trước? Mà lại thông chi đám tiểu hài tử kia, vì cái gì? Vũ Nguyên, ngươi chờ đó cho ta, xem ta sau này chơi chết ngươi thế nào. Hạo Thiên tức giận liếc Vũ Nguyên, sắc mặt Vũ Nguyên càng khó coi. Hạo Thiên không quan tâm tới Vũ Nguyên, mà là quay người nhìn về phía lão giả quải trượng, hắn dò xét lão giả quải trượng, cười nói. Ôi, a, à, Lý lão quải. Rất nhiều năm không gặp, biến thành nửa bước đế giả A Hát. Nhớ năm đó, lão phu trở thành nửa bước đế giả thì ngươi vẫn là thánh giả, thiên phú không tệ. Thế nào, có muốn luận bàn một chút hay không? Nhưng ta phải nói trước, ngươi cũng biết, một khi ta động thủ, ta khó khống chế nổi hồng hoang chi lực trong cơ thể mình, vạn nhất không cẩn thận đánh chết ngươi thì không tốt. Sắc mặt lão giả tên là Lý lão quải âm trầm, hắn nói. Nếu là người Hạo Thiên tiền bối nhìn chúng, sao lão phu không cho mặt mũi chứ? Các hạ mang đi đi. Co được giãn được, không tệ, khó trách những lão gia hỏa pháp phái lại cho ngươi làm người phát ngôn của pháp phái. Hạo Thiên cười ha ha, nhưng sau đó hắn xoay người nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Đồ đệ, chúng ta đi thôi. Lúc này, Vũ Nguyên đi đến bên cạnh Hạo Thiên, sau đó chỉ vào Dương Diệp, nói. Sư thúc tổ, người này cũng không tệ. Ngụ ý bảo hắn mang theo Dương Diệp cùng đi. Nghe được Hạo Thiên nói thế, sắc mặt Tô Sĩ Hà thay đổi, hắn muốn nói gì đó, lúc này, Hạo Thiên lại khoát tay, nói. Trước mặt nữ hài này, hắn chính là cặn bã. Dương Diệp. Đột nhiên An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi ở đâu, ta ở đâu? Hạo Thiên sững sờ, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, hắn nói. Tiểu tử, lão phu xem ngươi cốt cách thanh kỳ. Nhất định là kỳ tài luyện võ, như vậy đi, theo ta trở lại võ tông, lão phu sẽ tìm một sư phụ không kém cho ngươi, như thế nào? Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc. Nhìn thấy Dương Diệp trầm mặc, Tô Sĩ Hà lập tức thở ra, sau đó nói. Dương Diệp, ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi còn ở Bạch Lộc Thư Viện, ta lấy tánh mạng cam đoan các ngươi an toàn. Đừng nghe hắn nói láo. Hạo Thiên không chút khách khí nói. Tiểu tử này chính là cặn bã, hắn căn bản không phải đối thủ của Lý lão quải. Mà cường giả nửa bước đế giả khác của nho phái bản thân còn khó bảo toàn, càng không có khả năng đến bảo vệ các ngươi. Đi theo ta không chỉ cam đoan các ngươi an toàn, càng có thể giúp thực lực của nàng tăng lên thật lớn. Tô Sĩ Hà vừa muốn nói gì đó, lúc này,
Hạo Thiên đột nhiên nhìn hắn nói. Tiểu tử, có phải ngươi muốn đánh nhau với ta không? Có phải hay không? Tô Sĩ Hà. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Nữ hài, ngươi là võ thần thể, ngươi tới võ tông mới có thể khai quật hết thể chất của mình. Hơn nữa, võ tông ta có vô số tài nguyên, chỉ cần ngươi đến võ tông, ta bảo đảm ngươi sẽ lên võ bảng trong 3 năm, hơn nữa còn đạt tới ít nhất trước 20. Mới 20. Dương Diệp nhíu mày, hắn có phần bất mãn. Tiểu tử. Hạo Thiên nói. Ngươi có biết võ bảng biến thái cỡ nào không? Tuy Quân Hoa Lạc là người võ bảng, nhưng chỉ là tồn tại kế cuối. Ngươi biết những kẻ đứng trước biến thái cỡ nào hay không? Không chỉ như vậy, đám biến thái top 10, cho dù là lão phu cũng khó thắng bọn họ, hiểu không? Dương Diệp biến sắc, hắn không biết những yêu nghiệt top 10 biến thái cỡ nào, hắn biết rõ lão nhân này khủng bố ra sao. Tuy lão nhân này không phải đế giả chân chính, nhưng tuyệt đối không kém gì Lâu Thiên Vân đã trở thành đế giả. Hạo Thiên lại nói, tiểu tử, nữ hài này thiên phú tuyệt hảo, ở lại Bạch Lộc Thư Viện chính là lãng phí, càng có khả năng nguy hiểm tánh mạng. Ngươi cũng nhìn thấy, Bạch Lộc Thư Viện hiện tại nội bộ mâu thuẫn tới mức này, ngươi cần gì phải cho nàng nhảy vào vũng nước đục đó chứ? Tô Sĩ Hà muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn chỉ thở dài mà thôi. Hắn rất muốn lưu lại An Nam Tĩnh, võ thần thể đấy. Linh giới từ trước tới nay chỉ xuất hiện một lần, nhưng hắn biết rõ, trừ phi Nho Phái cùng Pháp Phái liên thủ mới có thể lưu lại An Nam Tĩnh, từ cục diện trước mắt thì hắn biết không có khả năng làm như vậy. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó cúi đầu nhìn An Nam Tĩnh trong ngực, nói. Ngươi thấy thế nào? Ta đi theo ngươi. An Nam Tĩnh trả lời không chút do dự. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói. Tĩnh Nhi, ngươi nhìn thấy, thế giới này cường giả quá nhiều, mà chúng ta lại quá yếu. Ta cũng muốn ngươi đi theo ta cũng không muốn tách ra khỏi ngươi, nhưng ngươi đi theo ta căn bản không thể giúp ngươi, hoặc là, đi theo ta chỉ hạn chế ngươi, hiểu chưa? Hắn tự nhiên sẽ không cho An Nam Tĩnh ở lại Bạch Lộc Thư Viện, có lẽ Nho Phái Bạch Lộc Thư Viện sẽ bảo vệ mình, như vậy làm sao có thể giữ được An Nam Tĩnh? Giống như trước kia, nếu như không phải lão đầu võ tông chạy đến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Còn nữa, thiên phú của An Nam Tĩnh vốn tuyệt hảo, thậm chí còn mạnh hơn mình nhiều, loại thiên phú này, chỉ cần cho nàng một cơ hội, một bình đài, nàng nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Tuy hắn thực không muốn tách ra khỏi An Nam Tĩnh, hơn nữa hắn cũng biết, chỉ cần hắn mở miệng, An Nam Tĩnh nhất định sẽ lưu lại. Nhưng hắn không thể ích kỷ như vậy, An Nam Tĩnh không phải An Nam Tĩnh của Dương Diệp, nàng ưa thích võ đạo, nàng khẳng định sẽ đi xa hơn trên con đường võ đạo. Cho nên, hắn không muốn trói buộc An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, nói. Chúng ta có thể cùng đi. Nghe được An Nam Tĩnh nói thế, sắc mặt Tô Sĩ Hà thay đổi, An Nam Tĩnh đi, đối với Bạch Lộc Thư Viện mà nói là tổn thất khó lường, nếu như Dương Diệp cũng đi, khi đó Nho Phái thiệt thòi muốn chết. Tô Sĩ Hà muốn nói gì đó, Dương Diệp lại lắc đầu. Hắn làm sao không nhìn ra, lão đầu võ tông chỉ xem trọng An Nam Tĩnh, hắn đi theo sẽ không được xem trọng. Còn nữa, hắn cũng không thể lập tức rời khỏi Bạch Lộc Thư Viện. Cũng không phải hắn có cảm tình với Bạch Lộc Thư Viện, mà là Vân Hải Thư Viện còn cần Nho Phái tới bảo hộ. Võ Tông không có dây dưa với Vân Hải Thư Viện, cũng không có lợi ích gì, căn bản không có khả năng vì Vân Hải Thư Viện mà đối địch với Pháp Phái. Nhìn thấy Dương Diệp lắc đầu, Tô Sĩ Hà lập tức thở ra một hơi. Nhìn thấy An Nam Tĩnh trầm mặc, Dương Diệp cười cười, nói. Mặc kệ ngươi quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên, nói. Ngươi mạnh bao nhiêu? Cường giả sẽ bắt bẻ đồ đệ, mà những thiên tài yêu nghiệt chân chính cũng bắt bẻ sư phụ. Hạo Thiên tự nhiên hiểu đạo lý đó, hắn chỉ vào Lý Lão Quải, nói. Hắn và ta đều là nửa bước đế giả, trong trăm chiêu, hắn thất bại. Hắn thấy sắc mặt của Lý Lão Quải đầy khó coi, nói. Nếu ngươi không phục, chúng ta khoa tay múa chân với nhau đi. Lý Lão Quải tức giận tới cực điểm, sau nửa ngày, hắn nói. Hạo Thiên tiền bối sắp rời khỏi thế giới này, ta làm sao là đối thủ của Hạo Thiên tiền bối chứ? Hạo Thiên cười cười, nói. Xem như ngươi thức thời, bằng không thì Lão Phu sẽ đánh ngươi một trận. Hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Nữ hài, Lão Phu cũng không quanh co với ngươi. Lão Phu sở dĩ vội vã thu đệ tử,
là vì lão phu ở lại thế giới này không lâu, lão phu rời đi sẽ lưu truyền thừa lại thế giới này, tương đương với hậu trường của lão phu tại linh giới. Trước kia không có đồ đệ, là lão phu chướng mắt, mà những người phi thường ưu tú lại không thích hợp với lão phu. Mà ngươi, không chỉ ưu tú, còn phi thường thích hợp truyền thừa của lão phu. Ta đi cùng ngươi. An Nam Tĩnh nói. Đủ sảng khoái. Hạo Thiên cười nói. Nhưng ta có điều kiện. An Nam Tĩnh nói. Ngươi. Hạo Thiên nói. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta muốn lưu lại cùng hắn đối mặt pháp phái. Hạo Thiên khẽ chau mày, lúc này, Dương Diệp nói. Không cần, còn lại sẽ do ta giải quyết. Hắn không muốn An Nam Tĩnh bởi vì hắn mà bỏ qua cơ hội này. Ta kiên trì. An Nam Tĩnh nói. Dương Diệp. Lúc này, Vũ Nguyên bên cạnh Hạo Thiên đột nhiên nói. Các ngươi tỉ thí với pháp phái 3 trận, mà hôm nay, các ngươi đã thắng 2 trận, cho nên hiện tại không cần so nữa. Ai bảo không cần? Lúc này, đột nhiên Lý Lão Quải nói. 3 ván thắng 2 với điều kiện tiên quyết bọn chúng thắng, nếu như ván thứ 3 bọn chúng chết, tự nhiên là pháp phái thắng. Lý Lão Quải, chỉ là 3 tiểu bối, cần thiết làm tuyệt như vậy không? Hạo Thiên nói. Lý Lão Quái nhìn Hạo Thiên, nói. Việc này quan hệ tới thanh danh pháp phái, càng quan hệ với tương lai của pháp phái. Đương nhiên, nếu như Hạo Thiên tiền bối thật muốn nhúng tay vào, ta khẳng định không ngăn được Hạo Thiên tiền bối. Nhưng pháp phái sẽ không mặc kệ người khác sỉ nhục, cùng lão mọi người mời lão tổ tông hạ giới chơi đùa. Ngươi uy hiếp ta. Hạo Thiên tức giận. Bạch Lộc Thư Viện ta chưa tới mức nhìn người khác nhúng tay vào. Lý Lão Quải nhìn thẳng Hạo Thiên, hắn không chút nào nhượng bộ. Trong tràng, mùi thuốc súng dày đặc. Đã muốn tỉ thí, tiếp tục tỉ thí đi. Đúng lúc này, Dương Diệp nói. Nếu như có thể, hắn muốn chuyện này kết thúc, nhưng pháp phái rõ ràng không muốn buông tha bọn họ. Sở dĩ đáp ứng, là vì pháp phái bây giờ còn đang tuân thủ quy tắc tỉ thí này. Nếu như lão đầu võ tông ra tay, pháp phái sẽ không tuân thủ quy tắc. Thắng, ngươi có thể còn sống, bằng không thì ngươi còn muốn như thế nào? Lý Lão Quái nói. Lúc này, Tô Sĩ Hà đột nhiên nói. Mà một khi pháp phái không tuân thủ quy tắc, Vân Hải Thư Viện sẽ gặp tai ương diệt vong. Không nói việc khác, chỉ một người như Từ Phạm đi Thanh Châu cũng đủ để tiêu diệt Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành. Về phần võ tông, hắn sẽ không cho võ tông liều mạng với pháp phái vì Vân Hải Thư Viện. Việc này vẫn phải dựa vào chính mình. Lý Lão Quải liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Nếu ngươi không có vấn đề, chúng ta tiếp tục bắt đầu. Chậm đã. Hạo Thiên nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tiểu tử, người ta nói rõ muốn giết ngươi. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Dương Diệp cười khẽ, nhìn về phía Lý Lão Quải, nói. Sau ván thứ 3, sẽ không còn có ván thứ 4 chứ? Yên tâm, đây tuyệt đối là một ván cuối cùng. Lý Lão Quải nói. Dương Diệp đầu, lại nói. Nếu như chúng ta thắng, phải như thế nào? Thắng, ngươi có thể còn sống, bằng không thì ngươi còn muốn như thế nào? Lý Lão Quái nói. Lúc này, Tô Sĩ Hà đột nhiên nói. Dương Diệp, ngươi yên tâm, sau đó, ai dám ra tay với Vân Hải Thư Viện, chẳng khác nào ra tay với nho phái chúng ta. Đã đi một An Nam Tĩnh, hắn không thể nhìn Dương Diệp cũng đi. Nếu như hắn không hứa hẹn như vậy, Dương Diệp rất có thể sẽ quay người đầu nhập vào võ tông, tìm kiếm võ tông bảo hộ. Dương Diệp liếc mắt nhìn Tô Sĩ Hà, nói. Đa tạ. Lý Lão Quải cười lạnh, nói. Hắn chính là Tô Sĩ Hà cam đoan như vậy. Điều kiện tiên quyết là ngươi còn sống, nếu như ngươi chết. Ngươi nhìn xem nho phái có thể che chở Vân Hải Thư Viện hay không. Nói nhảm nhiều quá. Dương Diệp nhìn thẳng Lý Lão Quải, nói. Ván thứ 3 như thế nào? Một ván định thắng bại. Lý Lão Quải nói. Có thể. Dương Diệp nói. An Nam Tĩnh cùng Hư Vô Thần đều bị thương, căn bản không thích hợp chiến đấu. Ván này định thắng bại, rất hợp ý hắn. Lý Lão Quải vung tay phải lên, một bệ đá xuất hiện trên sân rộng, bệ đá nhanh chóng biến thành võ đài. Lên đi. Lý Lão Quải nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn Lý Lão Quải, nói. Người đấu với ta không phải là ngươi đó chứ? Ngươi không có tư cách. Lý Lão Quải nói, một bóng ngươi nhảy lên võ đài, người này không phải người khác, chính là Từ Phạm. Đối thủ của ngươi là ta. Từ Phạm lạnh lùng nhìn Dương Diệp, nói.
Quá vô sỉ. Phía dưới, hư vô thần nằm trên mặt đất nhảy dựng lên. Hạo Thiên lắc đầu, nói. Ta xem như nhìn thấy cái gì gọi là không biết xấu hổ. Sắc mặt Tô Sĩ Hà cũng khó nhìn, nói. Từ Phạm, mặt mũi của ngươi ở đâu? Ngươi có mặt mũi sao? Từ Phạm cười lạnh nói. Dương Diệp cảnh giới thấp, chẳng lẽ trách ta? Nếu như không phục, Vân Hải Thư Viện cũng có thể phái bán thánh cao cấp xuất chiến. Dương Diệp trầm mặc. Như thế nào, không có sao? Từ Phạm cười lạnh nói. Đã không có, còn trách ta sao? Muốn trách cũng chỉ có thể trách Vân Hải Thư Viện vô năng. Dương Diệp lật tay một cái, cổ sao xuất hiện trên tay, hắn cắm ý kiếm vào cổ sao, làm xong này tất cả, hắn nhìn sang Lý Lão Quải, nói. Bắt đầu đi. Lý Lão Quải liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó vung tay phải lên, trên võ đài, Dương Diệp cùng Từ Phạm tiến vào chiến trường hư không. Sau khi tiến vào chiến trường, Từ Phạm cười lạnh nói. Dương Diệp, ngươi! Ngươi là chó sao, tại sao nói nhảm nhiều như vậy? Dương Diệp vừa dứt lời, hắn rút kiếm. Ông! Nương theo tiếng kiếm ngâm vang, kiếm khí sáng như tuyết xé rách không gian rung động rất mạnh, mọi người đều sợ hãi nhìn Dương Diệp. 90 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điện ra. Sau khi thân thể đạt tới thần lực cảnh, hắn đã có thể dễ dàng thi triển ra 90 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Từ Phạm đã thu liễm xem thường, tuy hắn khó chịu Dương Diệp, nhưng cũng không dám xem nhẹ Dương Diệp. Dương Diệp thể hiện thực lực quá mạnh, hoàn toàn có thể uy hiếp tới hắn. Điêu trùng tiểu kỹ. Từ Phạm vừa dứt lời, hắn vươn tay điểm một cái, ngón tay va chạm với kiếm khí của Dương Diệp. Oanh! Cả hai chạm vào nhau giống như hai thiên thạch chạm nhau, trong chốc lát bộc khí lãng khủng bố, khí lãng quét qua chung quanh, chiến trường hư không rung động rất mạnh. Chạm! Đúng lúc này, tiếng quát giận dữ của Dương Diệp tiếng vang lên, thân thể Dương Diệp hóa thành kiếm quang biến mất tại chỗ, những nơi kiếm quang đi qua, khí lãng bị cắt nát tới đó. Kiếm khí đánh tới, trong mắt Từ Phạm sinh ra thần thái hung ác, tay phải hóa trưởng, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, sau đó hắn đánh về phía trước. Toái liệt trưởng. Vừa dứt lời, một trưởng hóa thành đao chém vào người Dương Diệp. Oanh! Cả hai chạm vào nhau. Chiến trường hư không dạn nứt, hai người lui lại phía sau. Trên võ đài, Hạo Thiên gật đầu, nói. Tiểu tử này không tệ. Lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, cười nói. So với ngươi, hắn còn kém xa. An Nam Tĩnh không có nói lời nào, Dương Diệp có mạnh hay không, chờ tí nữa hắn sẽ biết. Hạo Thiên cười cười, sau đó nhìn về phía Hàn Dũ, nói. Mấy lão gia hỏa ma tông các ngươi vẫn chưa tới. Hàn Dũ liếc mắt nhìn Hạo Thiên, nói. Nếu Hạo Thiên tiền bối nhìn chúng nữ hài này, tiền bối ma tông sẽ cho Hạo Thiên tiền bối mặt mũi. Chó má! Hạo Thiên mắng. Đám người đó tới nhanh lắm, mấy lão thất phu ma tông cái kia biết rõ có tới cũng vô dụng, cái gì gọi là cho ta mặt mũi, lão phu cần thiếu nhân tình các ngươi hay sao? Khóe miệng Hàn Dũ co giật, hắn cười gượng, cũng không nói lời nào. Sư thúc tổ. Lúc này, đột nhiên Vũ Nguyên đi đến trước mặt Hạo Thiên, nói. Dương Diệp xem như không tệ, thiên phú kiếm đạo của người này rất mạnh, thân thể càng khủng bố. Nếu người này gia nhập võ tông, hắn. Ngươi câm miệng. Hạo Thiên trực tiếp cắt lời của Vũ Nguyên, nói. Thiên phú kiếm đạo chắc tuyệt, có lợi hại bằng đỉnh phong thành Diệp Lang tả sao? Thân thể khủng bố, có khủng bố bằng chiến thiên nhai của thể tông không? Đừng này hai người này. Hắn còn kém cả nữ hài này. Lão phu cũng không phải là người lương thiện, là người nào cũng thu. Nhìn thấy Vũ Nguyên còn muốn nói cái gì, Hạo Thiên lập tức trừng mắt, nói. Muốn thu chính người đi thu, lão phu cũng không muốn thanh danh của mình ngày sau bị người khác phá hoại. Vũ Nguyên cười khổ cười, thầm nghĩ, này Dương Diệp kiếm đạo không có Diệp Cô Thành lợi hại, thân thể không có lợi hại như chiến thiên nhai, nhưng Diệp Cô Thành không có thân thể lợi hại như Dương Diệp. Chiến thiên nhai không có kiếm đạo mạnh như Dương Diệp. Hắn cũng không nói nhiều, bởi vì lúc Hạo Thiên đã bị võ thần thể của An Nam Tĩnh làm hưng phấn tới mức đầu óc không bình thường. Hắn nói ra sẽ bị đánh. Từ Phạm lúc này rất nghiêm túc, càng đánh hắn càng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Dương Diệp tuy là bán thánh, nhưng bất kể là ý thức chiến đấu hay thực lực bản thân đều vượt xa hắn dự đoán. Đặc biệt là thân thể của Dương Diệp, thân thể Dương Diệp mạnh tới mức hắn phải kiêng kỵ. Cũng làm cho hắn căm tức, bởi vì khi giao thủ với Dương Diệp,
Dương Diệp hoàn toàn buông tha phòng ngự, mỗi một chiêu đều là lấy mạng đổi mạng. Hắn là thánh giả cao cấp, thân thể tự nhiên cũng mạnh, nhưng tuyệt đối không có mạnh tới mức Dương Diệp, càng không có mạnh tới mức bỏ qua kiếm khí của Dương Diệp. Cho nên, sau khi giao chiến, hắn đường đường thánh giả cao cấp lại đánh ngang nhau với bán thánh. Còn muốn tiếp tục mất mặt sao? Đúng lúc này, Lý Lão Quải quát lớn. Lúc này, sắc mặt Lý Lão Quải âm trầm đến cực điểm. Hắn bảo Từ Phạm ra tay chính là hy vọng Từ Phạm có thể nhanh chóng giải quyết Dương Diệp. Chỉ cần giải quyết Dương Diệp, những ảnh hưởng không tốt lúc trước sẽ biến mất. Lịch sử, vĩnh viễn là người thắng ghi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Từ Phạm không chỉ không có nhanh chóng giải quyết Dương Diệp, ngược lại còn đánh khó phân thắng bại với Dương Diệp. Dương Diệp là bán thánh, mà Từ Phạm là thánh giả cao cấp đấy. Không chỉ là thánh giả cao cấp, Từ Phạm còn là người mạnh nhất trong pháp phái Bạch Lộc Thư Viện sau hắn. Nếu truyền đi, không chỉ Từ Phạm mất mặt, còn có cả pháp phái mất mặt. Đặc biệt là vào lúc này, sĩ khí các đệ tử pháp phái sẽ sa sút, cứ tiếp tục như vậy, pháp phái sẽ bất lợi, bởi vậy, hắn mới trực tiếp truyền âm cho Từ Phạm. Từ Phạm nghe Lý Lão Quải nói xong liền ra sức hơn trước. Dương Diệp, ta không thể không thừa nhận, người rất không tồi, nhưng người cuối cùng vẫn còn quá non. Hiện tại, chúng ta phân thắng bại đi. Từ Phạm quát lớn, khí thế của hắn càng ngày càng mạnh. Rốt cục chơi thật rồi sao? Dương Diệp cười lạnh, tay phải hơi động một chút, man thần kiếm biến mất, hắn lao nhanh về phía Từ Phạm. Dần dần, mọi người phát hiện, thân thể Dương Diệp đã bắt đầu đỏ lên. Oanh! Trong người Dương Diệp xuất hiện một cột máu phóng lên trời, trong chốc lát, cả phiến hư không biến thành màu đỏ, lệ khí cùng sát ý vô tận tràn ngập cả hư không, người ở bên ngoài cũng có thể ngửi thấy mùi máu tươi. Đế cấp! Trên võ đài, Hạo Thiên cau mày, nói. Hung kiếm đế cấp, xem dáng dấp của hắn vẫn còn thần trí, gia hỏa này càng khó lường. Vũ Nguyên vui vẻ, nếu như có thể làm Hạo Thiên thu Dương Diệp vào võ tông, như vậy đối với võ tông mà nói là đại hảo sự. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện thì Hạo Thiên lại nói. Hắn vẫn còn kém đồ đệ của ta quá nhiều. Vũ Nguyên. Trong chiến trường, trong tay Dương Diệp cầm huyết kiếm, hai cổ ý cảnh của hắn bao phủ Từ Phạm. Kiếm ý hư vô cảnh, sát ý hư vô cảnh. Nhìn thấy hai ý cảnh của Dương Diệp, sắc mặt Lý Lão Quải càng âm trầm. Lĩnh ngộ hai chủng ý cảnh, cũng không khó, khó là hai chủng ý cảnh đều ngưng thực. Cho dù hắn phi thường muốn giết Dương Diệp, nhưng hiện tại hắn không thể không thừa nhận, Dương Diệp không tồi. Đáng tiếc, là địch nhân, mà là địch nhân, tự nhiên đáng chết, đặc biệt là địch nhân có thiên phú rất mạnh, hiện tại không giết, về sau có khả năng không giết được. Trong chiến trường, nhìn thấy cái Dương Diệp hóa thành huyết nhân, trong mắt Từ Phạm bắn ra thần thái dữ tợn, thân thể của hắn chậm rãi bay lên, sau khi bay lên không trung, hắn nâng tay phỉa lên, trong chốc lát, không gian ngàn trượng chung quanh vặn vẹo. Yên lặng một chớp mắt, tay phải của Từ Phạm vỗ mạnh về phía Dương Diệp. Già Thiên Trưởng. Một trưởng này mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, không gian chung quanh rạn nứt dữ dội. Huyền kỹ đế cấp. Xa xa, huyết kiếm trong tay Dương Diệp cắm vào cổ sao, sau một khắc, hắn rút ra. Ông. Nương theo tiếng kiếm ngâm vang, một đạo kiếm khí ra chỉ kiếm ý hư vô cảnh cùng sát ý hư vô cảnh phóng lên trời. 110 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Kiếm khí không những đánh nát hư không, không gian chung quanh cũng khó khôi phục hơn trước. Cũng chính bởi vì như thế, kiếm khí của hắn càng kinh khủng. Trong ánh mắt của mọi người, kiếm khí huyết sắc đánh thẳng vào bàn tay khổng lồ của đối phương, nhưng chỉ dừng lại một lát, kiếm khí xé rách bàn tay khổng lồ, sau đó cũng chém lên người Từ Phạm đang ngạc nhiên. Oanh! Từ Phạm bay ra sau, trong quá trình bay ra ngoài, trong cơ thể hắn tuôn ra vô số máu tươi, hóa thành từng đạo cột máu chui vào trong huyết kiếm của Dương Diệp. Từ Phạm bại! Tất cả mọi người sửng sốt. Dừng tay. Nhìn thấy máu tươi trong người Từ Phạm bị thôn phệ, Lý Lão Quải gầm lên một tiếng, hắn muốn ra tay, mà lúc này, trong chiến trường hư không xuất hiện kiếm khí huyết sắc phá nát không gian, sau đó xuyên qua thân thể của Từ Phạm, thân thể Từ Phạm bị chém thành hai nửa, vô số máu tươi tuôn ra như suối và bay vào huyết kiếm trong tay Dương Diệp. Về phần Từ Phạm, hắn đã thần hồn câu diệt. Ngươi muốn chết. Nhìn thấy Dương Diệp bỏ qua lời của mình, sắc mặt Lý Lão Quải đầy dữ tợn. Hắn trực tiếp lao vào chiến trường hư không, sau đó cũng lao tới tấn công Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người tu sĩ Hà thay đổi,
bọn họ căn bản không có nghĩ tới Lý Lão Quải đã không biết xấu hổ tới mức này. Lý Lão Quải chính là nửa bước đế giả A-Hát. Tô Sĩ Hà phóng lên võ đài, nhưng có một người còn nhanh hơn hẳn, đó chính là An Nam Tĩnh. Khi Lý Lão Quải xuất hiện trên chiến trường, An Nam Tĩnh cũng đã hành động. Trong chiến trường, Dương Diệp một kiếm chém giết Từ Phạm, khi hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn giật mình, hắn không nghĩ tới có người tới đánh lén hắn, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị nên quay người rút kiếm chém. Xuy, một đạo kiếm khí huyết sắc chém ra, đạo kiếm khí huyết sắc đã bị Lý Lão Quải đánh nát, sau đó hắn xuất thêm một quyền nhanh tới mức tận cùng, Dương Diệp căn bản không cách nào trốn tránh, hắn bị quyền này đánh trúng. Phanh, Dương Diệp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể Dương Diệp bay ra ngoài. Lý Lão Quải muốn động thủ lần nữa, mà lúc này, một thanh trường thương mang theo hào quang màu vàng đâm tới. Lý Lão Quải khinh thường, tay phải hắn vỗ một cái, thương mang lập tức tiêu tán, trường thương bay ngược trở về. Lý Lão Quải lập tức đuổi theo Dương Diệp, đúng lúc này, Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Lão Quải. Hạo Thiên cười hắc hắc, nói. Lý Lão Quải, Lão Phu đã ngứa tay, luận bàn một chút đi. Nói xong, hắn căn bản không cho Lý Lão Quải cơ hội nói chuyện, hắn trực tiếp xuất ra một quyền. Oanh! Quyền xuất, cả hư chiến trường không lập tức sụp đổ. Sau một lát, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh xuất hiện bên ngoài võ đài đã hóa thành bột mịn. Lúc này, Dương Diệp đã thu hồi táng thiên, trên ngực hắn là một dấu quyền ấn kia đánh lõm lồng ngực Dương Diệp. Lúc này ngực của Dương Diệp đã biến hình nghiêm trọng, không chỉ có như vậy, nửa người trên của hắn xuất hiện rất nhiều mạng nhện. Trước mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh là Hạo Thiên, mà đối diện Hạo Thiên là Lý Lão Quải. Lúc này, sắc mặt Lý Lão Quải vô cùng âm trầm, gương mặt của hắn tái nhợt, cánh tay phải đang run rẩy. Hạo Thiên, người thật sự muốn nhúng tay vào chuyện pháp phái hay sao? Lý Lão Quải trầm giọng nói. Nhúng tay chuyện pháp phái. Hạo Thiên nao nao, sau đó lắc đầu, nói. Lý Lão Quải, ta không có hứng thú với chuyện của các ngươi. Ta chỉ ngứa tay nên tìm người luận bàn mà thôi. Nói đến đây, hắn lại nói. Nhưng ta muốn nói lời công đạo. Lý Lão Quải, người nói giao thủ công bằng, người lại nhúng tay, còn dùng thân phận bán đế khi dễ một bán thánh. Nói thực ra, nếu việc này truyền đi, về sau Lý Lão Quải ngươi cũng nổi danh. Không chỉ ngươi nổi danh, pháp phái và lão tổ tông pháp phái các ngươi cũng nổi danh. Lý Lão Quải nhìn Hạo Thiên hồi lâu, cuối cùng nói. Lần này mời võ tông là pháp phái ta, hiện tại, pháp phái ta không chào đón võ tông, Hạo Thiên tiền bối có thể rời đi. Muốn đuổi người. Hạo Thiên cười hắc hắc, nói. Ngươi không nói ta cũng đi, ở chỗ này nhìn các ngươi vô liêm sỉ lấy lớn hiếp nhỏ, ta cũng không có ý muốn lưu lại. Nói xong, hắn bỏ qua sắc mặt khó coi của Lý Lão Quải, quay người nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Đồ đệ ngoan, người ta không chào đón chúng ta đi. An Nam Tĩnh nhìn dấu quyền trước ngực Dương Diệp, cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, nàng xoay người nhìn sang Lý Lão Quải, nói. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ tự tay cắt đầu của ngươi. Sắc mặt Lý Lão Quải biến hóa, nếu như là người bình thường nói lời này, hắn sẽ xem như đối phương nói nhảm, nhưng do người có võ thần thể nói ra, sắc mặt hắn biến thành ngưng trọng. Trong mắt hắn có sát ý. Lúc này, Hạo Thiên cười cười, nói. Đồ đệ ta nói đùa, Lý Lão Quải ngươi nghe một chút là tốt rồi, ngàn vạn đừng coi là thật. Nếu như ngươi cho là thật, Lão Phu chỉ có thể chơi với ngươi. Lý Lão Quải nhìn An Nam Tĩnh thật sâu, sau đó nói. Mấy vị xin mời. Hạo Thiên nhìn về phía An Nam Tĩnh lại nhìn sang Dương Diệp, nói. Ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ. Nói xong, nàng đi đến bên cạnh Hạo Thiên. Hạo Thiên liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Tính tình không tệ, hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi, ngươi không có bị đồ đệ của ta bỏ xa. Vừa dứt lời, Hạo Thiên vung tay phải lên, hắn và Vũ Nguyên còn có An Nam Tĩnh biến mất khỏi nơi này. Bên ngoài mấy vạn dặm, Vũ Nguyên truyền âm cho Hạo Thiên, nói. Sư thúc tổ, nếu ngươi cũng tán thành hắn, vì sao không mang hắn về võ tông? Gia hỏa kia tuyệt đối là thiên tài. Ngươi là heo sao? Hạo Thiên truyền âm mắng. Ngươi xem Bạch Lộc thư viện dễ khi dễ như thế sao? Mang đi nha đầu kia, chúng ta đã đắc tội pháp phái, nho phái cũng có chút khó chịu, nhưng bọn họ không muốn trở mặt với ta, đặc biệt là nho phái, nha đầu kia là võ thần thể,
Bọn họ biết rõ, thích hợp với nàng nhất là võ tông, biết chắc, nếu như không cho ta mang đi, chúng ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên, bọn họ lựa chọn nhường một bước, để cho ta thiếu nợ nhân tình. Nhưng nếu như ta lòng tham mang tiểu tử kia đi, ngươi nói, bọn họ cho phép sao? Vũ Nguyên. Hạo Thiên lại nói. Thật sự ép bọn họ quá mức, chúng ta không xong đâu. Hiện tại Bạch Lộc Thư Viện bởi vì phân liệt không bằng năm đó, nhưng năm đó mạnh mẽ tới mức, cho dù là U Minh Điện cùng tà phái biến thái cũng phải cho bọn họ mặt mũi. Nội tình của bọn họ vẫn còn, bằng không cũng không tồn tại tới bây giờ mà chưa bị người khác chiếm đoạt. Vũ Nguyên cười khổ, hắn thi lễ với Hạo Thiên, nói. Sư Điệt Thụ Giáo. Kỳ thật, tiểu tử kia quả thật không tệ. Đáng tiếc. Chấm chấm chấm. Bạch Lộc Thư Viện, Dương Diệp nuốt một viên tử tinh thạch, lau đó chậm rãi đứng lên, lúc này, ánh mắt Lý Lão Quải nhìn lên người hắn. Dương Diệp cũng nhìn về phía đối phương, khóe miệng của hắn còn lộ ra nụ cười mỉa mai, nói. Như thế nào, người không định nói cho ta biết còn trận thứ tư chứ? Nếu quả thật còn nữa, ta thật sự chỉ có thể nói, phục ngươi. Tô Sĩ Hà ngăn ở trước mặt Dương Diệp, cùng lúc đó, cường giả nho phái cũng tới trước mặt Dương Diệp, lúc này Dương Diệp cần được bảo hộ trọng điểm. Bởi vì Lý Lão Quải đã hoàn toàn không biết xấu hổ. Dương Diệp nắm chặt tay phải, lão gia hỏa này vô liêm sỉ đã vượt qua hắn tưởng tượng, đối với đối phương, hắn cần bảo trì cảnh giác. Lý Lão Quải nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Không thể không nói, ngươi quả thật không tệ, đáng tiếc lão phu cùng Từ Phạm nhiều lần muốn giết ngươi mà không thể. Dương Diệp cười khẽ, không nói gì, lúc này, nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Nhưng hắn biết rõ, pháp phái chắc chắn sẽ không cứ tính toán như vậy. Lúc này, Hàn Dũ đứng dậy, nói. Chư vị, hiện tại tỉ thí cũng đã chấm dứt, lão phu không có ý lưu lại nơi này nữa. Ta cáo từ. Cũng giống võ tông, hắn cũng không có hứng thú quản việc của nho phái và pháp phái. Lâm Nguyệt Âm cũng đứng dậy, nói. Lý tiền bối. Vãn bối cũng cáo từ. Chậm đã. Thời điểm đám người Hàn Dũ cùng Thiên Vũ Tông định rời đi, đột nhiên Lý Lão Quải nói. Chư vị, xin chờ một lát. Hàn Dũ quay người nhìn về phía Lý Lão Quải, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Lý Lão Quải nói. Lần này sở dĩ pháp phái ta mời các vị tới là muốn mời các vị chứng kiến một sự kiện, cho nên, kính xin chư vị chờ một lát. Hàn Dũ trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu, nói. Đã như thế, ta sẽ chờ một lát. Nói xong, hắn một ngồi xuống lần nữa. Hắn cũng muốn nhìn pháp phái định làm trò quỷ gì. Nhìn thấy Hàn Dũ lưu lại, Lâm Nguyệt Âm do dự nhưng vẫn lưu lại. Lý Lão Quải gật đầu với đám người Hàn Dũ, sau đó xoay người nhìn về phía Tô Sĩ Hà nói. Từ khi Bạch Lộc Thư Viện ta xuất hiện nho phái cùng pháp phái, địa vị Bạch Lộc Thư Viện chúng ta tại Trung Thổ Thần Châu đã rớt xuống ngàn trượng. Vì sao? Bởi vì bên trong Bạch Lộc Thư Viện chúng ta không đoàn kết. Điểm này, nho phái ngươi hiểu, pháp phái ta cũng hiểu. Sắc mặt Tô Sĩ Hà trầm xuống, nói. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Lão Quải nói. Ta muốn nói, hai phái tiếp tục đấu nhau, Bạch Lộc Thư Viện sớm muộn gì cũng bị chúng ta đấu suy bại. Khi đó, chỉ sợ Bạch Lộc Thư Viện không còn tư cách dừng chân tại Trung Thổ Thần Châu, chờ nho phái và pháp phái chúng ta chính là hủy diệt. Những năm gần đây, nho phái ta vẫn nhường nhịn, là pháp phái ngươi càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tô Sĩ Hà trầm giọng nói. Lý Lão Quải khoát khoát tay, nói. Ai đúng ai sai, không có ý nghĩa gì cả. Ta chỉ muốn nói, nếu như hai phái chúng ta tiếp tục nội giấu cũng chỉ có lưỡng bại câu thương. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Sĩ Hà chau mày. Lý Lão Quải hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn nhìn mọi người nơi đây, nói. Đã đạo bất đồng. Vậy tại sao còn cưỡng ép tạo thành cái gọi là Bạch Lộc Thư Viện? Nội bộ pháp phái ta đã quyết định ra ở riêng với nho phái các ngươi, về sau các ngươi đi đường các ngươi, chúng ta đi đường của chúng ta. Lý Lão Quải vừa dứt lời, lúc này, hơn 10 cột sáng phóng lên trời, bọn họ xuất hiện sau lưng Lý Lão Quải. Toàn bộ là đều là thánh giả cao cấp. Ở riêng, Lý Lão Quải nói thẳng với Tô Sĩ Hà. Ở riêng. Nghe được Lý Lão Quải nói thế, mọi người xôn xao. Sở dĩ Bạch Lộc Thư Viện vẫn là thế lực cấp kim cương, là vì pháp phái cùng nho phái tồn tại, đối mặt với kẻ thù bên ngoài, hai phái vẫn liên thủ. Cũng chính vì như thế, bởi vậy,
Bạch Lộc Thư Viện vẫn là Bạch Lộc Thư Viện, nó vẫn là thế lực cấp kim cương. Bất kể là pháp phái hay là nho phái, cũng đều hiểu đạo lý kia, bởi vậy, tuy hai phái thường xuyên giận dỗi, nhưng cũng sẽ không làm cho cục diện không thể thu thập. Đại cục làm trọng. Hơn 1.000 năm qua, cho dù xuất hiện mâu thuẫn lớn nhưng dùng việc này làm trụ cột, Bạch Lộc Thư Viện vẫn không đến mức phân liệt. Nhưng hiện tại, pháp phái lại muốn ra ở riêng. Ở riêng, cũng có ý nghĩa, đã từng đệ nhất viện tại Trung Thổ Thần Châu sẽ trở thành lịch sử. Bạch Lộc Thư Viện, thế gian không còn Bạch Lộc Thư Viện. Trên lễ đài, Hàn Dũ khẽ lắc đầu. Một khi ở riêng, Bạch Lộc Thư Viện cũng không còn là Bạch Lộc Thư Viện lúc trước, thậm chí gây chuyện không tốt, còn có thể giáng cấp thành thế lực Bạch Kim. Bên cạnh, Dương Diệp quét nhìn quanh, sau đó hắn bắt đầu chữa thương. Đây là chuyện của Bạch Lộc Thư Viện, hắn không có tư cách nhúng tay, cũng không muốn nhúng tay. Xa xa, Tô Sĩ Hà nhìn Lý Lão Quải hồi lâu, cuối cùng khẽ lắc đầu, nói. Kỳ thật, nho phái ta cũng sớm đã đoán được ngày này sẽ tới, chỉ không nghĩ tới các ngươi lại nói ra vào hôm nay. Ngươi đã dám nói ra ở riêng, nghĩ đến các lão tổ pháp phái các ngươi đã đáp ứng, hoặc hứa mặc thừa nhận việc này. Cho nên, việc này đã thành kết cục đã định. Nói đến đây, trong mắt Tô Sĩ Hà sinh ra một tia phức tạp, nói. Nho phái ta vô năng, cuối cùng không có thể ngăn cản thư viện phân liệt, thẹn với Tiêu viện trưởng. Nên đến cuối cùng vẫn đến. Đúng lúc này, một lão giả áo trắng đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Lão giả áo trắng mặt đầy nếp nhăn, hắn già nua đáng sợ, hơn nữa sắc mặt trắng bệch như có bệnh. Tiêu sư. Nhìn thấy lão giả áo trắng, Tô Sĩ Hà vội vàng nghênh đón, nói. Ngài đi ra. Đã muốn ở riêng, ta còn co đầu rụt cổ làm gì? Lão giả áo trắng khoát khoát tay, sau đó ánh mắt nhìn sang Dương Diệp, nói. Ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Tiền bối là. Lão phu Tiêu Biệt Ly, viện trưởng trên danh nghĩa của Bạch Lộc Thư Viện. Lão giả áo trắng mỉm cười, nói. Ngươi rất không tồi. Nói xong, Tiêu Biệt Ly quay người nhìn về phía Lý Lão Quải, nói. Đã muốn ở riêng, vậy thì nói rõ phải phân thế nào. Nho phái các ngươi rời khỏi Bạch Lộ giới. Lý Lão Quải nói. Chê cười, dựa vào cái gì? Tiêu Biệt Ly còn chưa nói chuyện, Tô Sĩ Hà tức giận nói. Dựa vào cái gì không phải pháp phái các ngươi rời khỏi Bạch Lộ giới? Những năm gần đây, nho phái ta nhường nhịn pháp phái các ngươi, đây là vì đại cục, ngươi đừng tưởng rằng nho phái sợ pháp phái. Đúng đấy, dựa vào cái gì nho phái rời khỏi Bạch Lộ giới? Dựa vào cái gì? Bọn họ sớm không vừa mắt người pháp phái từ lâu rồi. Quả nhiên pháp phái dụng tâm ngoan độc, vậy mà muốn đuổi nho phái ta ra khỏi Bạch Lộ giới, không có Bạch Lộ giới làm căn cơ, chẳng phải nho phái chúng ta còn không bằng thế lực cấp Bạch Kim. Đệ tử nghe lệnh quyết tử chiến cùng pháp phái. Đệ tử nghe lệnh. Trong tràng, vô số đệ tử nho phái cùng đáp, Bạch Lộ giới là nhà của bọn họ, pháp phái muốn đuổi bọn họ đi, bọn họ làm sao có thể đáp ứng. Tiêu Biệt Ly nhìn Lý Lão Quải, nói. Ngươi cũng nhìn thấy. Lý Lão Quải cười khẽ, nói. Nho phái các ngươi không muốn rời khỏi Bạch Lộ giới, mà pháp phái ta cũng không muốn rời khỏi Bạch Lộ giới. Nếu như chúng ta song phương giao chiến, cho dù thắng cũng là thắng thảm, hơn nữa chỉ sợ Bạch Lộ giới sẽ bị phá thành mảnh nhỏ. Cho nên, ta có đề nghị, đó chính là song phương tỉ thí một trận. Ai thắng, ai ở lại Bạch Lộ giới, ai thua, ai rời khỏi Bạch Lộ giới. Như thế nào? Tiêu Biệt Ly nhìn Lý Lão Quải một lúc lâu, sau đó nói. Không nên đi đến mức này chứ. Lý Lão Quải nói. Tiêu viện trưởng, người nói, chúng ta không đi đến một bước này, còn có thể đi một bước kia. Tiếp tục như vậy, đối với nho phái cùng pháp phái đều không có lợi, bởi vì mọi người ở cùng một chỗ, sớm muộn gì có một ngày sẽ phát sinh mâu thuẫn không thể điều tiết, khi đó, khả năng nho phái cùng pháp phái sẽ không tồn tại. Hòa bình ở riêng, đều có chỗ tốt với nho phái và pháp phái. Tiêu Biệt Ly trầm mặc hồi lâu. Sau đó thấp giọng thở dài, nói. Cũng được, cưỡng ép ở cùng một chỗ, luôn luôn có một ngày sẽ bộc phát. Ngươi nói tỉ thí, là mấy lão gia hỏa chúng ta đấu sao? Tương lai của thư viện là đám tiểu tử này, cho nên, tự nhiên do bọn họ quyết định tương lai. Lý Lão Quải nói. Tiêu Biệt Ly cười khẽ, nói. Tỉ thí, tự nhiên không có vấn đề, nhưng tác phong của pháp phái,
nho phái ta không dám lấy lòng. Ta cũng không muốn tỉ thí xong lại cãi cọ, ngươi cảm thấy thế nào? Lý lão quải cười lạnh, nói. Ngươi sợ pháp phái ta chơi xấu, pháp phái ta cũng sợ nho phái chơi xấu. Nếu hai bên không tín nhiệm lẫn nhau, nên làm gì bây giờ? Như vậy tất cả người nho phái và pháp phái dùng linh hồn thể, ai chơi xấu, ngày sau chắc chắn thần hồn câu diệt, như thế nào? Linh hồn thế. Nghe được Lý lão quải nói thế, sắc mặt tất cả mọi người thay đổi, đặc biệt là người nho phái. Linh hồn thề, đó là lời thề rất có lực ước thúc. Vi phạm lời thề, ngày sau không nhất định thần hồn câu diệt, nhưng tuyệt đối sẽ sinh sôi tâm ma. Bình thường khá tốt, một khi trùng kích thánh giả sẽ có tâm ma, đặc biệt người dùng linh hồn thề mà sinh sôi tâm ma tuyệt đối sẽ thập tử vô sinh. Mà những người thành thánh càng sợ linh hồn thế, bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng sự đáng sợ của tâm ma, nó giống như ác mộng quấn quýt lấy người. Cho nên, gần như không có người nào vi phạm linh hồn thề. Tô Sĩ Hà đi đến bên cạnh Tiêu Biệt Ly, huyền khí truyền âm, nói. Tiêu sư, việc này có chút quỷ dị, cần cẩn thận. Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý lão quải, nói. Xem ra, pháp phái ngươi tin tưởng 10 phần. Một ván định thắng bại, người thắng, ở lại bạch lộ giới, người thua, rời khỏi bạch lộ giới, hơn nữa không được đưa lùng danh hào bạch lộc thư viện. Lý lão quải nói, Tiêu viện trưởng, so hay không so, nói một câu. So với bọn chúng ta có phong học trưởng, tại sao phải sợ bọn họ làm cái gì? Đúng đấy, phong học trưởng đủ thắng tất cả người pháp phái, Tiêu viện trưởng, so với bọn chúng. Là thời điểm giáo huấn đám gia hỏa pháp phái cuồng vọng. Phong học trưởng là ai? Bên cạnh, Dương Diệp hỏi Phương Vân. Nghe vậy, trong mắt Phương Vân sinh ra sùng bái và cuồng nhiệt. Đó là người mạnh nhất thế hệ trẻ của Bạch Lộc Thư Viện, đồng thời, hắn bài danh 21 trên võ bảng, đó còn là chiến tích một năm trước, hắn hiện đã có thể tiến vào top 20. Ở trước mặt hắn, thế hệ trẻ của pháp phái chỉ là cặn bã. 21. Dương Diệp híp mắt lại, hắn không biết võ bảng yêu nghiệt cỡ nào, nhưng thực lực của Quân Hoa Lạc lúc trước không tệ, nếu như An Nam Tĩnh không sử dụng tuyệt chiêu, chỉ sợ sẽ không làm gì được đối phương Phương. Mà Quân Hoa Lạc mới sắp xếp 39, có thể tưởng tượng, hạng 21 khủng bố cỡ nào. Làm cho Dương Diệp khó hiểu là, pháp phái đã biết nho phái có tồn tại mạnh như thế, tại sao còn so? Tuy Lý lão quải vô sỉ nhưng hắn không ngốc. Có âm mưu. Dương Diệp liếc mắt nhìn Lý lão quải và người pháp phái tuyệt đối có âm mưu. Tiêu Biệt Ly cùng Tô Sĩ Hà nhướng mày, hai người bọn họ cũng không ngốc, pháp phái đột nhiên làm khó dễ, lại biết rõ nho phái có siêu cấp yêu nghiệt vẫn đưa ra yêu cầu tỉ thí, dùng đầu ngón chân cũng biết đối phương có âm mưu. So hay không so? Lý lão quải lại nói. Nếu như các ngươi không so, chúng ta chính thức tranh tài một trận. Khai chiến toàn diện. Sắc mặt Tiêu Biệt Ly trầm xuống, hồi lâu, hắn nói. Nếu pháp phái muốn so, vậy thì so, một ván định thắng bại. Lý lão quải cười nói. Đã như thế, mọi người bắt đầu thề đi, ta tới trước, ta dùng linh hồn thề, nếu như tỉ thí chấm dứt, ta không tuân thủ kết quả trận đấu, Lý lão quải ta ngày sau chắc chắn thần hồn câu diệt, trọn đời không được luân hồi. Thề xong, Lý lão quải nhìn về phía đám người Tiêu Biệt Ly, nói. Nên các ngươi, Tiêu Biệt Ly cùng Tô Sĩ Hà trầm ngâm một lát, sau đó cũng bắt đầu thề. Cứ như vậy, tất cả người nho phái và pháp phái đều thề. Bạch Lộc Thư Viện nội đấu bắt đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh Dương Diệp, Hư Vô Thần trầm giọng nói. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Xem trước đi, hiện tại chúng ta không thể rời đi, hiện tại rời đi, vừa vặn sẽ cho lão già kia lấy cớ đối phó chúng ta. Hư Vô Thần gật đầu, nói. Ta cũng muốn nhìn xem pháp phái có trò quỷ gì. Một phút đồng hồ sau, tất cả mọi người thề xong. Hiện tại bắt đầu. Lý lão quải nói. Nho phái ta phái người nào, các ngươi rõ ràng. Mà ngươi tự tin như thế, nghĩ đến ngươi cũng có lòng tin với người sắp phái ra. Đến, cho ta xem, pháp phái phái thiên tài nào. Tiêu Biệt Ly nói. Ha ha, nghe được chưa, nếu Tiêu viện trưởng muốn gặp ngươi. Ngươi còn không ra. Lý lão quải cười nói. Lý lão quải dứt lời, một bóng người áo xanh xuất hiện. Phong Khinh Ý. Nhìn thấy nam tử này,
tất cả mọi người nho phái đều sửng sốt. Sau một khắc, sắc mặt người nho phái đều khó nhìn. Nam tử kia nói, nho phái, trừ Tiêu viện trưởng ra, bất cứ kẻ nào cũng có thể tới, nhân số không hạn chế. Trừ Tiêu viện trưởng ra, bất cứ kẻ nào. Nói cách khác, ngay cả Tô Sĩ Hà cũng có thể lên. Cuồng, phi thường cuồng. Đây là suy nghĩ của Dương Diệp cùng Hư Vô Thần. Ánh mắt Dương Diệp lại nhìn lên người Phong Khinh Ý, Phong Khinh Ý khoảng 20 tuổi, mặc một bộ thanh sam, tóc dài cột sau lưng giống như đuôi ngựa. Tay trái thả lỏng phía sau, tay phải cầm ngọc tiêu, hắn lộ ra khí chất giống như thư sinh. Bất phàm. Đây là cảm giác của Dương Diệp, nam tử trước mắt rất bất phàm, ít nhất còn cao hơn Lâu Thiên Tiêu vài cấp bậc. Lúc này, người nho phái bùng nổ. Làm sao có thể, Phong học trưởng làm sao có thể giúp pháp phái, làm sao có thể, nhất định là pháp phái buộc hắn, nhất định là như vậy. Pháp phái, các ngươi vô sỉ. Âm mưu, đây là âm mưu của pháp phái, Phong học trưởng nhất định bị bọn họ áp chế. Phong học trưởng, người nói có đúng hay không, người bị đám pháp phái vô sỉ ép buộc đúng không? Người nói đi. Chấm chấm chấm. Vì cái gì? Tiêu Biệt Ly nhìn Phong Khinh Ý, lại nói. Vì cái gì? Phong Khinh Ý nhìn thẳng Tiêu Biệt Ly, nói. Một người làm việc, tất nhiên có lý do và nguyên nhân, ta tự nhiên cũng có, nói ra cũng không có ý nghĩa. Khinh Ý, nho phái ta bạc đãi ngươi sao? Có từng làm chuyện xin lỗi ngươi? Tô Sĩ Hà trầm giọng nói. Phong Khinh Ý khẽ lắc đầu, nói. Không có nho phái dốc tài nguyên bồi dưỡng ta, khó có thành tựu của ta hôm nay. Vậy tại sao ngươi làm như vậy? Tô Sĩ Hà giận dữ hét. Ngươi cũng biết, một khi nho phái chúng ta rời khỏi Bạch Lộ giới, kết cục sẽ như thế nào? Một khi chúng ta rời khỏi Bạch Lộ giới, không có nơi cư trú, từ nay về sau, nho phái trở thành chó nhà có tang, ngươi cũng đã biết. Phong Khinh Ý gật đầu, nói. Biết rõ. Vậy tại sao ngươi làm như vậy? Tô Sĩ Hà chỉ vào những học viên nho phái xa xa, hắn giống lên. Bọn họ xem ngươi như thần, ta và Tiêu viện trưởng bồi dưỡng ngươi thành viện trưởng kế tiếp, vì sao ngươi đối đãi với chúng ta như vậy? Chim khôn biết chọn cành mà đậu. Lúc này, Lý Lão Quải đột nhiên cười nói. Bởi vì hắn cho rằng đi theo nho phái không có tiền đồ, bởi vậy đi theo pháp phái ta, điều này chẳng lẽ có sai sao? Tiêu viện trưởng, những năm gần đây, nho phái các ngươi làm việc không quả quyết, không chỉ làm ta xem thường, ngay cả thế lực khác tại Trung Thổ Thần Châu cũng xem thường. Bạch Lộc Thư Viện trong tay các ngươi, sớm muộn gì cũng bị các ngươi phá hủy. Đơn giản đi theo pháp phái ta, đây là cử chỉ sáng suốt, bởi vì chỉ có pháp phái ta mới có thể tái hiện huy hoàng của Bạch Lộc Thư Viện năm đó. Câm miệng! Tô Sĩ Hà phẫn nộ quát! Lý Lão Quải, nhẹ kinh ý bị pháp phái các ngươi đe dọa. Bằng không, với tính cách của hắn sẽ không làm như thế. Lý Lão Quải cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi có thể hỏi hắn, xem pháp phái ta có uy hiếp hắn hay không? Tô Sĩ Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Lão Quải, sau đó nhìn về phía Phong Khinh Ý, nói. Khinh Ý, ngươi nói, có pháp phái uy hiếp ngươi hay không? Ngươi yên tâm, ta cùng với Tiêu viện trưởng sẽ làm chủ cho ngươi. Cho dù ta cùng với Tiêu viện trưởng thực lực không đủ, nho phái ta còn có lão tổ, mặc kệ ngươi có bất kỳ nỗi khổ tâm gì, nho phái sẽ làm chủ cho ngươi. Phong Khinh Ý trầm mặc một lát, sau đó khẽ lắc đầu, nói. Không có người uy hiếp ta. Tô Sĩ Hà lập tức chán nản, đang muốn nói chuyện, Tiêu Biệt Ly lại ngăn cản hắn. Tiêu Biệt Ly nhìn về phía Lý Lão Quải, nói. Không thể không nói, pháp phái ngươi lần này đánh cờ rất cao. Xem ra, các ngươi vì việc này mà mưu đồ thật lâu. Hôm nay, các ngươi và Vân Hải Thư Viện thi đấu là giả, làm khó dễ nho phái mới là thật. Ta cảm thấy, nói nhảm không cần nói nhiều làm gì. Lý Lão Quải nói, pháp phái ta đã phái người đứng ra, kế tiếp, nho phái nên phái người đứng ra đi. Tiêu Biệt Ly nắm chặt hai tay, cả nho phái lâm vào yên lặng. Phong Khinh Ý là người mạnh nhất thế hệ trẻ của nho phái, cũng là mạnh nhất thế hệ trẻ của cả Bạch Lộc Thư Viện. Hắn đã từng một mình trấn áp pháp phái không thở nổi. Đồng thời, hắn xếp hạng 21 võ bảng. Có thể nói, cả Bạch Lộc Thư Viện, trừ hai vị nửa bước đế giả ra, không ai nắm chắc thắng hắn. Ngay cả Tô Sĩ Hà cũng không có một chút nắm chắc. Sắc mặt Tô Sĩ Hà âm trầm, hai tay nắm chặt, hắn không biết nên phái ai xuất chiến.
Tô Thủ Tịch, ta đến. Lúc này, đột nhiên Phương Vân đi đến bên cạnh Tô Sĩ Hà, nói. Cho dù nho phái ta thua, cũng phải thua có thể diện, cũng phải thua có cốt khí. Đúng, nho phái ta cho dù thua cũng phải thua có cốt khí, Tô Thủ Tịch, dùng thân phận của ngươi, sao có thể đấu với tiểu bối. Để cho ta tới. Để cho ta tới, ta không dám cam đoan sẽ thắng, nhưng ta dám cam đoan nhất định sẽ không ném mặt mũi nho phái chúng ta. Trước kia vẫn muốn lãnh giáo phong học trường, hôm nay cơ hội cho ta tới đi. Vô số đệ tử nho phái muốn đấu với Phong Khinh Ý. Im miệng. Đúng lúc này, Tô Sĩ Hà phẫn nộ quát. Một trận chiến này, quan hệ không chỉ vinh nhục của chúng ta, càng quan hệ đến tương lai của nho phái, lòn có tương lai Bạch Lộc Thư Viện chúng ta. Chúng ta có thể thua sao? Không, chúng ta không thể thua, càng thua không nổi. Cho nên ngươi ích muốn đánh. Lý Lão Quải cười lạnh nói. Tô Sĩ Hà, ngươi phải hiểu, nếu như ngươi thua, không chỉ ngươi mất mặt, còn cả nho phái cũng mất mặt. Đến lúc đó, các ngươi rời khỏi Bạch Lộ giới sẽ trở thành chó nhà có tang, cũng thành trò cười cho cả Trung Thổ Thần Châu. Tô Sĩ Hà đang muốn nói chuyện, lúc này, Tiêu Ly Biệt nói. Sĩ Hà, mọi người nói đúng, cho dù nho phái chúng ta thua cũng thua có cốt khí. Ngươi là trưởng bối, mặc kệ Phong Khinh Ý thực lực như thế nào, ngươi giao thủ với hắn là lấy lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa, chiến đấu với vãn bối, ngươi ra tay thế nào? Vẫn là Tiêu viện trưởng hiểu lý lẽ. Lý Lão Quải cười nói. Nói thực ra, dùng thực lực của Khinh Ý, tại Bạch Lộc Thư Viện này, trừ ta ngươi, trong thế hệ trẻ vẫn có người là đối thủ của hắn. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại rất hiếu kỳ. Tiêu Biệt Ly nói. Lý Lão Quải cười hắc hắc, sau đó chỉ vào Dương Diệp, nói. Chẳng lẽ các ngươi quên hắn? Lúc trước hắn thế dùng một kiếm chém giết Từ Phạm đấy. Từ Phạm là ai? Đây chính là thủ tịch pháp phái ta, thực lực không kém Tô Sĩ Hà. Các ngươi bảo hắn tỉ thí, nói không chừng hắn sẽ thắng đấy. Hắn nói xong lời cuối cùng, trong mắt Lý Lão Quải đã mang theo ý hung ác. Nghe được Lý Lão Quải nói thế, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, bởi vì Lý Lão Quải này muốn mượn đao giết người. Hiện tại hắn và pháp phái đã kết thúc tỉ thí, pháp phái muốn tự mình giết hắn phải đối mặt với cả nho phái, đây nhất định không dễ dàng. Nhưng nếu như hắn lại đi ra tỉ thí, như vậy bọn họ có thể mượn nam tử Phong Khinh Ý giết hắn. Dương Diệp nhìn về phía Lý Lão Quải, đối phương đang nhìn hắn, trong mắt đối phương bộc phát sát ý không chút che giấu. Lão cẩu này muốn hắn chết. Sắc mặt Dương Diệp âm trầm. Nho phái nhìn Dương Diệp, ánh mắt bọn họ sáng lên, bọn họ vẫn chưa quên việc Dương Diệp chém giết Từ Phạm. Thực lực Từ Phạm không kém gì Tô Sĩ Hà, nói cách khác, thực lực Dương Diệp đã siêu việt Tô Sĩ Hà. Cho hắn giao thủ với Phong Khinh Ý, nói không chừng sẽ có cơ hội. Không được. Lúc này, Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói. Dương Diệp sẽ không tỉ thí với Phong Khinh Ý. Nho phái đã không có Phong Khinh Ý, không thể không có Dương Diệp, có thể nói, Dương Diệp chính là trụ cột tương lai của nho phái. Lý Lão Quải không chỉ có muốn giết Dương Diệp báo thù, còn muốn đoạn tuyệt tương lai của nho phái. Lý Lão Quải cười lạnh một tiếng, hắn không có để ý Tiêu Biệt Ly, mà là nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp, Vân Hải Thư Viện của ngươi ngày sau có thể bình an vô sự hay không, chủ yếu phải xem nho phái. Mà nếu như lần này nho phái thua, nho phái sẽ phải trở thành chó nhà có tang. Khi đó, nho phái không lo được cho mình, còn có năng lực bảo hộ Vân Hải Thư Viện. So sánh với nhau, ngươi cần phải hiểu rõ. Uy hiếp. Cầm Vân Hải Thư Viện uy hiếp. Tiêu Biệt Ly đang muốn nói chuyện, lúc này, đột nhiên Dương Diệp đứng lên, nói. Tiêu viện trưởng, xem ra, cuộc tỉ thí này ta không tham gia không được. Dương Diệp, ngươi yên tâm, chỉ cần nho phái ta vẫn còn một ngày, sẽ không có ai ra tay với Vân Hải Thư Viện. Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói. Khi đó, bản thân các ngươi cũng khó bảo vệ. Lý Lão Quải lạnh lùng nói. Dương Diệp nhìn về phía Lý Lão Quải, cười nói. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là hy vọng ta tỉ thí với hắn, khi đó hắn sẽ giết ta, đúng không? Đúng thì như thế nào? Lý Lão Quải lạnh lùng nói. Đột nhiên trên mặt Dương Diệp sinh ra một vòng lệ khí, hắn chỉ vào Phong Khinh Ý, hung dữ nói. Mở to mắt chó của ngươi xem hắn có thể giết ta hay không? Nói xong, hắn chỉ vào Phong Khinh Ý, nói.
đến chiến. Chuyện nho phái cùng pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện, Dương Diệp vốn không muốn tham gia vào, bởi vì bây giờ nói đến cùng, hắn vẫn là ngoại nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lý Lão Quải vậy mà cầm Vân Hải Thư Viện đến uy hiếp hắn. Đứng ra, không phải xúc động, mà là vì Lý Lão Quải nói làm hắn ý thức được, nếu nho phái bị đuổi ra khỏi Bạch Lộ giới, khi đó nho phái có năng lực chú ý tới Vân Hải Thư Viện. Không, như Lý Lão Quải nói, khi đó nho phái còn khó bảo toàn chính mình. Nếu như nho phái còn có người, hắn sẽ không ra, nhưng lúc này thế hệ trẻ của nho phái không còn ai. Vân Hải Thư Viện cùng nho phái bây giờ nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nhìn thấy Dương Diệp đứng ra, Tô Sĩ Hà biến sắc, hắn muốn ngăn cản Dương Diệp, lúc này, Lý Lão Quải lại cười. Nói, tốt, Dương Diệp, người có gan, ha ha. Hắn vung tay lên, một võ đài xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Bắt đầu chứ. Phong Khinh Ý liếc mắt nhìn Dương Diệp, hắn xuất hiện trên võ đài. Dương Diệp đang muốn đi lên, lúc này, Tiêu Biệt Ly nói. Người cũng biết thực lực của hắn. Không biết. Dương Diệp nói, hắn ngược lại là chưa nói giả, hắn biết rõ cái này gọi là Phong Khinh Ý nam tử khẳng định rất cường, nhưng đến cùng cường đến loại trình độ nào, hắn nhưng lại tuyệt không tin tưởng. Rất mạnh. Tiêu Biệt Ly nhìn thẳng Dương Diệp. Có thể làm cho nửa bước đế giả nói ra lời này, đủ để chứng minh Phong Khinh Ý khủng bố. Dương Diệp nhìn thẳng Tiêu Biệt Ly, nói. Nếu có người thích hợp hơn ta nguyện ý nhường cơ hội này. Tiêu Biệt Ly nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đáp ứng ngươi, chuyện Vân Hải Thư Viện chính là chuyện của Tiêu Biệt Ly ta, chỉ cần có người không sợ một vị bán đế điên cuồng trả thù, hắn có thể đối phó Vân Hải Thư Viện. Lời này, hiển nhiên là nhằm vào pháp phái. Bên cạnh, Lý Lão Quải cười lạnh một tiếng, nhưng lại không nói gì. Đa tạ. Dương Diệp nói, có một vị bán đế tọa chấn, bất cứ kẻ nào muốn động Vân Hải Thư Viện cũng phải nghĩ kỹ. Dương Diệp không nói chuyện, thân hình khẽ động, hắn xuất hiện trên võ đài, hắn vừa xuất hiện, Lý Lão Quải vẫy tay một cái, Dương Diệp cùng Phong Khinh Ý tiến vào chiến trường hư không. Ra tay đi. Phong Khinh Ý nói. Dương Diệp phất tay, Man Thần Kiếm xuất hiện trong tay, sau một khắc, hắn biến mất và xuất hiện trên đỉnh đầu Phong Khinh Ý. Dương Diệp cầm chặt Man Thần Kiếm bổ mạnh xuống dưới. Ngay thời điểm Man Thần Kiếm sắp chém vào đỉnh đầu Phong Khinh Ý, một căn ngọc tiêu màu xanh đánh vào mũi kiếm của Dương Diệp. Phanh! Man Thần Kiếm run động mạnh, Man Thần Kiếm và ngọc tiêu va chạm làm không gian rạn nứt. Yên lặng một chớp mắt, Phong Khinh Ý xoay tròn ngọc tiêu. Keng! Nương theo âm thanh thanh thúy, Dương Diệp lui gần trăm trượng. Trong tay hắn, Man Thần Kiếm đang run, hơn nữa thân kiếm còn xuất hiện vết rạn nứt. Lực lượng không tệ, khống chế lực lượng cũng còn có thể, thực lực của ngươi đã có thể lên võ bảng. Phong Khinh Ý nói. Dương Diệp nhìn Man Thần Kiếm trong tay, trầm ngâm một chớp mắt, hắn thu hồi Man Thần Kiếm, nói. Đến, cho ta xem võ bảng vài danh 21 mạnh bao nhiêu. Oanh! Trong cơ thể Dương Diệp bộc phát một cột máu tươi, một thanh huyết kiếm xuất hiện trong tay hắn. Sau một khắc, Dương Diệp hóa thành kiếm quang đỏ rực bay thẳng về phía Phong Khinh Ý. Nhìn kiếm quang kia, Phong Khinh Ý trầm ngâm một chớp mắt, sau một khắc, hắn hóa thành kiếm quang màu xanh bay lên trời, sau đó va chạm với kiếm quang huyết sắc. Oanh! Hư không rung động rất mạnh, vô số khí lãng màu xanh và màu đỏ khuếch tán ra chung quanh, những nơi hai chủng khí lưu kinh khủng này đi qua. Không gian trong chiến trường hư không trực tiếp rạn nứt, không đến nửa giây, mọi người nhìn thấy chiến trường hư không rạn nứt. Rất nhanh, trong khí lãng vô tận đó xuất hiện kiếm quang huyết sắc và khí lưu màu xanh va chạm với nhau. Khi hai chủng năng lượng không ngừng va chạm vào nhau, không ngừng phá hư không gian, cảnh tượng đáng sợ giống như diệt thế. Không chỉ có chiến trường hư không, ngay cả không gian bên ngoài chiến trường. Bên ngoài võ đài, Lý Lão Quải cùng Tiêu Biệt Ly nhìn nhau. Sau đó hai người đồng thời duỗi tay về phía trước, trong chốc lát, võ đài rung động bình tĩnh trở lại, cùng lúc đó, không gian trong chiến trường khôi phục như cũ. Trong chiến trường hư không, mọi người nhìn thấy huyết quang và ánh sáng màu xanh vẫn dây dưa nhau. Từ khi hai người giao thủ tới bây giờ đã gần nửa canh giờ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể đánh với Phong Khinh Ý nửa canh giờ. Hơn nữa Dương Diệp chỉ là bán thánh. Trong mắt người nho phái đã xuất hiện hưng phấn cùng chờ mong, đúng,
lúc này bọn họ nhìn thấy hy vọng. Dương Diệp còn mạnh hơn bọn họ tưởng tượng, mạnh đến mức có thể chống lại Phong Khinh Ý. Trái lại, sắc mặt người Pháp phái trầm xuống, đồng thời, bọn họ cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại khủng bố như vậy, hắn có thể chống lại Phong Khinh Ý. Nhưng Lý Lão Quải rất bình tĩnh, hắn còn nở nụ cười lạnh. Dương Diệp này, vậy mà có thể chống lại Phong Khinh Ý. Hơn nữa hắn chỉ có thực lực bán thánh. Chậc chậc. Trên lễ đài, trong mắt Hàn Dù sinh ra hứng thú. Cách đó không xa, Thiên Vũ Tông Lâm Nguyệt Âm lại khiếp sợ, nàng biết rõ Dương Diệp rất lợi hại, cũng tự thể nghiệm qua hắn lợi hại, nhưng nàng thật không ngờ Dương Diệp lại có thể chống lại Phong Khinh Ý, hơn nữa hắn chỉ có thực lực bán thánh. Có thể nói, dùng thực lực của Dương Diệp, hắn hoàn toàn có thể dung nhập võ bảng. Trầm ngâm một lát, nàng quay người nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói. Vũ Tịch, người thật sự là thê tử của hắn. Hiểu Vũ Tịch cau mày, lúc này, Lâm Nguyệt Âm lại nói. Ngươi cũng biết, trí nhớ của mình đã mất đi, nói cách khác, trước khi mất trí nhớ, ngươi là thê tử của hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Hiểu Vũ Tịch nói. Lâm Nguyệt Âm nói. Vũ Tịch, ngươi nên biết, Mạc Vân Thiên không đơn thuần là đệ tử Bạch Lộc Thư Viện, hắn còn là đệ tử Mạc gia trong bốn đại gia tộc. Ta thừa nhận, Dương Diệp quả thật không tệ, nhưng không tệ thì thế nào? Hắn chỉ là tiểu lâu la không có bối cảnh. Mạc gia muốn hắn chết, ngươi cảm thấy Bạch Lộc Thư Viện giữ được hắn sao? Nếu là Bạch Lộc Thư Viện không có phân liệt, có lẽ có thể, nhưng nho phái lúc này ha ha, bản thân bọn họ cũng sắp khó bảo toàn. Hiểu Vũ Tịch liếc mắt nhìn Lâm Nguyệt Âm, nói. Lâm trưởng lão, ngươi phải tự hiểu lấy mình, bằng không ngươi có khả năng sẽ chết. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Nguyệt Âm lập tức âm trầm, nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Hiểu Vũ Tịch, cũng không nói lời nào. Hiểu Vũ Tịch cũng không có quản Lâm Nguyệt Âm, ánh mắt nhìn vào hư không. Lúc này, trong chiến trường hư không, nàng chỉ có thể nhìn thấy huyết quang cùng ánh sáng màu xanh răng khắp nơi, tốc độ của hai người quá nhanh, nhanh đến mức nàng không thấy bản thể của hai người. Oanh! Đúng lúc này, chiến trường hư không sinh ra tiếng nổ kinh thiên, sau đó huyết quang cùng ánh sáng màu xanh phân biệt lui về sau mấy trăm trượng. Rất nhanh, mọi người nhìn thấy Dương Diệp cùng Phong Khinh Ý. Nhìn thấy hai người, người Pháp phái vui vẻ, người Nho phái giật mình. Bởi vì trên người Dương Diệp lúc này đầy vết máu, máu tươi trên người chậm rãi dung nhập vào huyết kiếm của hắn. Phong Khinh Ý vẫn hoàn hảo như ban đầu, tuyệt đối không giống trải qua kịch chiến. Dương Diệp rơi vào hạ phong. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Nguyệt Âm cười lạnh, đối với nàng mà nói, Dương Diệp chết đi mới tốt. Chiến trường hư không. Sát ý cùng lệ khí trên người Dương Diệp chậm rãi biến mất. Rất nhanh, huyết kiếm trong tay hắn cũng biến mất. Chỉ chốc lát, Dương Diệp khôi phục bình thường. Dương Diệp nhìn sang Phong Khinh Ý, trong mắt sinh ra thần thái ngưng trọng. Hắn cầm Táng Thiên, tăng thêm sát ý hư vô cảnh cùng kiếm ý hư vô cảnh lại không thể làm gì người trước mắt. Không chỉ không làm gì được, ngược lại còn bị áp chế. Trọng yếu nhất đối phương còn không có xuất toàn lực. Lúc này, Phong Khinh Ý ngẩng đầu nhìn hư không, sau nửa ngày. Hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta một chiêu quyết thắng thua đi, như thế nào? Một chiêu định sinh tử sao? Dương Diệp nói. Phong Khinh Ý khẽ lắc đầu, nói. Cảnh giới ta cao hơn ngươi, giao thủ với ta, ta tính là lấy lớn hiếp nhỏ. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể tiếp được chiêu kế tiếp của ta mà không chết, tính toán ta thua, như thế nào? Ngươi tự tin như vậy. Dương Diệp nói, tự tin bắt nguồn từ thực lực. Phong Khinh Ý nói, ta có thực lực này, không phải sao? Dương Diệp nhìn Phong Khinh Ý nửa ngày, sau đó gật đầu, nói. Đến đi, cho ta xem, ngươi làm sao giết ta? Phong Khinh Ý khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy ngọc tiêu trong tay và thổi, rất nhanh, một khúc nhạc vui vẻ bao phủ chiến trường. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tiêu Biệt Ly thay đổi, nghẹn ngào quát. Ngự linh độ ách đô, Dương Diệp coi chừng. Ha ha, ngự linh độ ách đô, ha ha. Bên cạnh, Lý Lão Quải cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý. Bởi vì, Dương Diệp phải chết. Trong chiến trường hư không, tay phải của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, trong chốc lát, lực lượng trong cơ thể hắn hội tụ vào cánh tay phải. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.